Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 156. Hắn không ngừng né tránh, dựa vào xảo diệu thân pháp, lại trì hoãn một nén hương thời gian. Kim Tinh Man Ngưu một hơi nín, rất là căm tức, nhìn một chút vậy tiểu đạo đồng. Khảo nghiệm thông qua. Tiểu đạo đồng chỉ tiếng tuyên bố kết quả, nhưng là rất công bằng. Mọi người thấy một màn này, nhất thời lộ ra vui mừng. Cái này Kim Tinh Man Ngưu tuy hung mãnh, nhưng cũng có nhược điểm, thân pháp không đủ linh hoạt, chỉ phải dựa vào xảo diệu thân pháp, né tránh hắn công kích, trì hoãn một nén hương thời gian, là được thông qua khảo nghiệm. Ta tới. Nếu thấy được hy vọng, mọi người cũng không chậm trễ, lập tức thì có một tên đại hán để ra đao xông lên đài đi. Kim Tinh Man Ngưu nín một hơi oán khí, trực tiếp ném phủ phách ra. Đại hán kia mở ra thân pháp, tránh thoát đi, lại không có cứng rắn đụng. Còn muốn khi lão chuột, hừ. Kim Tinh Man Ngưu tức giận cuồng nộ, đột nhiên một đạp mặt đất, cả người gân cốt chấn động, cổ họng dương ra, phát ra đạo đạo hùng hậu thanh âm. Cự tượng hạ xuống, chấn thiên định, cự tượng chấn thiên kình, mở. Từng vòng kinh khủng sóng âm, mang ngập trời yêu khí, điên cuồng từ cổ họng hắn bên trong tràn ngập ra. Một đầu nguy nga cự tượng hư ảnh, bỗng nhiên ở trên người hắn ngưng tụ, vô cùng vô tận ma uy hơi thở, ùn ùn kéo đến tản mát ra. Tràn đầy luyện ngục, ma đạo, tu la, ác quỷ vân. Vân khí tượng sóng âm, sóng gió kinh hoàng vậy cuộn sạch đi ra. Thiên địa, nhất thời chấn động. Toàn bộ thạch đài, điên cuồng run run, từng đạo bảo vệ phù văn bỗng nhiên sáng lên. Nếu như không phải là có phù văn bảo vệ, đá này đài, ở Kim Tinh Man Ngưu ma âm dưới sự xung kích, đã sớm muốn nổ tung. Kinh khủng sóng âm khuếch tán ra, dưới đài tất cả mọi người đều cảm thấy màng nhĩ đau nhói, đầu óc gặp phải ma âm đánh vào, nhất thời hiện ra núi đao biển lửa, chư thiên luyện ngục vân. Vân ảo ảnh. Cơ hồ muốn hộc máu. Bầu trời mây trôi, càng bị ma âm xé được nghiền, cuồn cuộn ma khí nổ tung, mới vừa vẫn là bầu trời xanh thẳm, nhất thời thành tối mở một phiến. Đây là thần thông gì? Thật là cường hãn khí thế. À, đầu ta mau nổ tung. Mọi người xít sao bụng lỗ tai, chỉ bị chấn động được não mắt bất tỉnh hoa, cơ hồ muốn té xỉu. 33 thiên hồng mông cổ pháp, cự tượng chấn thiên kình. Diệp Thần trong mắt hơi co lại, cũng không có quá mức kinh ngạc. Người khác không nhận ra cái này thần thông lai lịch, nhưng hắn nhưng là nhận ra. Đây là 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong cự tượng chấn thiên kình, thượng cổ đại hung cũng sẽ thi triển, coi như là thập đại hung thú cộng tu thần thông. Trên thạch đài, đại hán kia gặp phải cự tượng chấn thiên kình nghiền ép, lại là thất khiếu chảy máu, cả người gân cốt nổ tung, sống sờ sờ bị động chết, liền binh khí của hắn đều bị chấn thành đầy đất mảnh vỡ. Ở 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong, cự tượng chấn thiên kình hạng mạt lưu, nhưng muốn nghiền ép một cái phổ thông võ giả, thật là không nên quá đơn giản. Mọi người thấy ra một màn này, nhất thời một hồi sợ hãi. Kim Tinh Man Ngưu tuét miệng cười một tiếng, một cước đá văng ra đại hán kia thi thể, nói các ngươi nếu như sợ, thừa dịp còn sớm chạy trở về. Man tử, không được vô lễ. Tiểu đạo đồng quát, nhưng Kim Tinh Man Ngưu hừ một tiếng, lại không có khuất phục hình dáng. Tiểu đạo đồng không biết làm sao, nói các vị, ngại quá, cái này man tử phát tính, liền 33 thiên hồng mông cổ pháp cũng vận dụng, các vị xin trở về đi, miễn được uổng từ đưa tánh mạng. Kim Tinh Man Ngưu, dẫu sao là thượng cổ đại hung, ngang bướng khó thuần, cái này một tí hung tính đại phát, trừ thiên cơ đạo nhân, ai cũng không khả năng thuần phục. 33 thiên hồng mông cổ pháp. Nguyên lai vậy âm sát thần thông, lại là 33 thiên hồng mông cổ pháp. Hồng mông cổ pháp, lực sát thương nghịch thiên, ai có thể ngăn cản. Mọi người trố mắt nhìn nhau, đều là lộ ra kinh hãi thần sắc. Nếu như là phổ thông chiến đấu, bọn họ còn có cơ hội chống đỡ một nén hương thời gian, nhưng hiện tại, Kim Tinh Man Ngưu phát hung tính, trực tiếp vận dụng 33 thiên hồng mông cổ pháp, cũng không phải bọn họ có thể địch nổi. Ai dám lên, sợ rằng phải bị sống sờ sờ động chết. Ta muốn thử một chút. Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Chỉ gặp một người mặc trường bào, đầu đội nón lá nam tử, chậm rãi đi tới trên đài đi. Người này là ai? Thật là to gan, lại có thể liền 33 thiên hồng mông cổ pháp không sợ.
hắn chẳng lẽ không sợ chết sao? Mọi người thấy trường bào này nam tử, nhất thời một hồi kinh ngạc. Xin các hạ chậm. Tiểu đạo đồng hoảng hốt vội nói, cái này man tử phát nóng này, cần sư phụ ra mặt mới có thể điều đình, các hạ hay là mời hồi đi. Không sao. Trường bào nam tử cười nhạt, hắn dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Người khác sợ hãi kim tinh man nghiêu, hắn nhưng là không sợ chút nào. Chính là cự tượng trấn thiên kình, hắn căn bản không buông ở bên trong mắt. Ồ, người này là ai, thật quen thuộc hơi thở. Vậy xanh lơ thần tông đệ tử đứng ở dưới đài, nhìn Diệp Thần thân hình, trong phảng phất có loại cảm giác quen thuộc, nhưng trong chốc lát lại không nhớ nổi là ai. Diệp Thần kéo kéo nón lá, không có bại lộ dung mạo, hắn nếu như bại lộ, sợ rằng thiên đạo cung cường giả, sẽ ngay tức thì giết tới. Thằng nhóc giỏi, người nếu muốn chết, vậy ta đây sẽ đưa ngươi lên đường. Kim tinh man nghiêu hừ lạnh một tiếng, bước chân hung hăng đạp một cái thạch đài, thân thể như núi cao vậy nghiền ép tới, rìu lớn ngang nhiên giết ra, cả người gân cốt chấn động, rìu lớn biến dạng không khí, lại có thể phát ra ma âm, một con voi to ảo ảnh nổi lên. Súc sinh này, cự tượng trấn thiên kình lại có thể luyện đến này cùng cảnh giới. Dưới đài, có không ít người phát ra kêu lên. Cái này kim tinh man nghiêu thần thông, chân thực thật lợi hại, cự tượng trấn thiên kình tuyệt đối luyện đến đại thành cảnh giới, có thể tùy ý và binh khí dung hợp, dìu phát ma âm, bưng như người thú vô cùng. Diệp Thần nhìn kim tinh man nghiêu dìu lớn giết tới, thần sắc bình thản như nước, nhưng là không sợ chút nào. Hắn chậm rãi nâng lên tay, bàn tay tràn ra một chút kim quang nhàn nhạt, ra sau tới trước, một chưởng hung hăng in ở kim tinh man nghiêu trên ngực. Úm! Diệp Thần cánh tay gân cốt chấn động, một cái cổ xưa âm tiết, từ hắn lòng bàn tay tản ra, xông vào kim tinh man nghiêu trong cơ thể. Cái này âm tiết, trực tiếp ở kim tinh man nghiêu trong cơ thể nổ tung. Người ngoài không nghe được bất kỳ thanh âm, nhưng kim tinh man nghiêu, trong đầu nhưng quanh quẩn ngút trời nổ vang. Cổ xưa hồng mông âm tiết, như sấm vậy, ở hắn đầu óc bên trong nổ. Cuồng bạo hồng mông hơi thở, như trời sấm tia chớp, điên cuồng lan tràn đến hắn toàn thân mỗi một chỗ gân cốt. Sắc sắc, sắc sắc, sắc sắc, ở hồng mông cổ âm nghiền ép hạ, hắn cả người gân cốt, không biết gãy lìa nhiều ít, phát ra từng cơn kinh khủng tiếng gãy xương. Hắn hai con ngươi, lập tức nổi lên đi ra, cơ hồ phải bị chấn bạo, cổ họng cuồng phun ra một chùm máu tươi, mang chút nội tạng, hiển nhiên bị Diệp Thần chấn thành trọng thương. Đây là, Thiên Long. Kim tinh man nghiêu trợn to hai mắt, tràn đầy kinh hãi dị thần sắc, nhận ra Diệp Thần thủ đoạn. Thiên Long bát thần âm. Đây là truyền thuyết bên trong, đặc biệt khắc chế ma đạo, nghiền ép hết thảy yêu khí Thiên Long bát thần âm. Chỉ là đơn giản một cái âm tiết, kim tinh man nghiêu trực tiếp bị chấn thành trọng thương. Loảng xoảng, hắn lưỡi rìu, vậy rớt xuống đất, cả người lảo đảo lui về phía sau, chật vật ngã nhào trên đất, gân cốt dưới trọng thương, cả người không ngừng co quắp, nhưng là liền một câu nói cũng không nói được. T. Thấy một màn này, toàn trường người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này, điều này sao có thể? Một chiêu, lại có thể dùng một chiêu, liền đánh bại kim tinh man nghiêu. Tên này rốt cuộc là ai, xem hắn hơi thở, tựa hồ chỉ có hỗn độn cảnh mà thôi. Chính là hỗn độn cảnh, một chiêu đánh bại kim tinh man nghiêu, đây tuyệt đối không thể nào. Tất cả mọi người đều rung động, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Một màn trước mắt, đích thực quá đáng sợ. Kim tinh man nghiêu cái này trồng lên cổ đại hung, thực lực tuyệt đối mạnh mẽ, có chừng thiên thần cảnh tầng 5 trời, hơn nữa còn nắm giữ 33 thiên hồng mông cổ pháp, uy áp đơn giản là ngút trời. Nhưng lớn mạnh như vậy tồn tại, ở Diệp Thần thủ hạ, một chiêu sa sút. Tất cả mọi người đều kinh hãi, không ngừng suy đoán Diệp Thần thân phận. Thần quốc trừ vậy Diệp Thần, còn có người nào thực lực này? Chẳng lẽ là vực người ngoại lai? Ta có thể nghe trước đây không lâu, vực ngoại thiên ma suýt nữa hạ xuống. Nhưng là trên người người này không có vực ngoại hơi thở, có phải hay không là thượng giới tôn tộc? Hồng mông cổ pháp cũng không phải là người bình thường có tư cách nắm giữ. Thật đúng là có thể là thượng giới cao thủ, nếu không ở thần quốc biên giới, ta chân thực không nghĩ tới, có ai có thể như vậy nghịch thiên. Mọi người thậm chí suy đoán lấy là Diệp Thần là thượng giới tôn tộc, nếu không, làm sao có thể như thế lợi hại,
lại có thể một chiêu đánh bại Kim Tinh Man Nghiêu, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần thu tay về, ánh mắt lãnh đạm. Hắn không muốn bại lộ thân phận, cho nên trực tiếp vận dụng Thiên Long Bát Thần Âm, một chiêu đánh bại Kim Tinh Man Nghiêu. Lấy hắn thực lực trước mắt, đủ để trong nháy mắt giết thiên thần cảnh 4 tầng thiên. Nếu như đụng phải thiên thần cảnh tầng 5 trời, cần phải đi qua một phen chiến đấu. Nhưng cái này cái Kim Tinh Man Nghiêu, là thời đại thượng cổ hung thú, hắn cự tượng chấn thiên kình, vừa lúc bị Diệp Thần khắc chế. Cho nên, dựa vào Thiên Long Bát Thần Âm khắc chế nghiền ép, Diệp Thần không phí nhiều sức, trực tiếp một chiêu thủ thắng. Khảo nghiệm thông qua, Tiểu Đạo Đồng nhìn Diệp Thần, cũng là tràn đầy khiếp sợ, tuyên bố kết quả. Hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể sẽ như thế lợi hại, trực tiếp một chiêu bị thương nặng Kim Tinh Man Nghiêu, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Tiểu Đạo Đồng, Kim Tinh Man Nghiêu bị thương nặng, chúng ta không cần thi chứ. Có người nói, đúng vậy, hắn cũng bị thương nặng, không cần phải thi lại. Mọi người rối rít phụ họa. Cái này, Tiểu Đạo Đồng do dự một lát, nói, được rồi, vậy không cần thi, các ngươi theo ta tới. Nghe vậy, mọi người nhất thời mừng như điên không dứt. Cái này chàng thứ nhất khảo nghiệm, cứ như vậy tuồng vậy kết thúc. Diệp Thần khẽ mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Chàng thứ nhất khảo nghiệm. Cứ như vậy khó khăn, phía sau hai đạo khảo nghiệm, sợ rằng sẽ càng khó hơn, những người này muốn thuận lợi thấy Thiên Cơ đạo nhân, cũng không như vậy dễ dàng. Lập tức mọi người đi theo Tiểu Đạo Đồng, đi cái thứ hai sân khảo hạch. Mà vậy Xanh Lơ Thần Tông đệ tử, đi theo Diệp Thần phía sau, nhìn Diệp Thần bóng người, càng xem càng là quen thuộc. Xanh Lơ Thần Tông là thứ bảy thần quốc đệ nhất thế lực một trong, tháng vòng dị tượng hạ lại là thức tỉnh mấy vị cổ thần thể thiên tài. Thực lực không thể khinh thường. Trước đây không lâu, không thiếu đệ tử cũng mộ danh gia nhập Phục Ma Điện, thậm chí gặp được Diệp Thần. Ở rất nhiều Xanh Lơ Thần Tông đệ tử trong mắt, Diệp Thần đã trở thành bọn họ trong lòng duy nhất thần tượng. Đáng tiếc Diệp Thần che đậy gương mặt, hơi thở thu liếm, hắn nhưng là không có phát hiện. Không cần thiết đã lâu, Tiểu Đạo Đồng dẫn mọi người, đi tới một cái sân nhỏ. Rõ ràng là ban ngày, nhưng sân bên trong quỷ khí dày đặc, âm phong từng cơn, làm người ta không lạnh mà run. Cái này trận thứ hai khảo hạch, khảo nghiệm là các vị võ đạo. Tiểu Đạo Đồng vừa nói, một bên vỗ tay một cái. Liền nghe rào một tiếng, sân hồ nước bên trong, một đạo thân ảnh vạch nước ra. Đạo thân ảnh này, không có một chút người sống hơi thở, hai tròng mắt trống rỗng, lại là một cái thi khôi. Cái này cái thi khôi, mặc trên người trước đế bào. Trong tay sách một thanh trường kiếm, ra hắn trên, vô số đế khí ngưng tụ, diễn hóa thành từng luồng màu vàng sậm phù văn, trong phảng phất thấm ra bá đạo thần đế uy nghiêm. Thiên Đô Đại Đế, đây là Thiên Đô Đại Đế. Vừa nhìn thấy cái này cái thi khôi, thì có người kinh hô lên, thậm chí có người quỳ xuống, cúi phục màng bái. Cái này cái thi khôi, lại là trong truyền thuyết Thiên Đô Đại Đế. Thượng cổ thất đại thần đế một trong. Ở trên cao cổ đại chiến lúc đó, thất đại thần đế chết, thi công nơi chôn cất mộ phủ, trấn áp đại hung, trải qua vô tận năm tháng, tất cả đại đế cũng hồn phi phách tán, chỉ có Sùng Quang đại đế bởi vì tu luyện hồng mông cổ pháp, ngưng tụ ra một món hồng mông cổ khí, may mắn giữ hồn phách. Đã từng thần đế hơi thở, ở nơi này con rối trên mình tràn ra tới, cuồn cuộn kinh trời, làm người ta rung động. Các ngươi suy nghĩ nhiều, đây cũng không phải Thiên Đô đại đế thi khôi. Bất quá cũng kém không nhiều. Sư phụ thông qua một ít thuật pháp, để cho cái này thi khôi dính liền Thiên Đô Đại Đế hơi thở, thậm chí còn võ đạo. Sư phó thủ đoạn thông thiên, không phải các ngươi có thể hiểu. Dĩ nhiên, nếu các ngươi phải trải qua cái này khảo nghiệm, liền đem nó làm Thiên Đô Đại Đế cũng có thể. Tiếng nói rơi xuống, mọi người ánh mắt rung động. Liền liền Diệp Thần, vậy cảm thấy đặc biệt khiếp sợ. Thiên Cơ đạo nhân quả nhiên sâu không lường được, lại có thể để cho cái này thi khôi dính Thiên Đô đại đế nhân quả và bộ phận võ đạo. Thủ đoạn này, đơn giản là nghịch thiên. Hiện tại muốn khảo hạch, là các vị võ đạo, chỉ cần ở Thiên Đô đại đế võ đạo kết giới bên trong, chống đỡ một nén hương thời gian, liền coi là thông qua. Tiểu Đạo Đồng nói xong, liền xa xa đi tới bên cạnh. Sân bên trong, chỉ còn lại Diệp Thần các người.
một mình đối mặt với Thiên Đô Đại Đế. Thiên Đô Đại Đế ánh mắt trống rỗng, ném ra trường kiếm, là kiếm thành trận, từng trận động trời võ đạo đế ý, hình thành một cái đế quang sáng chói kết giới, ngay tức thì lan tràn ra, phúc đắp lên toàn bộ sân. Diệp Thần cùng hơn 30 người, nhất thời lâm vào Thiên Đô Đại Đế võ đạo kết giới bên trong. Rào, rào, rào. Vô số đế quang tách thả ra, ngập trời thần uy nghiền ép toàn trường, từng cái bạch hồng vậy kiếm khí, từ trên trời dưới đất khắp nơi bùng nổ, gặp người liền chém. Nhất thời, tất cả mọi người đều cảm thấy to lớn uy áp. Ở Thiên Đô Đại Đế võ đạo đế ý bao phủ hạ, tất cả mọi người đều như Thái Sơn áp đỉnh, cơ hồ muốn nghẹt thở. Đáng sợ hơn phải, trăm ngàn cái đế khí ngưng tụ phi kiếm, không ngừng ngang dọc chém chết. Trong phút chốc, thì có mười mấy người, bị kiếm khí chém thành trọng thương, chật vật trốn ra bên ngoài kết giới mặt, tuyên bố khảo hạch thất bại. Thượng cổ đại đế, quả nhiên cường hãn. Diệp Thần con ngươi hơi co rúm một cái. Cái này Thiên Đô Đại Đế, đã sớm hồn phi phách tán, nhưng thi thể còn sót lại thượng cổ hơi thở, bị luyện chế thành con rối sau đó, vẫn có thể bùng nổ võ đạo đế uy, nghiền ép thiên địa, đặc biệt chi lợi hại. Diệp Thần cảm giác được, cái này Thiên Đô Đại Đế luyện chế thành thi khôi, thực lực có thể so đạo thứ nhất khảo nghiệm mạnh mẽ mấy phần. Thật may hiện tại, Thiên Đô Đại Đế cũng không có dùng toàn lực, chỉ là thả ra đơn giản võ đạo kết giới. Chỉ là đơn giản võ đạo kết giới mà thôi, mọi người liền cảm thấy to lớn áp lực. Diệp Thần nhìn chung quanh, rất nhiều người cũng thả ra mình võ ý, điên cuồng ngăn cản. Cửa ải này, chủ yếu là khảo nghiệm võ đạo, cũng không phải là sát phạt lực. Thiên Đô Đại Đế đứng yên không nhúc nhích, ngón tay nặn quyết, hung hãn kiếm khí không ngừng tuôn ra, hòa lẫn to lớn võ đạo đế ý, không ngừng đánh thẳng vào mọi người. Diệp Thần cũng cảm nhận được một hồi áp lực, hắn rất muốn thả ra Lăng Tiêu võ ý. Chỉ cần Lăng Tiêu võ ý vừa ra, hắn có thể ung dung ngăn cản Thiên Đô Đại Đế uy áp, thậm chí, có thể trực tiếp xông lên tan rã trước mắt võ đạo kết giới. Không được, ta không thể bại lộ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần ánh mắt lóe lên, nếu như thả ra Lăng Tiêu võ ý, hắn thân phận ngay tức thì sẽ bị bại lộ, hắn hơi thở, ngay tức thì sẽ bị Thiên Đạo Cung bắt được, không có chút nào chạy trốn có thể. Hiu hiu hiu. Từng đạo đế ý kiếm khí, không ngừng chém chết tới. Diệp Thần cắn răng, trực tiếp dùng thân xác, rất miễn cưỡng ngăn trở Thiên Đô Đại Đế võ đạo uy áp, nhìn bay tập kích mà đến kiếm khí. Hắn khép lại hai ngón tay, vung chỉ như múa kiếm, nếu như hắt mực sơn thủy, đem kiếm khí từng cái chém bể. Thật may hắn thân xác cường hãn, miễn cưỡng coi như là chặn lại, nếu như đổi thành người ngoài, ở ngang ngược như vậy võ đạo uy áp bao phủ hạ, chỉ sợ sớm đã bị thương. Ồ, lại có thể chỉ bằng vào thân xác, liền chặn lại Thiên Đô Đại Đế uy áp. Người này rốt cuộc là ai, thật chẳng lẽ là thượng giới tôn tộc? Cường hãn như vậy thân xác, liền thần đế uy đè cũng có thể ngăn trở, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Những người chung quanh, nhìn Diệp Thần lại có thể không phóng thích võ ý, nhất thời đều kinh hãi. Liền liền bên ngoài vậy tiểu đạo đồng, cũng là khiếp sợ, âm thầm thầm thì, cái này người thanh niên thật là lợi hại, vì sao che đậy mặt mũi, thật chẳng lẽ thân phận đặc thù. Không người nào có thể đoán được Diệp Thần thân phận, dẫu sao chính là hỗn độn cảnh. Liền một chiêu đánh bại Kim Tinh Man Nghiêu, hiện tại lại là bằng vào thân xác lực lượng, rất miễn cưỡng chặn lại thần đế uy áp, như thế nghịch thiên thủ đoạn, chỉ sợ không phải thần quốc biên giới người, mà là thượng giới tôn tộc. Rốt cuộc, một nén hương thời gian trôi qua. Có thể chống đỡ cư trú, chỉ có 12-13 người, những người khác tất cả đều không chịu nổi, ở Thiên Đô Đại Đế võ đạo đế ý nghiền ép hạ, thật sớm bại lui ra ngoài. Mà đây 12-13 người, vậy có không ít người bị đế khí phi kiếm chém bị thương, trên mình máu tươi đầm đìa, liền liền Diệp Thần đều bị điểm bị thương ngoài ra. Chúc mừng các vị thông qua đạo thứ hai khảo nghiệm. Tiểu đạo đồng đi tới, chắp tay nói. Nghe được khảo nghiệm thông qua, mọi người nhưng không có gì thần sắc vui sướng. Bởi vì, hiện tại bọn họ bị thương trong người, có người thương thế, thậm chí nghiêm trọng đến sâu thấy tới xương bước, liền bộ dáng này. Muốn thông qua cuối cùng một chàng khảo nghiệm, sợ rằng đặc biệt khó khăn. Còn có cuối cùng một chàng khảo nghiệm. Tiểu đạo đồng tựa hồ nhìn thấu mọi người lo âu,
nói các vị không cần lo lắng, cuối cùng một chàng khảo nghiệm, thi là thần hồn cường độ, coi như bị thương trên người, vậy sẽ không ảnh hưởng kết quả. Khảo nghiệm thần hồn, vậy ta an tâm. Mọi người nghe được tiểu đạo đồng mà nói, nhất thời yên lòng. Thân thể bị thương, sẽ không ảnh hưởng thần hồn, nếu là khảo nghiệm thần hồn cường độ, mọi người coi như bị thương vậy không quan hệ. Các vị mời theo ta tới. Tiểu đạo đồng ở phía trước dẫn đường, mọi người đơn giản xử lý một tí thương thế, liền đi theo đi trước. Diệp thần lẫn trong đám người, cũng đi theo lên, quay đầu nhìn một chút, vậy thiên đô đại đế thi khôi, nhưng là xuôi tay đứng tại chỗ, như pho tượng gỗ vậy. Ngày xưa thượng cổ đại đế nhân quả dính thì có như thực lực này, vậy bọn họ bản thể sẽ là kinh khủng dường nào. Diệp thần trong lòng hơi có điểm thổn thức, nhưng rất nhanh hãy thu liễm tâm thần, từ bỏ nghĩ bậy, là trận thứ ba khảo nghiệm làm chuẩn bị. Rất nhanh, mọi người đi theo tiểu đạo đồng, đi tới đỉnh núi. Đỉnh núi Lăng Tuyệt, nhìn xuống mặt đất, phong cảnh tương đương xinh đẹp, sáng sớm gió mạnh thổi phất, để cho nhân tâm tỉ mát rượi, tất cả mọi người đều là tinh thần chấn động. Mà ở trên đỉnh núi, nhưng xây dựng trước một tòa phong cách cổ xưa đạo quan. Cửa đạo quan đóng chặt, không có chút nào hơi thở thấm ra, lộ vẻ được thần bí sâu thẳm. Thiên cơ đạo nhân, tất nhiên ở bên trong. Diệp thần nhìn trước mắt đạo quan, trong lòng âm thầm nghĩ, không khỏi có chút kích động. Mọi người ánh mắt bên trong, cũng là mang hưng phấn. Chỉ cần thông qua một trận khảo hạch cuối cùng, là có thể bước vào đạo quan, gặp mặt thiên cơ đạo nhân, hỏi các loại nhân quả số mạng, thậm chí là nghịch thiên cải mệnh. Không biết cuối cùng một chàng khảo nghiệm, cụ thể khảo nghiệm cái gì? Có người hỏi. Tiểu đạo đồng bàn tay vung lên, sử dụng một mặt kiếm bát quái. Từng luồng thanh quang, từ kiếm bát quái trên tràn ngập ra. Khối này tiên thiên kiếm bát quái, có cực lớn thần hồn uy áp, các vị chỉ cần ở phía trước thiên kiếm bát quái hơi thở bao phủ hạ, chống đỡ một nén hương thời gian, khảo hạch liền coi là thông qua. Tiểu đạo đồng nói chuyện tới giữa, vẫy tay đảo qua, tiên thiên kiếm bát quái xoay tít lộn một vòng, trôi giạt đến giữa không trung, lại là ngay tức thì trở nên lớn, hóa thành một mặt vô cùng to lớn tấm gương, cửu cung bát quái. Tiên thiên số mạng, phong thủy kiếp số, khí vận phúc trạch cùng thiên cơ huyền diệu hơi thở, đều ở đây kính quang lưỡng lở gian, không ngừng hiện ra. Khối này kiếm bát quái, có vực ngoại hơi thở. Diệp thần tâm thần nhất thời chấn động, hắn từ nơi này khối tiên thiên kiếm bát quái phía trên, mơ hồ cảm nhận được liền một chút vực ngoại hơi thở. Đây là vực ngoại pháp bảo. Thiên cơ đạo nhân khẳng định đi qua vực ngoại. Rào. Cuồn cuộn kính quang. Như nước thủy triều tràn ngập ra, bao phủ ở trên người mọi người. Nhất thời, tất cả mọi người đều cảm thấy một hồi to lớn thần hồn uy áp. Cái kính này quang, tựa hồ mang trấn áp thần hồn hiệu quả, có thể hám động lòng người thần hồn. Ừ, Diệp thần hơi chấn động một chút, vậy cảm nhận được liền kính quang đánh vào, giống như một cái cầm đồ sộ chùy, không ngừng gõ đầu hắn. Hắn vội vàng chấn định tâm thần, ngồi xếp bằng xuống. Ngăn cản kính quang nghiền ép. Chung quanh võ giả vậy ngồi xếp bằng, mỗi người vận công chống đỡ, thả ra tự thân pháp bảo. Phốc xích. Nhưng tiên thiên kiếm bát quái thần hồn đánh vào, chân thực quá mức mãnh liệt, có người tại chỗ liền phun ra máu tươi, cơ hồ phải bị chấn động ngất đi, không biết làm sao tháo chạy ra. Các vị cẩn thận, cái này tiên thiên kiếm bát quái, lại kêu thanh long định hồn kính, là tứ tượng bí bảo một trong, thần hồn lực trùng kích lớn vô cùng. Tiểu đạo đồng từ từ nói. Hắn nói chuyện tới giữa, kính quang lững lờ, lại có thể diễn hóa thành một cái thanh long, không ngừng sôi trào gầm thét, thả ra kinh khủng hơn thần hồn uy áp. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Ngay tức thì, lại có mấy người miệng phun máu tươi, chật vật bại lui ra ngoài. Tứ tượng bí bảo, không biết là thứ gì. Diệp thần âm thầm nghi ngờ. Tứ tượng bí bảo. Đây chính là danh chấn vực ngoại bốn kiện đặc sứ pháp bảo, thanh long định hồn kính, bạch hổ đoạn hồn đao, chu tước phi hà châm, huyền vũ diều khai thiên, mỗi một kiện đều có nghịch thiên thần uy, người cũng nên cẩn thận. Để cho ngoài ý người bình thường chính là, kiếm hồn huyền tiên tử thanh âm, từ sát kiếm bên trong truyền ra. À, cái gương này quả nhiên là vực ngoại đồ. Thiên cơ đạo nhân sợ rằng không đơn thuần đi qua vực ngoại như thế đơn giản. Khó trách Hiên Viên Mặc Tà đều như vậy tôn kính. Diệp thần tâm thần chấn động, khó
khó trách hắn bắt được vực ngoại hơi thở, nguyên lai cái này thanh long định hồn kính, thật sự là xuất xứ từ vực ngoại pháp bảo. Ầm, cuồn cuộn kính quang, càng ngày càng kịch liệt, lại bạo phát ra sấm sét thanh âm, không ngừng nghiền đè xuống. Diệp Thần thân thể rung chuyển, thần hồn thừa nhận to lớn đánh vào, cơ hồ phải bị chấn động ngất đi. Rào. Trong lúc nguy cấp, hắn ấn đường thần quang tách thả ra, hỗn độn tinh thụ diễn hóa thành thế giới, không ngừng thả ra ngập trời hơi thở, bảo vệ hắn thần hồn, thừa nhận thanh long định hồn kính đánh vào. Ừ. Trong đạo quan mặt, mơ hồ truyền ra một đạo kinh nghi bất định thanh âm, ẩn cư ở chỗ sâu thiên cơ đạo nhân, tựa hồ cảm giác được cái gì. Ung ung. Kính quang mãnh liệt, thanh long sôi trào. Hào hùng thần hồn uy áp, không ngừng bao phủ đi xuống. Rốt cuộc, trừ Diệp Thần bên ngoài, tất cả mọi người đều không chịu nổi, chật vật bại lui ra ngoài. Chỉ có Diệp Thần, thân thể vẫn nguy nga, ngăn cản kính quang đánh vào. Lại là tên này. Hắn kết quả là người phương nào? Thực lực, võ đạo, thần hồn, ba đạo khảo nghiệm hắn cũng thông qua, vừa mới bước vào hỗn độn cảnh, lại có thể lợi hại như vậy. Không biết là thần thánh phương nào. Mọi người một mặt kinh hãi dị, vô cùng khiếp sợ nhìn Diệp Thần, càng ngày càng hiếu kỳ hắn thân phận. Hiện tại bọn họ cũng bại lui, chỉ có Diệp Thần còn chống đỡ, mà xem Diệp Thần hình dáng, cái này thần hồn khảo nghiệm, hiển nhiên cũng sẽ không làm khó hắn. Ung ung, kính quang không ngừng đánh vào, nhất thời, Diệp Thần cảm thấy thần hồn áp lực to lớn, bất quá vẫn có thể chịu đựng ở. Cùng cái này thần hồn đánh vào sau này, hắn đại khái sẽ yếu ớt một đoạn thời gian. Thanh long định hồn kính, tốt pháp bảo lợi hại. Diệp Thần cắn răng, cái này thanh long định hồn kính thần hồn uy áp, đặc biệt to lớn, nếu như đổi thành người thường, đã sớm không chịu đựng nổi. Coi như là hắn, ở thần hồn khảo nghiệm sau khi kết thúc, phỏng đoán vậy sẽ rơi vào yếu ớt. Rào. Bỗng nhiên, Diệp Thần trên mình tràn ra từng tia tinh mang. Mang mạnh mẽ nghiền ép hơi thở, lại có thể đem chung quanh kính quang, toàn bộ nghiền diệt. Là Diệt Long Châu. Diệp Thần một hồi kinh ngạc, liền phát hiện Diệt Long Châu tự động hộ chủ, thả ra từng luồng linh khí, tan rã kính quang đánh vào. Cái này thanh long định hồn kính, huyết tế liền rất nhiều vực ngoại ma long tinh phách, là một kiện mang có long tộc hơi thở pháp bảo. Mất Long Châu, vừa vặn khắc chế long tộc, tự nhiên cũng có thể khắc chế món pháp bảo này. Ở Diệt Long Châu dưới sự xung kích, rất nhanh, đầy trời kính quang tiêu trừ, thanh long ô minh một tiếng, hóa thành hư không, mà đúng khối tấm gương, vậy hóa thành một đạo lưu quang, đi đạo quan chỗ sâu bay đi. Khảo hạch thông qua, tiểu đạo đồng thấy một màn này, vậy rất là kinh ngạc, không biết Diệp Thần khiến cho thần thông gì, lại có thể đánh lui thanh long định hồn kính. Không nghĩ tới Diệt Long Châu còn có này cùng thần hiệu. Diệp Thần âm thầm mừng rỡ. Hắn còn lấy vì mình đang khảo nghiệm sau khi kết thúc, sẽ yếu ớt một đoạn thời gian, nhưng hiện tại có Diệt Long Châu bảo vệ, nhưng là ung dung thông qua khảo nghiệm. Mà những người chung quanh, thấy Diệp Thần thông qua khảo hạch, trên mặt đều lộ ra vẻ hâm mộ. Thực lực, võ đạo, thần hồn, cái này ba đạo khảo nghiệm, trước mắt chỉ có Diệp Thần một người thông qua. Nói cách khác, chỉ có hắn mới có tư cách, đi gặp mặt thiên cơ đạo nhân. Các vị, khảo hạch kết thúc. Các ngươi xin trở về đi. Tiểu đạo đồng nhìn xem mọi người, chậm rãi nói. Nghe vậy, mọi người trố mắt nhìn nhau, một mặt không biết làm sao, bọn họ mặc dù muốn gặp thiên cơ đạo nhân, nhưng khảo hạch không thông qua, tự nhiên không tư cách lại lưu ở chỗ này, lập tức rối rít xoay người rời đi. Toàn trường chỉ còn lại Diệp Thần một người. Diệp Thần nhìn trước mắt đạo quan, con người đông lại một cái, hai con người phun trào ra vẻ hưng phấn, tiểu hoàng, chờ ta. Rốt cuộc có thể thấy thiên cơ đạo nhân, hắn chỉ hy vọng có thể mau sớm điều tra ra tiểu hoàng tung tích. Ngươi theo ta tới. Tiểu đạo đồng mang Diệp Thần, két một tiếng, đẩy ra đạo quán cửa. Nhất thời, cuồn cuộn thụy khí, vô cùng sáng mờ, liền từ trong đạo quan tràn ngập ra, trùng trùng khí vận phúc trạch, đơn giản là ngút trời, để cho người rung động. Diệp Thần trợn to hai mắt, đây là thiên cơ đạo nhân khí vận. Người này khí vận mạnh. Lại ngưng tụ thành thụy khí sáng mờ, di thiên không tiêu tan. Hiển nhiên, thiên cơ đạo nhân đi ngày nay nơi chôn cất, thu phục kim tinh man nghiêu, còn đi qua thiên đô đại đế mai táng chi địa, lấy được thiên đại khí vận tưởng thường.
Hơn nữa hắn đi qua vực ngoại, cướp được Thanh Long Định Hồn Kính, chắc hẳn cũng là dùng qua một ít thủ đoạn chém giết vô số tà ma, cái này công đức khí vận liền thâm hậu hơn. Diệp Thần đi theo tiểu đạo đồng, xuyên qua trùng trùng hành lang, đi tới đạo quan chỗ sâu, nơi này nhưng bố trí trùng trùng trận pháp, trên trời dưới đất, lưu động các loại trận văn ký hiệu, từng tia huyền ảo cổ bí hơi thở tản mát ra. Ở một phiến to lớn đạo tràng trên, mặt đất in âm dương bát quái hình vẽ, chung quanh mỗi một cái trận văn ký hiệu, đều mang mãi mãi tang thương, vô số huyền diệu số mạng nhân quả khí tượng, không ngừng lưu chuyển. Một người mặc màu xanh biển đạo bào, tiên phong đạo cốt ông già, đang ngồi xếp bằng đạo tràng trên. Một khối thanh quang sôi trào, long khí ngất trời tấm gương, đang quanh quẩn hắn không ngừng xoay tròn, từng luồng cuồn cuộn thiên cơ tiên khí tràn ngập ra, rung động người tâm thần. Vãn bối Diệp Thần, gặp qua thiên cơ tiền bối. Diệp Thần vội vàng chắp tay, thi lễ một cái. Cái này tiên phong đạo cốt ông già, chính là thiên cơ đạo nhân. Trước kia ở thiên cơ các, Diệp Thần và hắn có duyên gặp qua một lần. Nhiều ngày không gặp, lúc này thiên cơ đạo nhân, hơi thở càng hùng hậu, đặc biệt là trên người hắn khí vận, đơn giản là chấn thiên hám, không biết có cường đại dường nào. Diệp Thần cũng không có giấu giếm mình thân phận, bởi vì nơi này có trận pháp bảo vệ, thiên đạo cung bắt không tới hơi thở, hắn cũng không cần lo lắng bại lộ. Thiên cơ đạo nhân mở mắt ra, ngắm nhìn Diệp Thần, làm cảm thấy được Diệp Thần trên người hỗn độn khí tức, hắn nhất thời kinh hãi. Ngươi hoàn toàn luyện hóa hỗn độn tinh thụ. Thiên cơ đạo nhân rõ ràng cảm nhận được, ở Diệp Thần trên mình, có hỗn độn tinh thụ hơi thở. Đúng vậy. Diệp Thần gật đầu một cái, theo hắn biết, ở thời đại thượng cổ, hỗn độn tinh thụ người tiểu đạo sĩ kia, chính là thiên cơ đạo nhân sư thúc, mình luyện hóa hỗn độn tinh thụ. Không biết thiên cơ đạo nhân sẽ như phản ứng gì. Nghĩ tới đây, Diệp Thần có chút bất an, chỉ sợ thiên cơ đạo nhân chỉ trích. Nhưng mà hạ một màn, để cho người cực độ khiếp sợ chuyện xảy ra. Vãn bối huyền thiên cơ hội, bái kiến sư thúc. Thiên cơ đạo nhân lại đột nhiên đứng dậy, một mặt cung kính kinh hãi hình dáng, cúi đầu hướng Diệp Thần thi lễ. Đây chính là thiên cơ đạo nhân. Mọi người tôn kính cao nhất đạo giả. Bây giờ lại hướng về phía một người trẻ tuổi như vậy hành đại lễ. Nếu là bị người ngoài xem ra, tất nhiên chấn động thất đại thần quốc. Thiên cơ tiền bối, người đây là vì sao? Diệp Thần nhất thời kinh hãi, không nghĩ tới thiên cơ đạo nhân lại đột nhiên hướng hắn thi lễ. Diệp tiểu hữu, người nếu hoàn toàn luyện hóa hỗn độn tinh thụ, lấy được ta sư thúc truyền thừa, sau này tự nhiên cũng chính là ta sư thúc. Trước đây ta không cách nào thừa nhận. Hiện tại cũng nên tỏ rõ thân phận. Lần trước, ta ở thiên cơ các giúp ngươi, chính là có đạo này nguyên do ở bên trong. Thiên cơ đạo nhân thấp mi xuôi tay, giọng bộc phát cung kính. Cái này, Diệp Thần nhất thời bật cười khanh khách, mới vừa ở hắn trong mắt, cao như trời tháng, lớn như trời đất thiên cơ đạo nhân, giờ phút này nhưng hướng hắn cúi đầu chắp tay, gọi hắn kêu sư thúc, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Sư thúc lần này tới. Không biết có gì phân phó. Thiên cơ đạo nhân liền vội vàng hỏi. Hắn cảm nhận được Diệp Thần trên mình, có lớn vô cùng điểm xấu chi khí. Hiển nhiên, Diệp Thần lần này đặt chân Lục Hào Sơn, có lớn vô cùng nguy hiểm, hắn không tiếc mạo hiểm tới, khẳng định là vì cái gì chuyện trọng yếu. Hắn mặc dù có thể khám phá người khác ý đồ, nhưng là Diệp Thần đặc thù, nhưng là để cho hắn không cách nào trước thời hạn khám xét. Hiện tại thiên cơ đạo nhân nhận Diệp Thần làm sư thúc, vô luận Diệp Thần có gì phân phó, hắn cũng sẽ vào nơi dầu sôi lửa bỏng, tại chỗ không chối từ. Thiên cơ tiền bối. Diệp Thần tâm thần đúng nghiêm túc, nói ta muốn tìm một người bạn tung tích, mong rằng tiền bối ra tay, thay ta suy diễn sau lưng thiên cơ tung tích. Hắn vậy không nói nhảm cái gì, chỉ muốn mau sớm tra ra tiểu hoàng tung tích. Bằng hữu. Nghe vậy, thiên cơ đạo nhân nhắm mắt lại. Một tay cầm một khối cổ quái ngọc bội, khác một cái bước ra một giọt máu tươi, bấm ngón tay tính toán, ước chừng mấy giây. Hắn trong mắt đột nhiên mở ra, thần sắc khẽ biến, nói, đây là một đầu thái cổ di trùng. Chính phải. Diệp Thần nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này thiên cơ đạo nhân, quả nhiên là thần thông quảng đại, bấm ngón tay tính toán, liền tính ra sau lưng nhân quả. Sư thúc an tâm một chút chớ nóng. Vãn bối cái này thì vì ngươi phân ưu.
Thiên Cơ đạo nhân bấm ngón tay liền liền, trong ngón tay lại có thể lững lờ ra kim quang, ngưng kết thành một đóa đóa hoa sen, không ngừng bồng bềnh ra, vô số tiên cơ hội số mạng khí tượng, như kinh chập sấm mùa xuân bản cổn cổn đáng đáng, rung động người tâm thần. Diệp Thần một hồi mừng rỡ, Thiên Cơ đạo nhân suy diễn thần thông, quả nhiên là mạnh mẽ, tiện tay một cái chỉ quyết, cũng có thể dẫn động thiên tượng, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, kéo dài 10 giây, những cái kia kim liên lại đồng loạt tiêu tán. Tựa như bị một cổ ngoại lực phá vỡ. Sư thúc, vậy thái cổ di chủng che đậy thiên cơ, ta không dễ dàng tra được, có thể phải vận dụng quá diễn thiên hành thuật. Thiên Cơ đạo nhân chau mày, trong ngón tay hoa sen mất đi. Cái gì là quá diễn thiên hành thuật? Diệp Thần sắc mặt cũng là ngưng trọng, hắn biết Tiểu Hoàng quyết ý tự mình hy sinh, không muốn liên lụy hắn, cho nên che đậy thiên cơ, diệt sạch người ngoài điều tra, cho dù là Thiên Cơ đạo nhân, cũng không thể tùy tiện dòm ngó gặp nhân quả. Quá diễn thiên hành thuật, đây là 33 thiên hồng mông cổ pháp một trong, mặc dù liền một con kiến cũng giết không chết, nhưng có đặc biệt nghịch thiên suy diễn xem bói hiệu quả, có thể suy diễn chư thiên số mạng, thấy rõ hết thảy nhân quả. Thiên Cơ đạo nhân ánh mắt lóe lên, tuy nói thi triển 33 thiên hồng mông cổ pháp, cần phải hao phí cực lớn hơi thở, nhưng vì thế sư thúc phân ưu, vãn bối ở không tiếc. Dứt lời, Thiên Cơ đạo nhân ngồi xếp bằng xuống, sử dụng Thanh Long định hồn kính, đạo đạo sáng chói kính quang, ở hắn quanh thân không ngừng quanh quẩn, các loại quái tượng nhân quả diệu pháp, như mộng ảo bọt nước vậy không ngừng lưu động. Quá diễn không ngừng, thiên hành địa thế, càn khôn dày đức, nhân quả số mạng, vội vàng như luật lệ. Thiên Cơ đạo nhân chợt quát liền liền, hai tay đánh ra đạo đạo linh quyết. Trong thoáng chốc, hắn già nua thân thể, bạo phát ra từng cơn ngập trời hồng mông hơi thở. Vô số hồng mông hơi thở, hội tụ ở Thanh Long định hồn kính trên. Từng đạo thanh quang, phóng lên cao, hóa thành trăm ngàn cái thanh long, mênh mông hơi thở cuồn cuộn tràn ngập ra, liền chung quanh bảo vệ trận pháp cũng không ngăn nổi. Diệp Thần khẩn trương nhìn, đột nhiên phát hiện ở Thanh Long định hồn kính trên mặt kiếng, xuất hiện một màn hình ảnh. Đó là một phiến tối mở đại dương vô tận, vô số sấm sét gầm thét, vô số gió bão cuộn sạch, sóng gió kinh hoàng, rung động thiên địa. Mà ở vô tận hải vực bên trong, nhưng ẩn núp một đạo cự thú bóng người, trên mình hồng quang xanh thải lưu chuyển, vô số thái cổ phù văn nổ tung. Tiểu Hoàng! Diệp Thần trợn to hai mắt, nhìn trong kiếng ánh xem, nhất thời quát to một tiếng. Ánh xem ở giữa cự thú, chính là Tiểu Hoàng. Rốt cuộc thấy được Tiểu Hoàng tung tích, Diệp Thần tâm thần nhất thời dâng trào, cả người cũng kích động. Phốc xích! Một khắc sau, Thiên Cơ đạo nhân nhưng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt một hồi phát trắng. Thi triển 33 thiên hồng mông cổ pháp, đối với thân thể tiêu hao thực sự quá lớn, cho dù là hắn, cũng có chút không chịu nổi. Thật may, hắn làm phép lần này, có Thanh Long định hồn kính phụ trợ, sẽ không đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian là được. Thiên Cơ tiền bối, Tiểu Hoàng rốt cuộc ở nơi nào? Diệp Thần lật đật hỏi. Hắn bây giờ thấy Tiểu Hoàng ánh xem, cũng không biết Tiểu Hoàng cụ thể ở nơi nào. Vậy một phiến vô tận hải vực, rốt cuộc là địa phương nào? Sư thúc, vậy thái cổ di chủng, ở thần quốc và vực ngoại chỗ giáp giới, một cái kêu là U Minh hải vực địa phương. Thật ra thì từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. U Minh vùng biển và Phục Ma núi đến gần, nhưng là có một tầng đặc thù cách trở, đưa đến dù là gần trong gang tấc, người vậy vượt qua không. Muốn tiến vào U Minh vùng biển, chỉ có một đặc thù cổng vào. Thiên Cơ đạo nhân bàn tay nặn quyết, kính quang lóe lên, U Minh vùng biển cửa vào tọa độ, chính là hiện lên Diệp Thần trước mắt. U Minh vùng biển. Diệp Thần một hồi kinh ngạc, khó trách Tiểu Hoàng tung tích khó như vậy tìm, nguyên lai hắn trốn tới U Minh vùng biển. Chỗ này, nếu ở thần quốc và vực ngoại tiếp giáp, linh khí nhất định vô cùng bạo loạn, muốn suy diễn ra sau lưng thiên cơ, tự nhiên không phải chuyện dễ dàng. Nếu như đi U Minh vùng biển tìm Tiểu Hoàng, không biết biết hay không đụng phải vực ngoại người. Diệp Thần trầm tư, U Minh vùng biển, và vực ngoại tương liên, nếu như hắn trước đi mạo hiểm, có rất lớn có thể, sẽ đụng phải vực ngoại thiên ma. Bất quá, vì tìm Tiểu Hoàng. Cho dù có nguy hiểm lớn hơn nữa, Diệp Thần cũng sẽ không sợ. Thiên Cơ đạo nhân lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái,
giải thích cái này U Minh vùng biển và chân chính vực ngoại vẫn là có rất lớn khác biệt. Nơi đó dẫu sao là thần quốc và vực ngoại tiếp giáp chi địa, tốt xấu lẫn lộn. Thiên ma có lẽ sẽ có, nhưng cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Hết thảy vẫn là phải cẩn thận là hơn. Mà lúc này, thiên đạo cung. Đông nghịt mây đen, bao phủ ở thiên đạo cung bầu trời. Ngoại giới bầu trời, rõ ràng là một phiến xanh thẳm, nhưng ở thiên đạo cung, nhưng là mờ tối một phiến. Đây là tai họa lớn giống. Tại sao? Thiên viên mặc tà ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt vô cùng tức giận. Thiên đạo cung tai voi, không có chút nào yếu bớt, ngược lại tệ hại hơn. Gần đây để cho hắn tức giận sự việc quá nhiều. Cướp lấy bất diệt long đế thân phận thật sự kế hoạch, hoàn toàn thất bại. Hắn đã cảm giác được bất diệt long đế và thiên đạo cung liên quan ở hôm nay hoàn toàn biến mất. Thanh thị trúc long, vậy lần nữa xuất thế, một khi hắn đại khai sát giới, tội nghiệt này cũng phải coi là đến hiên viên mặc tà trên đầu. Thiên lang rốt cuộc đi nơi nào, lâu như vậy, vì sao vẫn chưa trở lại? Chẳng lẽ hắn vậy xảy ra ngoài ý muốn? Hiên viên mặc tà cắn răng, trước đây không lâu, hắn an bài ở cửu thiên thần long điện người toàn bộ bị diệt, mà thiên lang từ đầu đến cuối không gặp hiện thân. Thiên lang, rốt cuộc đi nơi nào? Nếu như có ngày chó sói ở đây, kết cục tuyệt đối sẽ không thảm như vậy. Ngay tại lúc này, thiên đạo cung đền, 9 tầng trời chư thần đồ, đột nhiên toát ra thần quang. Thiên viên mặc tà hơi kinh ngạc, ánh mắt quét nhìn qua, nhưng thấy được một đạo hư ảnh, từ 9 tầng trời chư thần đồ trên chiếu ra. Là đế uyên điện người. Thiên viên mặc tà ánh mắt hơi co lại, cái này đạo hư ảnh, là cái râu tóc bạc trắng ông già, nhưng là đế uyên điện trưởng lão. Đế uyên điện, thượng giới, vực ngoại. Ba phe thế lực minh tranh ám đấu. Thiên viên mặc tà một mực khiêm tốn lập mưu, muốn đục nước béo cò, lấy được chỗ tốt. Hiện tại thấy đế uyên điện trưởng lão, hắn từ là không dám thở ơ. Đại nhân, đại giá đến chơi tệ phái, không biết có gì sao. Thiên viên mặc tà chắp tay, thái độ khá vi tôn kính. Đối phương mặc dù chẳng qua là một đạo hư ảnh, nhưng hắn nhưng mà biết đối phương thân phận có đáng sợ dường nào. Đối phương giận dữ, thiên đạo cung đều có thể tiêu diệt. Vậy đế uyên trưởng lão hư ảnh, đi tới trước mặt hắn, đứng chắp tay, nhưng không có chút nào nói nhảm, nói ngay vào điểm chính. Thiên viên mặc tà, ta muốn điều tra một ít nhân quả, không biết người có thể hay không tương trợ. Cái này đế uyên trưởng lão, dĩ nhiên là và thượng giới nữ hoàng Huyền Cơ Nguyệt, đạt thành giao dịch vị kia. Hắn bị Huyền Cơ Nguyệt nơi nhờ, điều tra thần quốc nhân quả. Mà thành tựu báo đáp, Huyền Cơ Nguyệt sẽ giúp hắn cướp lấy đế uyên điện chủ ngôi. Đây là vô thượng cám dỗ, hắn không thể nào cự tuyệt. Bất quá, thần quốc sự việc quá phức tạp, hắn một cái vực ngoại người, rất khó điều tra rõ, ủy thác hiên viên mặc tà ra tay, là tốt nhất lựa chọn. Không biết đại nhân muốn điều tra chuyện gì? Hiên viên mặc tà hỏi. Vậy đế uyên trưởng lão cong ngón tay bắn ra, một phiến ngọc giản bắn ra. Thiên viên mặc tà nắm được ngọc giản, thần niệm đảo qua, nhất thời kinh hãi. Thất đại thần quốc, cửu thiên thần long điện, thượng giới nữ hoàng phân thân, Tuyền Cơ chết, nữ võ thần tung tích, sau lưng người bảy bố. Một cọc cọc nhân quả, một kiện kiện bí mật, không ngừng thiểm lược mà qua. Hàn trưởng lão muốn chuyện điều tra tình, đặc biệt phức tạp vặt vãnh, liền liền thiên viên mặc tà, đều cảm thấy khiếp sợ. Những chuyện này... Là thượng giới nữ hoàng Huyền Cơ Nguyệt ủy thác ta hỗ trợ điều tra, ta cho ngươi cả tháng thời gian, trong một tháng, ngươi điều tra tốt tất cả nhân quả, sau đó ta tự mình đi thượng giới bẩm báo, ngươi có thể làm được. Hàn trưởng lão ngưng mắt nhìn hắn, lạnh giọng hỏi. Một tháng thời gian, đủ cũng đủ rồi, trưởng lão ngươi muốn đích thân đi thượng giới bẩm báo. Thiên viên mặc tà một hồi kinh ngạc, xem ra những thứ này nhân quả, đặc biệt nặng muốn. Hàn trưởng lão lại muốn tự mình đi thượng giới. Hàn trưởng lão gật đầu một cái, nói kia tháng liền làm phiền ngươi, sau này đại kiếp hạ xuống, ta đế uyên điện khẳng định sẽ bảo hộ ngươi thiên đạo cung, giúp ngươi vượt qua kiếp nạn, công đức viên mãn, phi thăng thượng giới. Đa tạ hàn trưởng lão. Thiên viên mặc tà hơi chắp tay, cũng không có biểu lộ quá nhiều tâm trạng. Hắn rất rõ ràng, người ngoài tương trợ, cuối cùng là giả.
chỉ có thực lực bản thân, mới là vĩnh hằng có thể tin tồn tại. Ô, tiếng gió nghẹn ngào, Hàn trưởng lão thân thể, dần dần nhạt đi biến mất. Thượng giới nữ hoàng, Đế Huyền Điện, cuối cùng có một ngày, ta Hiên Viên Mặc Tà, sẽ đem ngươi cùng dẫm ở dưới chân. Hiên Viên Mặc Tà nhìn Hàn trưởng lão biến mất bóng người, ánh mắt không ngừng lóe lên, hắn có lớn vô cùng dã tâm, tuyệt đối chẳng muốn cả đời khốn tại thần quốc. Bất quá, bây giờ còn chưa đến đồ cùng chủy kiến thời điểm, Hiên Viên Mặc Tà từ đầu đến cuối khiêm tốn. Báo! Đột nhiên, một cái trưởng lão vội vàng chạy vào. Chuyện gì? Hiên Viên Mặc Tà cau mày hỏi. Hồi bẩm cung chủ, phát hiện Diệt Long Châu hơi thở. Trưởng lão kia nói. Diệt Long Châu. Hiên Viên Mặc Tà hơi sững sờ. Diệt Long Châu coi như là một kiện cao cấp pháp bảo, có thể trấn áp long tộc huyết mạch, ban đầu hắn dùng để trấn áp Bất Diệt Long Đế. Bất Diệt Long Đế thoát khốn sau đó, Diệt Long Châu vậy thất lạc, hoặc là bị Bất Diệt Long Đế cướp lấy, hoặc là bị Diệp Thần lấy được. Hiện tại phát hiện Diệt Long Châu hơi thở, thì đồng nghĩa với, phát hiện Bất Diệt Long Đế hoặc là Diệp Thần tung tích. Ở nơi nào phát hiện? Hiên Viên Mặc Tà vội vàng hỏi, nếu như bị hắn biết Diệp Thần và Bất Diệt Long Đế tung tích, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Có mặt, ở Lục Hào Sơn. Trưởng lão kia trần chờ một lát, nói ra nói. Lục Hào Sơn. Hiên Viên Mặc Tà mở to hai mắt, chỉ lấy là mình nghe lầm. Lục Hào Sơn, ngay tại Thiên Đạo Cung vùng lân cận, trước mắt là Thiên Cơ Đạo Nhân chỗ ở. Đối đãi Thiên Cơ Đạo Nhân, Hiên Viên Mặc Tà vậy là đặc biệt lễ nhượng. Dẫu sao Thiên Cơ Đạo Nhân đối Thiên Đạo Cung, thậm chí còn toàn bộ thần quốc đều là cực kỳ trọng yếu. Lại là hắn đã từng là một trong lão sư. Thiên Cơ Đạo Nhân nói muốn nhàn cư Lục Hào Sơn, hắn dĩ nhiên là đáp ứng. Hiện tại, Lục Hào Sơn xuất hiện Diệt Long Châu hơi thở, chẳng lẽ Diệp Thần và Bất Diệt Long Đế lại có thể như vậy vô cùng gan dạ, dám bước vào Thiên Đạo Cung địa giới? Phải biết, cái này Lục Hào Sơn, khoảng cách Thiên Đạo Cung đặc biệt đến gần, Diệp Thần nếu như bước vào nơi đây, ngang hàng khiêu chiến Thiên Đạo Cung uy nghiêm, đơn giản là tự tìm cái chết. Cung chủ, muốn không muốn phái người đi thăm dò? Trưởng lão kia xuôi tay hỏi. Hiên Viên Mặc Tà trầm mặc, Lục Hào Sơn, dẫu sao là Thiên Cơ Đạo Nhân địa phương ẩn cư, nếu như tùy tiện trước quấy nhiễu, sợ rằng đường đột Thiên Cơ Đạo Nhân tôn giá. Nhưng nếu như không tra, một khi bỏ lỡ cơ hội tốt, thật là hối hận không kịp. Đang do dự gian, đột nhiên động trời tiếng rồng ngâm, truyền đến Thiên Đạo Cung bên trong. Từ Thiên Đạo Cung phương hướng, có thể thấy rõ, cách đó không xa Lục Hào Sơn trên, thanh quang bồng bềnh, long đằng gầm thét, từng cơn hồng mông hơi thở tràn ngập, đặc biệt đồ sộ. Nguyên lai Thiên Cơ Đạo Nhân mượn thanh long định hồn kính, thi triển quá diễn thiên hành thuật, điều tra tiểu hoàng tung tích, cái này nghịch thiên xem bói đưa tới dị tượng, vậy truyền đến Thiên Đạo Cung bên trong. 33 thiên hồng mông cổ pháp. Hiên Viên Mặc Tà thấy bầu trời dị tượng, nhất thời mặt liền biến sắc, Thiên Cơ Đạo Nhân lại có thể vận dụng 33 thiên hồng mông cổ pháp, hắn ở thay ai xem bói? Người nọ là thân phận gì, lại có thể để cho hắn bỏ phải trả ra giá lớn như vậy? Tâm niệm lóe lên gian, Hiên Viên Mặc Tà quyết định thật nhanh, quát lên. Bạch Hổ, người đi ra ngoài tra cho ta, nhất định phải tra rõ. Rào. Hiên Viên Mặc Tà tiếng nói rơi xuống, không gian vặn vẹo, một đạo bạch bào bóng người nổi lên. Đạo thân ảnh này, cả người nhấp nhô vô tận sát khí, vô số hung ma oán niệm, không ngừng từ trên người hắn tản mát ra. Trong mắt của hắn tử, không giống như là người sống, ngược lại giống như một con mãnh hổ, tinh mang lóe lên, chấn động tâm hồn người. Trên người hắn cũng không có đeo binh khí, nhưng mỗi một cái tóc, mỗi một tấc da, mỗi một khối gân cốt, tựa hồ cũng tràn ra cuồn cuộn đao khí, tùy ý đứng tại chỗ, đều có vô cùng đao khí quanh quẩn quanh thân, tựa hồ tùy thời có thể chém đánh ra, tan biến thương khung. Cung chủ, ngươi lại có thể phái Bạch Hổ đại nhân ra mặt, cái này. Đây không khỏi quá. Trưởng lão kia gặp được Bạch Hổ, nhất thời bộ dạng sợ hãi thất sắc. Cái này Bạch Hổ, không phải người bình thường, mà là Bạch Hổ đoạn hồn đao khí linh. Ngoài bầu trời tứ tượng bí bảo, thanh long định hồn kính, Bạch Hổ đoạn hồn đao, Chu Tước Phi Hà Châm, Huyền Vũ Dìu Khai Thiên, chỉ có Bạch Hổ đoạn hồn đao ra đời khí linh. Cái này khí linh, là vô số sát ý cùng oán niệm ngưng tụ,
thực lực đủ để sánh bằng thiên thần cảnh 7 tầng thiên. Này đám nhân vật, có thể coi như là thiên đạo cung nhân viên nồng cốt một trong. Một khi ra tay, đều là thi hành vô cùng trọng yếu nhiệm vụ, dính líu tới thượng giới, đế huyên điện, vực ngoại đại kiếp vân. Vân nhân quả, sẽ không dễ dàng vận dụng. Nhưng hiện tại, vì điều tra diệt Long Châu hơi thở nguồn, Hiên Viên Mặc Tà lại muốn phái Bạch Hổ đi ra ngoài, ở trưởng lão này trong mắt, không thể nghi ngờ là chuyện bé xé ra to. Ta làm việc, không cần ngươi nói nhảm. Hiên Viên Mặc Tà ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn trưởng lão kia. Trưởng lão kia chợt cảm thấy ánh mắt đau nhói, giống như gặp phải dao nhọn ám sát, nhất thời lạnh cả người mồ hôi chảy ròng, cúi đầu quỳ xuống đất, không dám lên tiếng nữa. Bạch Hổ, người đi đi, nếu như phát hiện bất diệt Long Đế, hoặc là thằng nhóc kia tung tích, trực tiếp giết cho ta. Hiên Viên Mặc Tà ánh mắt lãnh khốc, phái Bạch Hổ đi ra ngoài, thượng giới, để huyên điện nhiệm vụ bên kia, người cũng không đủ dùng. Bất quá, vì đối phó Diệp Thần, Hiên Viên Mặc Tà cũng không quản được nhiều như vậy, nếu như lại bị Diệp Thần phát triển tiếp, sau này hắn uy hiếp, có thể so vực ngoại thiên ma còn nghiêm trọng hơn. Có Bạch Hổ ra tay, Hiên Viên Mặc Tà tin tưởng, nếu như thần bí thanh niên thật ở Lục Hào Sơn, vậy hắn rất nhanh phải đổi thành một cổ thi thể. Bạch Hổ thực lực, có chừng thiên thần cảnh 7 tầng thiên. Ta cũng không tin, thiên thần cảnh 7 tầng thiên còn giết không chết ngươi. Hiên Viên Mặc Tà tính toán, đưa mắt nhìn Bạch Hổ rời đi. Bạch Hổ một thân một mình, biến dạng hư không, đi tới Lục Hào Sơn. Này, ngươi là... Coi núi tiểu đạo đồng, thấy được hắn bóng người, muốn còn muốn hỏi, nhưng Bạch Hổ thân như tia chớp, ngạch tức thì qua lại hư không, chạy thẳng tới đỉnh núi, cản vậy không ngăn được. Đỉnh núi, đạo quan chỗ sâu. Không tốt, thiên đạo cung người tới. Thiên cơ đạo nhân sắc mặt đại biến. Hắn mới vừa suy tính tiểu hoàng tung tích, dẫn phát một chút thiên địa dị tượng, nhưng xem bói quái tượng, điên đảo âm dương, đây là trạng thái bình thường, không có gì thật là kỳ quái. Nhưng hiện tại, thiên đạo cung lại có thể phái người tới điều tra, không biết muốn làm cái gì. Hắn tự nhiên rất rõ ràng, Diệp Thần và thiên đạo cung, có lớn vô cùng ân oán, nếu như Diệp Thần tung tích bại lộ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Khí tức thật là mạnh. Diệp Thần cũng là một hồi khiếp sợ, hắn cảm nhận được, thiên đạo cung người tới hơi thở, đặc biệt cường đại, và giả thiên ma đến một cái cấp bậc, sát khí đặc biệt khủng bố. Chẳng lẽ ta bại lộ? Diệp Thần thật sâu bất an, hắn nhớ mới vừa đạo thứ ba khảo nghiệm thần hồn thời điểm, Diệt Long Châu thả ra một món hơi thở, rất có thể bị thiên đạo cung bắt được. Một khi bại lộ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dẫu sao, Lục Hào Sơn coi như là thiên đạo cung địa giới, ở chỗ này và thiên đạo cung chiến đấu, Diệp Thần cơ hồ không có phần thắng. Sư thúc, người mau rời đi. Thiên cơ đạo nhân một mặt nóng nảy, nhất thời cắn bể đầu ngón tay, từng giọt máu tươi chảy như dòng nước ra, không ngừng thiêu đốt, chung quanh hư không ngay tức thì biến dạng, xuất hiện một đạo cửa hư không. Cái này phiến cửa hư không, đặc biệt chi huyền diệu, thiên cơ dấu vết hoàn toàn bị lau đi, nếu như dọc theo cánh cửa này rời đi, người ngoài tuyệt đối theo dõi không tới bất kỳ tung tích. Rào! Thiên cơ đạo nhân trên người sáng mở thủy khí, nhưng là không ngừng nhạt đi tiêu trừ. Vì chế tạo cái này phiến cửa hư không, hắn không chỉ là hao phí máu tươi, liền khí vận cũng đốt đốt rụi, có thể nói là sát phí khổ tâm. Thiên cơ tiền bối. Diệp Thần nhưng là ngây tại chỗ. Đi mau à, sư thúc, trễ nữa liền không còn kịp rồi. Ta hết sức đem ngươi truyền đến U Minh vùng biển, nhưng là ta trước đây bị thương, có thể công lực chưa đủ, nếu như truyền tống đến những địa phương khác, sư thúc mời mình chạy tới. Thiên cơ đạo nhân lật đật thúc giục. Thiên đạo cung người tới hơi thở, nhanh như tia chớp đến gần, nếu như không đi nữa, liền không còn kịp rồi. Diệp Thần ở trong mộng mới tỉnh, nói, đa tạ tiền bối đại ân, cáo từ. Dứt lời, Diệp Thần tung người bước vào cửa hư không, nhanh chóng chạy trốn xa đi. Ở trốn tới nháy mắt, hắn quay đầu vừa thấy, tựa hồ thấy được một đạo hàm chứa vô tận sát ý Bạch Hổ bóng người, đang gào thét tới. Ô, cửa hư không đóng cửa. Toàn bộ đạo tràng, không có để lại một chút dấu vết. Lúc này, một đạo sát ý ngập trời bóng người, cũng là nhanh chóng cướp tới, chính là Bạch Hổ. Bạch Hổ, gặp qua thiên lão.
Bạch Hổ chắp tay, nhưng trong mắt sát khí sâu nặng, giọng lạnh lùng, cũng không gặp chút nào tôn kính ý. Nguyên lai là Bạch Hổ đại nhân, không cần đa lễ. Thiên Cơ đạo nhân miễn cưỡng chấn định tâm thần, từ từ nói. Hắn đầu tiên là vận dụng 33 thiên hồng mông cổ pháp, lại lấy cháy máu tươi khí vận làm giá, đưa đi Diệp Thần, thân thể tiêu hao đặc biệt to lớn, hiện tại sắc mặt trắng bệch, khóe miệng mang máu, lộ vẻ được đặc biệt suy sụp tinh thần. Một màn này, Bạch Hổ tự nhiên vậy xem ở bên trong mắt. Thiên lão, Bạch Hổ phụng cung chủ mệnh lệnh, đặc biệt tới điều tra một ít nhân quả, không biết vậy xem bói người ở nơi nào. Bạch Hổ nhìn khắp bốn phía, nơi đây chỉ có Thiên Cơ đạo nhân, cũng không gặp sau lưng cầu hỏi xem bói người. À, hắn đi xuống núi, là cái thân mặc trường bào, đầu đội nón lá nam tử, người có thể đi xuống núi tìm hắn. Thiên Cơ đạo nhân mặt không đổi sắc, theo ngón tay một phương hướng. Không biết nam kia tử họ quá mức tên ai, lớn lên bộ dáng gì. Bạch Hổ hỏi thăm, âm thầm cảm ứng bốn phía, lại không có phát hiện biến dạng hư không dấu vết, trong lòng nghĩ ngợi thật chẳng lẽ đi xuống núi. Hắn tận lực giấu giếm tướng mạo, ta cũng không biết hắn lớn lên bộ dáng gì, cũng không biết hắn tên chữ. Thiên Cơ đạo nhân một bộ bình thản hình dáng. Nếu không biết tên họ, cũng không biết tướng mạo, Thiên lão lại có thể sát phí khổ tâm, thay hắn xem bói. Bạch Hổ ánh mắt ngưng luyện, truy hỏi nói. Ta Thiên Cơ đạo nhân quy củ, ai thông qua ba đạo khảo nghiệm, ta liền thay ai xem bói, à, chỉ là không nghĩ tới người nọ, lại muốn hỏi tương lai thiên ma hạo kiếp nhân quả, ta khổ khổ suy tính, thiếu chút nữa bồi thường một cái mạng già, ha ha. Thiên Cơ đạo nhân sờ một cái râu, tự giễu vậy cười một tiếng, tựa hồ sát có kỳ sự. Phải không? Bạch Hổ ánh mắt không ngừng lóe lên, luôn cảm giác Thiên Cơ đạo nhân đang giấu giếm chút gì. Vậy Diệt Long Châu đâu? Thiên lão, ta Thiên Đạo Cung bắt được Diệt Long Châu hơi thở, vật này sau lưng, quan hệ đến hai cái kình địch, không biết vậy Diệt Long Châu chủ nhân, hiện tại người ở phương nào? Bạch Hổ tay nắm giữ cầm, khớp xương rắc rắc vang dội. Diệt Long Châu, ta không biết, Bạch Hổ đại nhân như muốn truy xét, có thể đi xuống núi cha, ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Thiên Cơ đạo nhân mất hết hứng thú đánh một cái ngáp, người đến sao, tiễn khách. Tiếng nói rơi xuống, thì có một cái thi khôi, một cái người đầu trâu đi vào, chính là Thiên Đô Đại Đế và Kim Tinh Man Nghiêu. Thiên Đạo Cung, đừng quấy rầy ta đây sư phụ nghỉ ngơi, mau mau cho ta đây lăn ra ngoài. Kim Tinh Man Nghiêu xách lưỡi rìu, nhưng là một mặt không khách khí hình dáng. Hắn mới vừa bị Diệp Thần chấn thương. Hiện tại lại có thể khôi phục bộ dáng mạnh như rồng như cọp, thượng cổ đại hung thể chất năng lực khôi phục, quả nhiên là kinh người. Mà Thiên Đô Đại Đế thì khôi, xuôi tay đứng ở một bên, cũng không nói lời nào, nhưng trên người tán phát ra âm trầm hơi thở, lại để cho người đặc biệt kiềm chế, không dám khinh thường. Thiên Đô Đại Đế bộ phận hơi thở, nguyên lai Thiên Lão thật đi qua ngày nay nơi chôn cất, còn lợi dụng nào đó loại nhân quả liên quan, luyện chế thành con rối. Bạch Hổ sắc mặt chợt biến, nếu như hắn tiếp tục gây khó khăn, đối mặt Thiên Đô Đại Đế và Kim Tinh Man Nghiêu liên thủ, sợ rằng không chiếm được tốt gì chỗ. Một chút chuyện nhỏ, để cho Bạch Hổ đại nhân chê cười. Thiên Cơ đạo nhân mỉm cười nói. Quấy rầy, Thiên Lão, đệ tử cáo từ trước. Bạch Hổ không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là rời đi. Sư thúc, hy vọng ngươi không có sao chứ. Thiên Cơ đạo nhân thở phào nhẹ nhõm, trong lòng chỉ nhớ nhung Diệp Thần an nguy. Đến khi Bạch Hổ sau khi đi, hắn vẫy vẫy tay, ngày nay, người tới đây. Sắc sắc, sắc sắc, sắc sắc. Thiên Đô Đại Đế thi khôi, từng bước một đi tới, bước chân cứng ngắc ngờ nghịch, giống như xác sống, mỗi một bước đều vô cùng nặng nề, tựa hồ muốn nghiền ép mặt đất. Người đi bảo vệ ta sư thúc, sau này đi theo hắn bên người, thề bảo vệ hắn chu toàn. Thiên Cơ đạo nhân ra lệnh đi. Ừ. Thiên Đô Đại Đế trong cổ họng phát ra giọng khàn khàn. Hắn bị luyện chế thành con rối sau đó, dần dần sản sinh ra đơn giản linh trí. Bất quá, thượng cổ đế hồn, hắn là không thể nào khôi phục. Vô tận năm tháng nghiền ép, thượng cổ thất đại thần đế, cơ hồ đều hồn phi phách tán. Chỉ có Sùng Quang Đại Đế, bởi vì tu luyện 33 thiên hồng mông cổ pháp, ngưng tụ ra hồng mông cổ khí, may mắn giữ nguyên đế hồn.
nhưng theo Sùng Quang Đại Đế tiêu diệt, thượng cổ thất đại thần đế, coi như là hoàn toàn tiêu diệt. Cái thời đại này, sẽ không lại có bọn họ mũi nhọn. Đã từng ngang qua chư thiên thiên đô đại đế, giờ phút này cũng bất quá là một cái con rối thôi. Thần quốc cùng vực ngoại tiếp giáp, U Minh vùng biển. Nửa đêm, vô tận gió bão cuộn sạch, tinh nguyệt ám trầm. Tầng tầng sóng gió kinh hoàng, không ngừng gầm thét nghiền ép trước. Một con cự thú, ẩn núp ở trong nước biển, hơi thở thu liếm, nhưng một chút thả ra ngoài hơi thở, vẫn là khuấy sóng biển, đưa tới thao thiên ba lan. Cái này con cự thú, chính là hai con người ác mộng, Tiểu Hoàng. Hắn thân thể, hiện đầy vết thương, từng luồng máu tươi chảy như dòng nước ra, nhiễm đỏ nước biển. Cuối cùng thành công. Bỗng nhiên, Tiểu Hoàng trong mắt ác liệt, há mồm phun một cái, phun ra một viên xương trắng xá lợi. Viên này xương trắng xá lợi, chính là huyền cơ nguyệt uế đất phân thân căn nguyên. Giờ phút này, xương trắng xá lợi phía trên trí nhớ dấu vết, đã hoàn toàn bị xóa bỏ, mất đi nơi có giá trị. Nguyên lai, Tiểu Hoàng cắn nuốt xương trắng xá lợi sau đó, liền chạy trốn tới U Minh vùng biển, liều mạng dùng tự thân huyết mạch năng lượng, đi luyện hóa xương trắng xá lợi lên trí nhớ dấu vết. Hắn rất rõ ràng, xương trắng xá lợi là huyền cơ nguyệt một khối xương cốt, đặc biệt kinh khủng, cho dù là hắn, cũng không khả năng nghiền luyện hóa. Cho nên, hắn luyện hóa, không phải xương trắng xá lợi bản thân, mà là phía trên lưu tổn trí nhớ. Ông! Xương trắng xá lợi chấn động, phát ra ô minh vậy vang động. Nó trí nhớ dấu vết, hoàn toàn bị xóa bỏ, thành một khối phế cốt, mất đi nơi có giá trị. Tiểu Hoàng thở hào hển, luyện hóa xương trắng xá lợi trí nhớ, nó vậy trả giá cực lớn, gân cốt kinh mạch gặp phải nghiêm trọng đánh vào, trọng thương thật mệt mỏi, không biết muốn nghỉ ngơi bao lâu, mới có thể hoàn toàn khôi phục. Ông ông ông! Xương trắng xá lợi chấn động được càng ngày càng kịch liệt, nó tựa hồ mang theo linh tính, biết mình trở thành phế cốt, hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng và giận dữ bên trong. Bây giờ nó, đã có thể bay trở về thượng giới, không có bất kỳ lực lượng ngăn trở nó, nhưng vấn đề là, tất cả trí nhớ dấu vết đều bị xóa bỏ, coi như bay trở về thượng giới, nó vậy không phát huy ra bất kỳ tác dụng. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc, từng tia kẽ hở, không ngừng từ xương trắng xá lợi ngoài mặt hiện lên. Không tốt, cái này xương trắng xá lợi muốn tự bảo. Tiểu Hoàng thấy một màn này, ánh mắt nhất thời sợ hãi. Hắn bản thân đã kinh bị trọng thương, nếu như lại bị sóng xung kích đạt tới, sợ rằng có rơi xuống nguy hiểm. Vèo! Ngay tức thì, Tiểu Hoàng ngự gió rẽ sóng, nhanh chóng xa trốn đi. Xương trắng xá lợi thần quang tách thả ra, giống như thành một viên mặt trời, hoàn toàn chiếu sáng bóng tối mặt biển. Ầm! Một tiếng nổ vang. Đúng viên xương trắng xá lợi. Đột nhiên muốn nổ tung lên, tựa như trên trời mặt trời bạo diệt, nhất thời tràn ra hung mãnh đợt khí. Hô hô hô! Chu vi mấy chục dặm vùng biển, ngay tức thì gặp phải oanh tạc, kích thích ngập trời sóng thần, vô số nước biển bốc hơi, trắng xóa nóng rực sương mù khắp nơi cổn đáng, giữa không trung lại xuất hiện một đóa mây hình nấm, đặc biệt đồ sộ. Cái hải vực này ma thú, toàn bộ gặp phải nghiền chết, sống sờ sờ bị nổ chết. Xanh thẳm nước biển nhất thời thành một phiến đỏ tươi. Uy lực thật là khủng khiếp. Tiểu Hoàng trong mắt có giúp một cái, mặc dù trước thời hạn né tránh, nhưng vậy gặp phải khí lãng nổ đánh vào, thân thể bị lật, miệng phun máu tươi, gân cốt sắp nứt, dưới trọng thương, liền móng vuốt đều không thể nhúc nhích một tí. Ta bốc lên độc nữ Hoàng Thiên Uy, khí số đã hết, ngày hôm nay nên là bỏ mình. Tiểu Hoàng trong mắt đóng chặt, thân thể dần dần nặng rơi đáy biển. Hắn trong huyết mạch kiêu ngạo, ở dưới trọng thương, vậy rất khó giữ. Từng tia mãi mãi kính sợ, như ma chướng vậy, từ đáy lòng không ngừng tản ra. Đây là đối với thượng giới kính sợ, đối với nữ hoàng kính sợ. Nữ hoàng thiên uy, chân thực quá mức mênh mông. Tiểu Hoàng tâm thần thoáng thất thủ, liền gặp phải nghiền ép. Hắn luyện hóa xương trắng xá lợi lên trí nhớ, ngang hàng không vâng lời nữ hoàng, bốc lên độc thiên uy. Giờ phút này bị nổ trọng thương, bỏ mạng ở tức, đây là mạo phạm giá phải trả. Xương trắng xá lợi động trời nổ, vậy kinh động vô số ẩn núp ánh mắt. Xoát xoát xoát, mười mấy đạo ma khí cuồn cuộn bóng người, hoành cướp hư không hạ xuống.
Đây là chuyện gì xảy ra? Ta cảm nhận được liền nữ hoàng thiên uy. Chẳng lẽ thượng giới nữ hoàng hạ xuống nơi đây? Đoàn người trố mắt nhìn nhau, đều là cảm thấy khiếp sợ. Xương trắng xá lợi nổ, một chút nữ hoàng hơi thở, vậy tràn ngập ra, rung động tâm thần của mọi người. Thật giống như còn có một đầu đặc thù tồn tại. Một đạo thân ảnh ánh mắt sắc bén, lớn nhấc tay một cái, một đạo hơi thở cuồng bạo bao phủ đi xuống, rất miễn cưỡng xé nước biển, đem nặng rơi vào đáy biển tiểu hoàng, ngay tức thì xách ra. Lại có thể tổn thương được nặng như vậy. Không đúng, hắn thần sắc hơi thở. Lại là thế gian hiếm thấy thái cổ di chủng, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Còn nữa, đây chính là đường đường thượng cổ di chủng à, mặc dù huyết mạch không thuần túy, lại không hoàn toàn trưởng thành, nhưng giá trị kinh người, nữ hoàng hơi thở nổ, coi như uy áp lớn hơn nữa, cũng không khả năng bị thương như thế nghiêm trọng. Cái này sau lưng, tất nhiên ngoài ra nhân quả. Đoàn người kinh nghi bất định, bọn họ nhưng là không biết, tiểu hoàng đã sớm bị thương trong người. Đối mặt xương trắng xá lợi nổ, không có chút nào ngăn cản lực, cho nên mới sẽ bị thương như thế nghiêm trọng. Đi, mang hắn trở về, giao cho đại tế ti. Đoàn người mang tiểu hoàng, nhanh chóng chạy trốn xa rời đi. Còn thật nhiều bóng người, vậy lục tục chạy tới, nhìn dư âm nổ lưu lại thiên uy hơi thở, tất cả mọi người đều tâm thần bất an. Nổ hơi thở dần dần tản đi, thiên địa quy về yên tĩnh. Mà vào lúc này, một cái cô gái đầu trắng, ngồi một con màu đen linh thú, đi tới nơi đây. Chính là Ngụy Dĩnh và Ô Mang. Không đúng, đây là tiểu hoàng hơi thở. Ngụy Dĩnh mắt đẹp co giúp một cái, phát hiện tiểu hoàng lưu lại hơi thở, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ đồng thời xuất hiện. Sốt cuộc có đầu mối. Ngụy Dĩnh đầu ngón tay bấm ngón tay, nhắm mắt lại, quanh thân lại lơ lửng cổ xưa phù văn, vậy chung quanh dọc theo lưu lại hơi thở, không ngừng suy tính. Nàng đối với suy tính tự nhiên không có thiên cơ đạo nhân tinh thông. Nhưng là nàng thành tựu tuyệt hàn đế cung cao nhất truyền thừa người thừa kế, tự nhiên có thủ đoạn hiểu rõ một chút đồ. Trong phút chốc, Ngụy Dĩnh vậy quanh thân phù văn hội tụ thành một cái cổ xưa dấu vết. Dấu vết ánh sáng lóe lên, sơ sót tới giữa lại hóa là một đạo phản chiếu. Phản chiếu lộ ra thần bí, phảng phất là thế gian nhất cấm kỵ hình ảnh. Một mắt, đủ để đốt diệt hết thảy. Ngụy Dĩnh trong mắt kiên định, sắc mặt càng phát ra trắng bệch. Thuật này pháp đối với nàng hao tổn cũng là vô cùng là to lớn. Nhưng nàng không chút do dự nào. Bởi vì nàng nhìn thấy mình muốn tìm kiếm tiểu hoàng bóng người. Phản chiếu bên trong, chính là mới vừa rồi nơi đây phát sinh hết thảy. Ngụy Dĩnh nhìn phản chiếu ở giữa hết thảy, một cổ vô hình lửa giận ở trong lòng cháy. Tiểu hoàng bản tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, cuối cùng một nơi khâu sai lầm. Không nên tới người, vẫn phải tới. Nàng ở U Minh vùng biển vậy nán lại không ít thời gian, đối với U Minh hải vực thế lực phân chia vậy rõ ràng rất nhiều. Chỗ này mặc dù thuộc về thần quốc và vực ngoại biên giới. Nhưng, một chút cũng không đơn giản. Tiểu hoàng tựa hồ bị thiên ma mang đi. Nếu như ta đoán không lầm, hẳn là kỵ đô ma quân người bên dưới, mau truy đuổi. Ngụy Dĩnh sắc mặt chợt biến, nhưng là phát hiện dị thường, lật đật cưỡi Ô Mang, nhanh chóng đuổi giết đi lên. Kỵ đô ma quân, là thiên ma tộc ở nơi này U Minh hải vực một cái đại tế ti, có thiên thần cảnh 7 tầng thiên tu vi. Người này trừ thiên ma thủ đoạn, còn nắm giữ đế uyên điện bộ phận thần thông, đặc biệt chi lợi hại. Ngụy Dĩnh ở U Minh vùng biển cũng nghe qua kỵ đô ma quân uy danh, nếu như tiểu hoàng rơi vào ở trên tay hắn, sợ rằng sẽ không có kết quả tốt. Vậy mười mấy đạo ma khí cuồn cuộn bóng người, đều là kỵ đô ma quân thủ hạ đệ tử. Bọn họ mang tiểu hoàng, không ngừng bay vút, trở lại một nơi eo biển. Eo biển một bên, đứng sừng sững một khối bia đá to lớn, in U Ma Hạp ba chữ. Đây là một cái thung lũng thật dài, hắc khí cổn đáng trước, đặc biệt chi khúc chiết, chung quanh hiện đầy dữ tợn đá ngầm, khắp nơi đều là bãi nguy hiểm, tựa như một người trời xanh mê trận, một mắt không thấy được cuối. Vô số sát khí hung khí, tinh khí lệ khí, không ngừng bốc hơi lên tràn ngập, làm người ta bộ dạng sợ hãi. Nơi đây, chính là thiên ma tộc một cái lãnh địa, lãnh chúa chính là kỵ đô ma quân. Mười mấy thiên ma đệ tử, mang tiểu hoàng thân thể, bay vào thung lũng bên trong. Thung lũng bên trong,
một đạo thân ảnh già nua ngồi xếp bằng. Hắn thân mặc một bộ địa ngục áo bào đen, vô số núi đao biển lửa, tu la quỷ quái ảo ảnh, ở hắn trên áo bào nhấp nhô. Mà ở sau ót của hắn, lại có cuồn cuộn thần quang, mang thiên đế vực sâu hơi thở, khoáng đạt cao xa, làm người ta không dám ngẩng mặt. Người này hơi thở, ước chừng đạt tới thiên thần cảnh bảy tầng thiên, trong mắt mở ra gian, thiên địa ma khí cổn đáng, ngân hà nhật nguyệt xa vào, hiện ra uy nghiêm vô thượng. Đáng sợ hơn phải, trên người hắn thần thông, lại có thể ẩn chứa thiên ma ách nan và đế uyên đại đạo hơi thở. Hắn chính là thiên ma tộc đại tế ti, kỵ đô ma quân. Sư huynh, sớm muộn có một ngày, ta sẽ giết tới đế uyên điện, ngày xưa sỉ nhục, ta sẽ để cho ngươi trăm lần trả lại. Kỵ đô ma quân mở mắt ra, ánh mắt mang theo lạnh nhạt hận ý. Nếu như cẩn thận xem, liền sẽ phát hiện, hắn tướng mạo, lại có thể và đế uyên điện vị kia Hàn trưởng lão, có 7-8 phần tương tự. Nguyên lai, hắn lại là Hàn trưởng lão em trai cùng cha khác mẹ, bởi vì mình là xuất thân thiếp, từ nhỏ chịu hết mắt lạnh, một mực bị khi dễ. Cuối cùng, hắn phản bội đế uyên điện, đầu phục thiên ma, biến chứng hạ lớn thể nguyện, cuối cùng có một ngày, muốn lần nữa giết tới đế uyên điện, cọ rửa ngày xưa sỉ nhục. Cho nên, hắn thần thông, đặc biệt chi đặc biệt, thiên ma thủ đoạn và đế uyên đại đạo, lẫn nhau dung hợp với nhau, có 102 vạn cổ, đủ để rung động tinh nguyệt. Đại tế ti đại nhân, chộp được một con dị thú, tựa hồ là thái cổ di trùng. Ngay tại lúc này, vậy mười mấy thiên ma đệ tử, mang tiểu hoàng đi tới kỵ đô ma quân trước mặt. Thái cổ di trùng. Kỵ đô ma quân khẽ cau mày. Thế gian thái cổ di trùng ít chi lại càng ít, lại làm sao sẽ xuất hiện ở đất biên giới. Hắn ở U Minh vùng biển ngây ngô thời gian không thiếu, nhưng chưa từng nghe nói U Minh vùng biển sẽ có vật này xuất hiện. Một khắc sau, hắn ánh mắt đông lại một cái, ngay tức thì rơi vào tiểu hoàng trên mình. Trong mắt huyền như hỏa diễm nổ bắn ra. Đây thật là, thái cổ di trùng. Nháy mắt tức thì, kỵ đô ma quân thấy tiểu hoàng, nhất thời kinh vi thiên nhân. Không riêng gì thái cổ di trùng, vẫn là hai con ngươi ác mộng, lại là trong truyền thuyết hai con ngươi ác mộng, các ngươi ở nơi nào bắt được. Kỵ đô ma quân gương mặt hiện đầy kinh hãi, một đầu thái cổ di trùng, thực lực không phải chuyện đùa, nếu như có thể thu phục, hắn sau này giết ngược đế uyên điện. Báo thù tuyết hận, là thêm một lá bài tẩy. Chỉ bất quá cái này thái cổ di trùng còn cần rất dài thành thời gian dài. Hắn có cái này kiên nhẫn, cũng có tài nguyên này chất triệt. Hồi bẩm đại tế ti đại nhân, vùng biển phát sinh nổ, chúng ta đi trước cha xem, phát hiện cái này con cự thú, còn có thượng giới nữ hoàng hơi thở, cái này cự thú tựa hồ bốc lên độc nữ hoàng thiên uy, bị nghiền thành trọng thương. Một người học trò đáp. Thượng giới nữ hoàng thiên uy. Kỵ đô ma quân ánh mắt lóe lên, trong lòng âm thầm suy đoán. Chẳng lẽ, cái này hai con người ác mộng là nữ hoàng dưới quyền thú cưng, bởi vì mạo phạm thiên uy, bị đánh rơi nơi đây. Lập tức kỵ đô ma quân bấm ngón tay tính toán, muốn suy diễn ra sau lưng nhân quả, nhưng phát hiện sau lưng thiên cơ sương mù dày đặc, đặc biệt phức tạp, hắn lại có thể không nhìn thấu chút nào nhân quả. Các ngươi lui xuống trước đi. Kỵ đô ma quân trầm giọng nói. Ừ. Chúng đệ tử chắp tay lui xuống đi. Kỵ đô ma quân đứng dậy, đi tới tiểu hoàng bên người, bàn tay đè ở tiểu hoàng trên thân thể, chỉ cảm thấy từng cơn dâng trào mãnh liệt sinh mệnh lực. Không hổ là thái cổ di trùng, cho dù kế cận chết, lại còn có mạnh như vậy huyết khí. Kỵ đô ma quân âm thầm xúc động, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, tiểu hoàng trọng thương vô cùng nghiêm trọng, đã đến chết bị tiêu diệt giây phút. Nhưng dù vậy, hắn huyết mạch chỗ sâu năng lượng, vẫn là mênh mông kinh trời, làm người ta rung động. Thu phục. Nhất định phải thu phục. Kỵ đô ma quân trong lòng chỉ có cái ý niệm này, nhất định phải thu phục tiểu hoàng. Như vậy thứ nhất, hắn liền có thể được một tấm thiên đại lá bài chủ chốt, nghịch thiên cải mệnh không nói ở đây. Giao. Kỵ đô ma quân lòng bàn tay hắc quang tách thả ra, mênh mông hơi thở chui vào tiểu hoàng thân thể, thay hắn chữa trị thương thế. Hắc quang chớp động gian, từng ngọn màu đen đài sen nhấp nhô, cuồn cuộn thiên ma hơi thở tràn ngập, sau lưng nhưng lộ ra thiên đế vậy vô thượng kim quang. Hống! Tiểu hoàng trong cổ họng phát ra yếu ớt tiếng gào, ở kỵ đô ma quân chữa trị xuống, hắn huyết mạch thương thế nhanh chóng hết bệnh, lại có thể từ quỷ môn quan trên đi trở về.
Ngươi là ai? Tiểu hoàng mở mắt ra, nhìn kỵ đô ma quân bóng người. Hắn bây giờ, đã thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng, nhưng thương thế vẫn nghiêm trọng. Hai con ngươi ác mộng, ta là thiên ma tộc trấn thủ U Minh Hải vực đại tế ti, kỵ đô ma quân, là ta cứu ngươi. Kỵ đô ma quân híp mắt, thật may ta tinh thông thiên ma thuật pháp và đế uyên đại đạo, coi như ngươi bốc lên độc nữ hoàng thiên uy, thiếu chút nữa bị nghiền ép chết, ta cũng có thể cứu ngươi trở về, nếu như không có ta, ngươi ngày hôm nay hẳn phải chết. Ha ha, nguyên lai là thiên người của ma tộc. Tiểu hoàng lảo đảo lắc lư đứng dậy, nguy nga thân thể uyển như núi cao, trong mắt lộ ra sát khí. Ngươi không cần giả mù sa mưa, ngươi cứu bổn tọa, nhất định khác có ý đồ mưu. Hắn tự nhiên sẽ không ngây thơ lấy là, kỵ đô ma quân sẽ hảo tâm như thế cứu hắn. Ta không việc gì mưu đồ, ta chỉ muốn thu ngươi là thú cưng, sau này ta công đức viên mãn, ngươi cũng có thể được thiên đại chỗ tốt, hồi phục thái cổ huyết mạch, khôi phục toàn bộ thực lực. Kỵ đô ma quân mỉm cười, giọng rừng rưng, người ta liên thủ nghiền ép chư thiên, ngang qua vạn giới, chẳng phải đẹp thay. Chỉ cần ngươi đi theo ta, coi như đắc tội thượng giới nữ hoàng, ta cũng có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Hừ, thiên ma tội nghiệt, chưa đủ cùng mưu. Tiểu hoàng hừ lạnh một tiếng, há mồm phun ra một giọt máu tươi. Ngươi cứu bổn tọa, giọt máu tươi này, coi là thù lao. Bổn tọa cả đời, không nợ tại ngươi. Ngươi và bổn tọa ân oán, lúc này xóa bỏ, cáo từ. Dứt lời, tiểu hoàng cũng không lưu lại, xoay người muốn rời đi. Muốn đi. Kỵ đô ma quân tròng mắt run lên, sát khí dâng trào. Cho ngươi mặt mũi ngươi không muốn, một đầu xúc sinh mà thôi, thiên ma hàng long ấn, cho ta trấn áp. Kỵ đô ma quân quát lên một tiếng lớn, bỗng nhiên một đạo dấu tay, hung hăng hướng tiểu hoàng trấn áp xuống đi. Nhất thời, vô số thiên ma hơi thở, hòa lẫn ngập trời kim quang, hình thành một đạo to lớn dấu tay, bộc phát ra khoáng đạt hồng mông cổ khí, điên cuồng bao phủ xuống. 33 thiên hồng mông cổ pháp, thiên ma hàng long ấn. Tiểu hoàng ánh mắt co rúm một cái, nhất thời vô cùng ngưng trọng. Kỵ đô ma quân một chiêu này, lại là trong truyền thuyết 33 thiên hồng mông cổ pháp, kêu trời ma hàng long ấn. Pháp này uy lực, đặc biệt khủng bố, có thể trấn áp chư thiên, hàng phục hết thảy sinh linh. Nếu như bị thiên ma hàng long ấn đánh trúng, tâm thần liền sẽ gặp phải trấn áp, lâm vào làm nô lệ vậy tồn tại, vĩnh viễn không được siêu thoát. Muốn tu luyện phương pháp này, phải vô cùng nghịch thiên tư chất, vừa phải có ma đạo hơi thở, lại phải có khí thế lớn khoáng đạt hào khí. Mà kỵ đô ma quân, xuất thân đế uyên điện, sau đó đầu dựa vào trời ma, kiêm tu đế ma hai nói. Hắn tư chất, đặc biệt chi đặc biệt, đủ để tu luyện thiên ma hàng long ấn. Cái này một cái dấu tay chấn áp xuống đi, mặt đất cũng sụp đổ, hiển lộ ra vô cùng bá đạo. Muốn chân áp bổn tỏa, nằm mơ. Tiểu hoàng gầm thét một tiếng, ánh mắt sắc bén, huyết mạch trong cơ thể nổ tung, cuồng ngạo khí huyết tràn ngập ra, hình thành từng cái xiềng xích vậy quy luật, vững vàng quanh quẩn hắn thân thể. Phịch, kỵ đô ma quân giấu tay nghiền hạ, một hồi cự lực, rất miễn cưỡng cầm tiểu hoàng đánh được gân cốt vết nứt, rắc rắc vang dội. Nhưng tiểu hoàng trên thân thể, thái cổ khí huyết nổ tung, một hồi to lớn lực phản chấn, hung hăng truyền đạt ra. Phốc xích. Nhất thời, dấu tay bể tan tành. Kỵ đô ma quân há mồm phun ra máu tươi, sắc mặt phát trắng, liên tiếp lui về phía sau. Thái cổ huyết mạch, lại có thể cường hãn đến tình cảnh này. Ngươi chỉ có một giọt hai con ngươi ác mộng huyết mạch sơ khai thì có như vậy hiệu quả, nếu như ba ngươi giọt hội tụ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Kỵ đô ma quân tròng mắt trợn to, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn thi triển 33 thiên hồng mông cổ pháp, muốn nhất kích chấn áp tiểu hoàng, nhưng không ngờ, tiểu hoàng huyết mạch, chân thực quá mức mạnh mẽ, liền 33 thiên hồng mông cổ pháp đều không thể chấn áp. Hắn ngược lại gặp phải chấn thương. Mà tiểu hoàng, gân cốt vậy bị đả thương, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi, đổ xuống đất. Hắn kinh mạch thương thế, vốn là rất nghiêm trọng, hiện tại gặp phải thiên ma hàng long ấn nghiền ép, thương thế liền nghiêm trọng hơn. Nghiệt xúc, người bỏ mạng ở tức, có thể nguyện thần phục với ta. Kỵ đô ma quân lau mép một cái máu tươi, ánh mắt âm trầm. Hừ, bổn tọa cho dù chết, cũng sẽ không cùng thiên ma đồng mưu.
Tiểu hoàng trong mắt ác liệt, cho dù trọng thương trong người, cũng không có khuất phục ý. Hồ đồ ngu xuẩn. Kỵ đô ma quân giận dữ, chỉ khí được thất khiếu bốc khói, lại không nghĩ rằng tiểu hoàng quật cường như vậy. Hỏi ngươi một lần nữa, có chịu hay không khuất phục? Kỵ đô ma quân hai tay huy động, từng luồng trận văn tràn ngập ra, rơi xuống đất núc thành liền một cái đen nhánh tinh mang kết giới. Nếu như ngươi dám nói cái chữ, không, ta liền đem ngươi tế trời, luyện thành cửu chuyển ác mộng đan, để cho ngươi vĩnh viễn, không được siêu thoát. Kỵ đô ma quân thanh âm tàn nhẫn, hắn rất muốn thu phục tiểu hoàng, nhưng tiểu hoàng ngạo cốt ngất trời, chân thực quá mức quật cường, tuyệt đối không thể nào hướng hắn cúi đầu. Đã như vậy, hắn vậy không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là cầm tiểu hoàng tế trời, luyện chế thành đan dược. Một đầu thái cổ di chủng, tế trời luyện thành đan dược, hơi thở cường đại, có thể tưởng tượng được. Nếu như ăn vào, hắn cảnh giới tu vi, nhất định có thể đột phá. Võ đạo luyện đến thiên thần cảnh, đặc biệt là kỵ đô ma quân cái này chồng, thiên thần cảnh 7 tầng thiên cao thủ, muốn đột phá, đặc biệt khó khăn. Nếu như hiến tế hai con người ác mộng, có thể đột phá tu vi, vậy coi là thiên đại lợi nhuận. Người muốn luyện hóa bổn tỏa, nằm mơ. Tiểu hoàng vành mắt hết sức nứt ra, liền muốn tự bạo kinh mạch, tình nguyện tự mình hy sinh, cũng không muốn để cho kỵ đô ma quân lấy được chỗ tốt. Chủ nhân, ta công đức viên mãn. Ngày hôm nay dù chết không tiếc, đời sau tạm biệt. Cuối cùng, tiểu hoàng hồi tưởng lại Diệp Thần bóng người, trong lòng từng cơn bi thương. Thật may lúc này, hắn đã luyện hóa hết liền xương trắng xá lợi trí nhớ dấu vết, thành công ngăn cản báo tin, coi như là công đức viên mãn, cho dù chết, cũng sẽ không lưu lại quá lớn tiếc nuối. Lập tức tiểu hoàng liền muốn tự bạo kinh mạch, tự mình hy sinh, nhưng không ngờ, kỵ đô ma quân sớm có phát hiện. Hừ. Ngươi muốn tự bảo, có hỏi qua ta không? Kỵ đô ma quân hừ lạnh một tiếng, bàn tay liền liền bắt pháp quyết, đạo đạo pháp ấn rơi vào tiểu hoàng trên thân thể, rất miễn cưỡng cắt đứt huyết mạch hắn liên lạc, ngăn cản hắn tự bảo. Không tốt, tiểu hoàng thần sắc chợt biến, cũng rốt cuộc không thể tự bảo. Nhiệt xúc, cho ta hiến tế. Kỵ đô ma quân quát lên một tiếng lớn, tế trời trận pháp toát ra mênh mông ma quang, một đạo ma trụ. Từ màn đêm bầu trời hạ xuống, chiếu sáng ở tiểu hoàng trên mình. Tiểu hoàng khí huyết, điên cuồng thiêu đốt, mắt xem sẽ bị tế trời. Dừng tay. Nhưng đột nhiên, một đạo khẽ kêu tiếng vang lên. Chỉ gặp một cái cô gái đồ trắng, cưỡi một đầu đen nhánh linh thú, cả người như có xương tuyết phiêu vũ, cầm kiếm bay vút tới. Nàng trên thân kiếm, còn dính máu tươi. Hiển nhiên, cái này phiến thung lũng thiên ma đệ tử. Đã bị nàng tàn sát hầu như không còn. Mà kỵ đô ma quân, cũng không có nghe được tàn sát thanh âm, có thể gặp cái này cô gái đồ trắng thủ đoạn, có bao nhiêu ác liệt, biết bao mau lẹ, giết người như chém cỏ, không nghe thấy chút nào tiếng gió, liền hắn cũng không có phát hiện. Cái này cô gái đồ trắng, chính là Ngụy Dĩnh. Ngụy Dĩnh suy diễn đến tiểu hoàng tung tích, liền nhanh chóng đuổi giết tới đây, vừa vặn thấy tiểu hoàng phải bị tế trời. Cô nương! Tiểu hoàng thấy Ngụy Dĩnh bóng người, ánh mắt hơi co rúm một cái. Ngụy Dĩnh hơi thở, ước chừng đạt tới thiên thần cảnh 6 tầng thiên, thậm chí đến gần 7 tầng thiên, có thể nói là vô cùng cường đại. Nhưng kỵ đô ma quân, có chừng thiên thần cảnh 7 tầng thiên, so Ngụy Dĩnh còn muốn cao hơn một nước. Ở thiên thần cảnh, coi như chỉ là chênh lệch nhất tầng thiên, chênh lệch đều là vô cùng to lớn, đơn giản là trời đất phân nê. Hơn nữa, kỵ đô ma quân đế ma song tu, thần thông có 102 vạn cổ, thủ đoạn vô cùng lợi hại, Ngụy Dĩnh càng không thể nào tương đương. Tiểu hoàng thật sâu lo lắng, hắn rất rõ ràng, Ngụy Dĩnh lợi hại hơn nữa, cũng không phải kỵ đô ma quân địch thủ, nếu như đánh, cơ hồ không có phần thắng. Suy, Ngụy Dĩnh tung người bay vút, một kiếm đâm ra. Cực hạn kiếm quang chém chết thiên địa. Nhất thời, tế trời trận pháp bể tan tành, ma khí tiêu diệt. Tiểu hoàng cũng không cần bị tế trời, nhưng hắn nguy hiểm, cũng không có giải trừ. Bởi vì, kỵ đô ma quân, còn đứng ở chỗ này. Tuyệt hàn đế cung, ngươi là tuyệt hàn đế cung đệ tử. Kỵ đô ma quân trong mắt hơi chăm chú, hắn kiến thức rộng vô cùng bác, vừa nhìn thấy Ngụy Dĩnh kiếm khí, cũng biết nàng là tuyệt hàn đế cung người. Không đúng, không phải đệ tử, vậy đệ tử nào có như vậy tu vi?
Người hơi thở, như vậy mạnh mẽ, chừng thiên thần cảnh 6 tầng thiên. Người chỉ ít, là hạch tâm trưởng lão cấp nhân vật khác. Thậm chí, người chính là tuyệt hàn đế cung cung chủ. Kỵ đô ma quân bàn tay rút lại tay áo bảo bên trong, không ngừng thôi diễn, muốn suy đoán ra Ngụy Dĩnh thân phận. Nhưng Ngụy Dĩnh hơi thở, quá mức thần bí, hắn vậy dòm ngó không thấy được cái gì. Thiên ma tội nghiệt, cho ta chết. Ngụy Dĩnh mắt đẹp run lên, không có chút nào nói nhảm, trực tiếp một kiếm bạo giết ra. Nàng cảm nhận được, kỵ đô ma quân hơi thở, đang đứng ở yếu ớt, là nàng chém giết lớn thời cơ tốt. Kỵ đô ma quân sắc mặt sửng dưng, lui về phía sau một bước. Hắn mới vừa vận dụng thiên ma hàng long ấn, đây là 33 thiên hồng mông cổ pháp, cần phải hao phí to lớn hơi thở, hắn còn không có điều tức tới đây, đối mặt Ngụy Dĩnh chém chết, nhất thời rơi vào nguy cơ. Chúng đệ tử nghe lệnh, giết cho ta liền cô gái này. Kỵ đô ma quân nhưng không hoảng hốt chút nào, một tiếng hò hét, sau lưng núi Hắc Gian, liền toát ra từng cái ma khí ngất trời bóng người, hung hăng hướng Ngụy Dĩnh lướt đi. Cái này phiến thung lũng, là thiên ma tộc một cái lãnh địa, tụ cư trước hàng loạt thiên ma cường giả. Mới vừa Ngụy Dĩnh chém giết, chỉ là bên ngoài tiểu lâu la, chân chính nồng cốt cường giả, giờ phút này mới hiện thân đi ra. Liền gặp mấy trăm cái trời ma cường giả, rậm rạp chằng chịt, che khuất bầu trời, như hắc triều vậy nghiền đè xuống. Nhất thời, Ngụy Dĩnh sắc mặt đại biến, nếu như đơn đả độc đấu, nàng tiện tay một kiếm, là có thể chém chết thiên ma. Nhưng vấn đề là, mấy trăm cái trời ma, ùn ùn kéo đến bao phủ xuống, hơi thở nối thành một phiến, như mây đen che đỉnh, quả thực không dễ đối phó. Ô mang, người đi ra ngoài trước. Ngụy Dĩnh lo lắng ô mang xảy ra chuyện, trước thả nó đi ra ngoài. Cung chủ, chúng ta đi nhanh đi. Ô mang nhìn đầy trời thiên ma bóng người, trong lòng nhất thời rung động. Nó rất rõ ràng, Ngụy Dĩnh tình cảnh vô cùng nguy hiểm, nếu như chiến đấu, cơ hồ không có mạng sống có thể, hiện tại tốt nhất biện pháp, chính là trước chạy khỏi đi ra ngoài. Không, tiểu hoàng đang ở trước mắt, ta há sẽ chạy khỏi. Ngụy Dĩnh mắt đẹp ác liệt. Nàng rất rõ ràng, tiểu hoàng đối với Diệp Thần vô cùng trọng yếu. Nếu tìm được tiểu hoàng, nàng tuyệt sẽ không vứt bỏ bỏ mặc. Ô mang giạt rào nóng nảy, mắt hôm nay ma sát đến, nó không thể làm gì khác hơn là lật đật trốn đến bên ngoài, miễn được liên lụy Ngụy Dĩnh. Mấy trăm cái trời ma, như hắc triều luyện ngục vậy gào thét tới. Rát rát quái khiếu thanh, ở giữa trời đất quanh quẩn. Cuồn cuộn mãnh liệt ma khí, không ngừng tàn phá. Trên trời dưới đất, đều là đen nhánh một phiến, không gặp năm ngón tay. Giết! Ngụy Dĩnh giơ lên trường kiếm, bỗng nhiên khua kiếm giết ra. Một phiến phiến rét lạnh kiếm quang, như tia chớp xuyên vân, tứ tán chém cướp. Chung quanh thiên ma, gặp phải nàng kiếm quang chém chết, nhất thời phát ra kêu thảm thiết, bị chém được hồn phi phách tán. Nhưng thiên ma số lượng, thực ra quá nhiều, đơn giản là giết không khỏi giết. Ngụy Dĩnh trở không ngăn được, nhất thời gặp phải quần ma tập kích, áo quần đều bị màu máu bao phủ mấy phần, ánh mắt đảo qua, đều là vết máu. Hừ, dám một mình xông vào ta kỵ đô ma quân địa bàn, ai cho ngươi lá gan? Kỵ đô ma quân nhìn Ngụy Dĩnh bộ dáng chật vật, nhất thời cười lạnh. Cái này phiến u ma hạp, là thiên ma lãnh địa, không biết cất giấu nhiều ít hung hiểm, nhưng Ngụy Dĩnh trực tiếp một mình giết đi vào, thật là vô cùng gan dạ. Hoàn toàn không đem hắn thiên ma tộc đặt ở bên trong mắt. Đã như vậy, kỵ đô ma quân không ngại cầm nàng bằm thây vạn đoạn, để cho nàng nếm thử một chút đắc tội thiên ma giá phải trả. Hô! Hút! Hơi thở đổi lại gian, kỵ đô ma quân dần dần khôi phục, nhưng hắn đứng chắp tay, cũng không có ra tay. Bởi vì dưới tay hắn thiên ma cường giả, đủ để cầm Ngụy Dĩnh xé thành mảnh vỡ. Bầu trời phương xa, xuất hiện một chút bong bóng cá trắng. Trời đã sáng, nhưng Ngụy Dĩnh, nhưng không thấy được chút nào ánh sáng. Ở mấy trăm cái trời ma tập sát hạ, nàng trước mắt đều là ma khí, đều là đen nhánh sương mù, hoàn toàn không thấy được một chút quang minh. Cô nương, tiểu hoàng thấy một màn này, không khỏi cắn răng, rất muốn đi trợ chiến. Nhưng tiếc là, hắn bị thương quá nghiêm trọng, đã không thể nhúc nhích chút nào. Đáng chết. Ngụy Dĩnh cắn chặt hàm răng, khua kiếm giết liền dưới, nàng dưới chân bầy khắp thiên ma thi thể,
nhưng thiên ma số lượng quá nhiều, hơn nữa còn có mới thiên ma, từ thung lũng chỗ sâu bay ra, nàng chính là giết tới mềm tay, cũng không khả năng giết hết. Tuyệt Hàn Đế Tôn, thần thông sâu đời, cho ta trấn áp. Trong lúc nguy cấp, Ngụy Dĩnh thanh quát một tiếng, sử dụng một giọt thần quang sáng chói, vô cùng cuồn cuộn máu tươi. Đây là thời đại thượng cổ, thứ nhất đảm nhiệm Tuyệt Hàn Đế cung cung chủ, Tuyệt Hàn Đế Tôn một giọt máu tươi. Đế Tôn máu tươi vừa ra, nhất thời, khoáng đạt đế quang, như trời sấm nhanh như tia chớp tràn ngập ra. Cuồng bạo khí tức hủy diệt, cơ hồ muốn nghiền nát đúng cái thiên địa. Cái gì? Kỵ Đô Ma Quân thấy một màn này, nhất thời trợn to hai mắt, không nghĩ tới Ngụy Dĩnh lại còn có lá bài tẩy. Liền thấy chung quanh thiên ma, toàn bộ gặp phải đế tôn máu tươi nghiền ép, thân thể nổ tung, kêu thảm thiết liền liền, ngay tức thì bị nghiền thành hắc vụ, phiêu tán giữa trời đất, hoàn toàn hồn phi phách tán. Cũng chính là một cái chớp mắt thời gian, mấy trăm cái trời ma, toàn bộ tan thành mây khói, không có để lại một chút dấu vết. Ngụy Dĩnh trong mắt, rốt cuộc thấy được quang minh. Từng tia ánh mặt trời ấm áp, chiếu sáng ở trên người nàng, nàng cả người đẫm máu, cầm kiếm đứng, thần thánh cao ngạo như tiên tử, hiện ra uy nghiêm vô thượng. Lại có thể cầm ta ép đến tình cảnh này, ngươi cho dù chết, vậy đủ để tự hào. Ngụy Dĩnh mắt lạnh nhìn Kỵ Đô Ma Quân, cái này đế tôn máu tươi, là nàng lá bài tẩy, hiện tại sử dụng tới, mặc dù tiêu diệt thiên ma nhiều người cường giả, nhưng máu tươi ánh sáng, vậy đang nhanh chóng ảm đạm xuống, rất nhanh thì phải tiêu tán. Suy, đế tôn máu tươi điên cuồng thiêu đốt, thả ra ngập trời năng lượng. Ngụy Dĩnh trường kiếm trong tay, nhất thời toát ra vô cùng ác liệt thần quang. Một kiếm chém ra, kiếm khí như vũ trụ tinh hà, khoáng đạt cuồn cuộn, không thể ngăn cản, chém thẳng Kỵ Đô Ma Quân. Rất tốt, nguyên lai ngươi lấy được vị kia nắm trong tay cao nhất thần bí Tuyệt Hàn Đế Tôn truyền thừa, đáng tiếc, ngươi ta tới giữa, thực lực sai biệt quá lớn, ngươi không phải ta địch thủ. Kỵ Đô Ma Quân ánh mắt âm trầm, nhìn Ngụy Dĩnh một kiếm giết tới, cũng không hoảng hốt chút nào, chậm rãi từ giữa hông rút ra một thanh kiếm, rất kiếm giết ra. Lau một cái ngập trời ma khí, ở hắn trên thân kiếm ngưng luyện, còn có cuồn cuộn đại đế kim quang, cũng ở đây nổ tung. Một kiếm này, lại có thể dung hợp đế ma hai đạo thần thông, hiện ra vô cùng khí tức mạnh mẽ. Chanh! Hai kiếm giao kích, nhất thời, Ngụy Dĩnh bị đẩy lui mười mấy bước. Nàng dung hợp đế tôn máu tươi một kiếm, lại có thể không địch lại Kỵ Đô Ma Quân tiện tay nhất kích. Mạnh mẽ! Người này thực lực, chân thực quá mức mạnh mẽ. Ngụy Dĩnh mắt đẹp ngưng trọng, nếu như chỉ là đơn thuần kém cảnh giới tầng 1, nàng dựa vào đế tôn máu tươi thần uy, còn có thể miễn cưỡng đền bù. Nhưng cái này cái Kỵ Đô Ma Quân, thân phận không phải chuyện đùa, hắn không chỉ là thiên ma đại tế ti, còn đã từng là Đế Uyên Điện đệ tử, và Đế Uyên Điện có đặc biệt thâm hậu sâu xa. Người này thần thông, đế ma song tu, có 102 vạn cổ, đặc biệt chi lợi hại. Cái này một tí giao phong, Ngụy Dĩnh liền đoán được, mình và Kỵ Đô Ma Quân thực lực sai biệt, chân thực quá mức to lớn, cơ hồ không có phần thắng. Buông binh khí xuống, ta cho một mình ngươi thống khoái. Kỵ Đô Ma Quân cầm kiếm nhìn Ngụy Dĩnh, lạnh lùng nói. Liều mạng, Ngụy Dĩnh âm thầm cắn răng, giơ lên trường kiếm, thân kiếm sát lỗ mũi, thân thể mềm mại như pho tượng đứng yên không nhúc nhích, tí ti lũ lũ cổ xưa hồng mông hơi thở, dần dần từ trên người nàng tràn ngập ra. Nàng nhìn Kỵ Đô Ma Quân bóng người, liền như nhìn núi cao núi lớn, muốn chiến thắng, chỉ có thể vận dụng sau cùng lá bài tẩy. Cái này, đây là... Kỵ Đô Ma Quân cảm thụ Ngụy Dĩnh khí tức trên người, nguyên bản bình thản gương mặt, nhất thời biến sắc. 33 thiên hồng mông cổ pháp, ngươi lại có thể vậy sẽ 33 thiên hồng mông cổ pháp. Kỵ Đô Ma Quân ra đầu tê dại, nhất thời kêu lên. Hắn từ Ngụy Dĩnh trên mình, cảm nhận được liền mãnh liệt hồng mông hơi thở, đơn giản là ùn ùn kéo đến, chém chết hết thảy. Nếu như nói mới vừa Ngụy Dĩnh, vẫn là một cái sổ hoàng, như vậy giờ phút này, nàng liền là chân chánh bay thiên phượng hoàng, ánh sáng rực rỡ sáng chói, không thể địch nổi. Tuyệt Hàn Thiên Đế chém. Đột nhiên, Ngụy Dĩnh mở mắt ra, vô tận hồng mông hơi thở, vô tận thượng cổ ý vận, từ nàng trong ánh mắt tràn ngập ra. Nàng trường kiếm trong tay, nổ lên ngập trời hàn mang. Một kiếm vung ra,
Cực hạn hồng mông hơi thở, diễn hóa thành một đạo cực hạn tuyệt kiếm lạnh lẽo quang, mang xuyên qua thiên địa, phá giết vũ trụ khí thế, hung hăng hướng Kỵ Đô Ma Quân chém tới. Một kiếm này, chính là thời đại thượng cổ, tuyệt hàn đế cung bí truyền tuyệt kỹ. 33 thiên hồng mông cổ pháp, tuyệt hàn thiên đế chém. Ngụy Dĩnh thành tuyệt hàn đế cung cung chủ, lén lút đã sớm luyện thành tuyệt hàn thiên đế chém. Bất quá, nàng trước kia không có thi triển qua. Bởi vì, tuyệt hàn thiên đế chém là hồng mông cổ pháp, đối với hơi thở tiêu hao lớn vô cùng, nếu như không tới sống chết trước mắt, Ngụy Dĩnh tuyệt đối sẽ không thi triển. Mà hiện tại, sống chết một phát, Ngụy Dĩnh lại cũng không có nương tay, trực tiếp xử xuất mạnh nhất một kiếm. Tuyệt hàn đế tôn máu tươi, hoàn toàn cháy xong. Từng luồng kim quang, hội tụ đến nàng kiếm khí trên. Vô tận kiếm khí, mang cuồn cuộn hồng mông đế uy, tựa hồ liền ngân hà cũng có thể chém chết, muốn một kiếm chém chết Kỵ Đô Ma Quân. Kỵ Đô Ma Quân thật sâu kinh hãi, không nghĩ tới Ngụy Dĩnh lại có thể luyện thành tuyệt hàn thiên đế chém. Một kiếm này thiên đế chém, thật là muốn tan biến tinh thần, tuyệt đối không phải hắn có thể ngăn cản. Nếu như hắn có thể nhúc nhích dùng thiên ma hàng long ấn, hồng mông chiến hồng mông, cổ pháp đối với cổ pháp, có lẽ có thể chống lại. Nhưng vấn đề là, hắn mới vừa thi triển qua một lần, coi như hiện tại linh lực khôi phục, trong thời gian ngắn, cũng không thể lại hội tụ hồng mông hơi thở, thi triển ra lần thứ hai. Xâm la hóa huyết chém, phá cho ta. Trong lúc nguy cấp, Kỵ Đô Ma Quân quát to một tiếng, khua kiếm mãnh chém ra, trực kích Ngụy Dĩnh kiếm khí. Kiếm hắn trên mình, tiêm máu nổ tung, vô số xâm la ma khí bùng nổ. Một chiêu này xâm la hóa huyết chém, là thiên ma tộc thượng thừa võ, lực sát thương vô cùng lợi hại. Nhưng cùng tuyệt hàn thiên đế chém so sánh, không thể nghi ngờ là hủ cỏ huỳnh quang, không thể tranh huy. Kỵ Đô Ma Quân vậy biết rõ một điểm này. Tay trái bắt pháp quyết liền liền. Lại nghe từng trận tiếng kêu thảm thiết, từ thung lũng các nơi vang lên, còn có máu thịt bạo liệt thanh âm. Từng luồng ma khí, như hắc điện vậy bay vút tới, hội tụ ở Kỵ Đô Ma Quân trên thân kiếm. Nhất thời, Kỵ Đô Ma Quân kiếm khí bạo tăng. Kiếm quang của hắn, và Ngụy Dĩnh so sánh, lại có thể chút nào không yếu. Lại có thể hiến tế trăm ngàn thiên ma, thật là ác độc thủ đoạn. Ngụy Dĩnh cảm thấy được một màn này, mắt đẹp nhất thời co rúm một cái. Nguyên lai tất cả thiên ma đệ tử, đều bị Kỵ Đô Ma Quân gieo hồn ấn. Cái này một tí, Kỵ Đô Ma Quân nổ tất cả hồn ấn, hiến tế thiên bách thiên ma, hắn xâm la hóa huyết chém, uy lực ngay tức thì tiêu thăng đến trình độ cao nhất. Tuyệt hàn đế kiếm, xâm la ma chém. Hai đạo kiếm quang, hung hăng đụng vào nhau. Một cổ kinh khủng va chạm cột khí. Ngay tức thì nổ tung. Ngụy Dĩnh và Kỵ Đô Ma Quân dưới chân mặt đất, ngay tức thì nứt ra. Đúng phiến thung lũng, ùng ùng vang dội. Từng ngọn núi cao, ầm ầm đổ sụp xuống. Mặt đất rạn nứt, núi cao băng diệt, nước biển rót ngược, núi rừng tiêu diệt. Cái này phiến thiên ma lãnh địa, ở hai người kinh thiên va chạm hạ, lại có thể sụp đổ thành phế tích. Cuồn cuộn va chạm hơi thở, lên như diều gặp gió 90.000 dặm. Chọc thủng bầu trời, rất miễn cưỡng nổ mặc một cái đường lỗ to, một chút xíu ánh sao cực quang, vũ trụ từ quang, cuồn cuộn chiếu nghiêng xuống. Phốc xích, phốc xích, Ngụy Dĩnh và Kỵ Đô Ma Quân, hai người đôi đôi hộc máu, thân thể bão tố bắn ra, thật sâu rơi xuống ở trong nước biển. Cái này một tí va chạm, trực tiếp lưỡng bại câu thương. Đáng tiếc, Ngụy Dĩnh lảo đảo lắc lư từ trong nước biển bay ra. Cả người quần áo trắng ướt đẫm nước, dính sát ở thân thể mềm mại trên, buộc vòng quanh kinh tâm động phách đường cong. Trên má của nàng, mang một chút thương tiếc. Vốn là nàng vận dụng tuyệt hàn thiên đế chém, đủ để đột phá cảnh giới chênh lệch, một kiếm chém chết Kỵ Đô Ma Quân. Nhưng không nghĩ tới, Kỵ Đô Ma Quân đặc biệt đoạn tuyệt, lại có thể hiến tế dưới quyền tất cả thiên ma, rất miễn cưỡng tăng lên kiếm khí uy lực, và nàng giáp thành liền lưỡng bại câu thương. Cung chủ, ô mang lật đật bay vút tới, nhìn phế tích vậy cảnh tượng, nó vậy là đặc biệt khiếp sợ. Toàn bộ thung lũng, hiện tại đã hoàn toàn thất thủ đi xuống. Tiểu hoàng thân thể, vậy chìm xuống. Ngụy Dĩnh và Kỵ Đô Ma Quân chiến đấu, trực tiếp để cho thiên địa văng tung tóe, càn khôn thất sắc. Chúng ta đi. Ngụy Dĩnh tròng mắt ngưng trọng, tiêm vung tay lên,
mang tiểu hoàng, nhanh chóng chạy trốn đi. Muốn đi, đây là ta thiên ma địa bàn, các ngươi có thể đi đi nơi nào? Một đạo lạnh lùng thanh âm, đột nhiên vang lên. Chỉ gặp kỵ đô ma quân bóng người, vậy từ trong nước biển nổi lên. Hắn cặp mắt trợn to, một phiến đỏ tươi, cả người bị trọng thương, từng cây một sợi tóc tung bay. Ngụy Dĩnh phá hủy hắn lãnh địa, hại chết hắn dưới quyền tất cả thiên ma, còn muốn mang đi tiểu hoàng, hắn tâm tình, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu tức giận, biết bao dữ tợn. Gia Phương thiên ma nghe lệnh, đuổi giết Tuyệt Hàn cung chủ, không được sai lầm. Kỵ đô ma quân ngửa mặt lên trời gầm thét, cong ngón tay bắn ra một đạo tin làm. Cái này tin làm, ma khí cuồn cuộn, một bay lên trời, liền ầm ầm nổ tung. Tin làm ẩn chứa nhân quả hơi thở, ngay tức thì tràn ngập đến đúng phiến u minh vùng biển. Núp ở vùng biển các nơi, tất cả thiên ma, cũng nhận được tin tức, toàn bộ điều động. Không tốt, Ngụy Dĩnh mặt đẹp chợt biến, chỉ cảm thấy ngập trời nguy cơ, giết trong chớp mắt tới. Hừ, kỵ đô ma quân đứng chắp tay, ở hắn trong mắt, Ngụy Dĩnh đã là một cổ thi thể. Hắn trọng thương trong người, mình không có sức chặn đánh Ngụy Dĩnh. Nhưng là, hắn thân là thiên ma tộc đại tế ti, lại có lớn vô cùng quyền lực, có thể hiệu lệnh quần ma. Cái này một tí, thiên ma lệnh truy sát phát ra, u minh hải vực tất cả thiên ma, cũng nghe tin đánh tới. Nhất thời gian, từng đạo hắc khí, từng đạo ma ảnh, từ bốn phương tám hướng tập kích bất ngờ tới, rát rát ma tiếng huýt sáo, chấn động chín cao, kinh hãi tâm hồn người. Ô mang, chạy mau. Ngụy Dĩnh trong mắt ngưng trọng. Lật đật chỉ một phương hướng. Sống chết trước mắt, nàng chỉ bắt được một chút yếu ớt thiên cơ tức giận, chỉ có đi cái phương hướng này chạy trốn, mới có mạng sống có thể. Cung chủ. Ô mang không dám thở ơ, lập tức mang Ngụy Dĩnh và Tiểu Hoàng, nhanh chóng thoát đi. Hô hô hô. Hắc khí che trời, mây đen cổn đáng. U minh vùng biển trên, thiên thiên vạn vạn thiên ma, dốc toàn bộ ra, hình thành ngập trời hắc chiều. Điên cuồng đuổi giết Ngụy Dĩnh. Ngụy Dĩnh mặt đẹp phát rét, nội tâm thật sâu lo âu, nhiều ngày như vậy ma, đơn giản là che khuất bầu trời, trừ phi là thần đế cao thủ hạ xuống, nếu không tuyệt đối không thể nào chiến thắng. Ở vô tận thiên ma nổi bật hạ, thân thể của nàng, so con kiến hôi còn muốn nhỏ bé. Cho dù là Tuyệt Hàn cung chủ, cho dù là thiên thần cảnh 6 tầng thiên, cho dù luyện thành 33 thiên hồng mông cổ pháp, nhưng đối mặt thiên thiên vạn vạn thiên ma hắc triều, vẫn là nhỏ bé. Cung chủ, làm thế nào? Ô mang nhìn bốn phía rậm rạp chẳng chịt thiên ma bóng dáng, cũng là hoàn toàn luống cuống. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, nếu như hôm nay thật khí số tăng tấn, vậy chúng ta ba cái, chết chung là được. Ngụy Dĩnh trong mắt bình thản, nhưng là khôi phục trấn định. Cô nương, ta tự bạo huyết mạch, có lẽ có thể nổ ra một con đường sống. Đưa các ngươi đi ra ngoài. Tiểu Hoàng thanh âm yếu ớt, từ từ nói. Không cần, ta Tuyệt Hàn đế cung cao nhất cung chủ là người thế nào, há sẽ tham sống sợ chết. Ngụy Dĩnh ánh mắt đoạn tuyệt, thấy hôm nay chi khốn, thế khó thoát cởi, trong lòng đã làm xong rơi xuống chuẩn bị. Đáng tiếc nàng còn có rất nhiều tâm nguyện, rất nhiều hoài bão, còn không có thực hiện. Lúc này chết, chân thực quá mức tiếc nuối. Rất nhanh. Ô mang chở Ngụy Dĩnh và Tiểu Hoàng, đi tới u minh vùng biển chỗ sâu. Nơi đây, nhưng lơ lửng một tòa cổ quái hòn đảo. Hòn đảo bên trên, không có cỏ cây, không có sinh linh, hiện đầy hoang vu. Vô tận tà khí, vô tận tử khí, không ngừng từ trên đảo tràn ngập ra. Cấm hồn đảo. Một khối cổ xưa bia đá, đứng sừng ở hòn đảo bên trên, phía trên khắc ba chữ to, mỗi một chữ cũng tràn ra chết tà khí. Đặc biệt chi quỷ dị. Rát rát. Chung quanh thiên ma, vừa nhìn thấy cấm hồn đảo, nhất thời phát ra kinh khiếu. Đuổi giết bước chân, bỗng dừng lại. Tựa hồ kiêng kỵ sâu đậm. Cung chủ, bọn họ tựa hồ sợ. Ô mang vậy phát hiện dị thường. Cấm hồn đảo, bọn họ tựa hồ sợ hòn đảo này hơi thở. Ngụy Dĩnh mắt đẹp đông lại một cái, nhìn trước mắt cấm hồn đảo, nhưng gặp hòn đảo trung ương. Đứng sừng sững một chuôi thông thiên cự kiếm phía trên, bất ngờ in hai chữ. Đế Uyên. Hòn đảo này, chẳng lẽ là Đế Uyên điện cấm địa? Ngụy Dĩnh một hồi kinh ngạc, chỉ cảm thấy trên đảo tử khí, đặc biệt chi đáng sợ,
nếu như đặt chân đi vào, sợ rằng cửu tử nhất sanh. Chỗ này, đứng sừng sững Đế Uyên cự kiếm, tựa hồ là Đế Uyên điện bố trí cấm địa, cho nên thiên ma không dám qua loa đến gần. Thôi, Ô Mang, chúng ta đi vào trước nói sau. Ngụy Dĩnh trong lòng có đoạn tuyệt. Cung chủ, nhưng mà... Ô Mang do dự, bởi vì cái này cấm hồn đảo lên hơi thở, chân thực quá quỷ dị, nếu như xông đi vào, sợ rằng không hề đo lường họa. Mau vào đi, nếu không chúng ta phải bị thiên ma xé thành mảnh vụn. Ngụy Dĩnh cắn răng, hiện ở chung quanh bầu trời, rậm rạp chẳng chịt hiện đầy thiên ma. Nếu như không đi nữa, bọn họ sẽ bị sống sờ sờ chìm ngập. Cái này cấm hồn đảo hơi thở, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng đương thời giây phút, vậy không có cách nào, chỉ có thể đi vào trước tị nạn. Được rồi. Ô Mang không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là chở Ngụy Dĩnh và Tiểu Hoàng, nhanh chóng bay vào cấm hồn đảo. Xoát xoát xoát. Chung quanh thiên ma, bóng người gào thét tới, đi tới cấm hồn đảo vòng ngoài, nhưng cảm thụ trên đảo ngập trời tà khí, bọn họ cũng không dám bước vào. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần chậm rãi mở mắt ra, hắn loáng thoáng nhớ Thiên Cơ đạo nhân đem hắn cưỡng ép đưa vào cửa hư không, hơn nữa giao phó mình, cái này tát hắn thuật pháp hội tụ cửa hư không vô cùng không ổn định. Diệp Thần nhìn chung quanh hết thảy, con người trầm xuống. Quả thật không ổn định. Hắn khẳng định mình không có thời gian đầu tiên đến U Minh vùng biển. Còn như mình ở nơi nào, hắn cũng không biết. Chung quanh tràn đầy cuồng bạo hư không chảy loạn. Thậm chí vô số gió lớn cuốn lên, uyển như lưỡi đao, xuyên thấu ra hắn. Hắn thân xác vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng bị thương, có thể gặp nơi này đáng sợ. Chẳng lẽ đây là Thiên Cơ đạo nhân bất ngờ đả thông một nơi hư không? Thiên Cơ đạo nhân thực lực, Diệp Thần tuy không được rõ, nhưng tuyệt đối đáng sợ. Diệp Thần không dám ở nơi này dừng lại lâu, bởi vì nơi này áp lực quá lớn. Nếu như ngây ngô ở chỗ này, hắn thân xác có thể hay không bị nghiền nát vẫn là một cái vấn đề. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị rời đi lúc đó, nhưng là phát hiện vấn đề ở chỗ. Nơi đây đi thông ngoại giới hư không loạn động lại có 10. Cái này 10 sau lưng đều có đạo đạo quang. Thần bí lại sâu thẳm. Kết quả cái nào mới là Thiên Cơ đạo nhân trong miệng U Minh vùng biển. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ sâu xa lúc đó, luân hồi mộ địa dị động. Một giây kế tiếp, một khối long văn đá lớn lại bay ra. Hung hãn đứng ở trong đó một đạo hư không chảy loạn trước. Hơn nữa quỷ dị hơn chuyện xảy ra, cự thạch kia lên long văn lại bơi động. Cái này hải tộc đá làm sao lúc này chạy ra ngoài. Diệp Thần con người hơi chăm chú, hắn ban đầu sở dĩ mang đi khối đá này, là bởi vì vì thế đá và nhâm tiền bối dáng trần hàng long kiếm có rất lớn liên quan. Nhâm tiền bối ở vạn thần chi đỉnh lưu lại nửa chuôi dáng trần hàng long kiếm, giao phó mình thu sau đó, hắn lại bất ngờ lấy được ngoài ra nửa chuôi. Hiện tại hơn nữa hoa văn rồng này đá lớn, Diệp Thần mơ hồ cảm giác được nhâm tiền bối mục tiêu muốn đạt tới. Nhâm tiền bối chẳng lẽ là muốn thông qua loại phương thức này dạy sẽ tự mình thuộc về hắn võ đạo? Vậy, chẳng lẽ cái này đá lớn đến gần hư không chảy loạn chính là hiện tại nhâm tiền bối thân phận thật sự chỗ ở khu vực? Tuyệt đối có khả năng này. Nơi đây có thể là Thiên Cơ đạo nhân bất ngờ mở, liền liền bây giờ Thiên Cơ đạo nhân cũng không nhất định rõ ràng. Diệp Thần hướng vậy long văn đá lớn trước hư không loạn động đi tới, hắn có thể cảm giác được lập tức có cực kỳ linh khí nồng nặc tràn ra. Cường đại tò mò khiến Diệp Thần không ngừng đến gần. Diệp Thần rất rõ ràng, một khi mình rời đi nơi này, vậy thì lại cũng không khả năng đến nơi đây. Đây là hắn duy nhất cơ hội. Diệp Thần đưa tay ra, dần dần xuyên thấu chỗ kia có tia sáng hang động. Hắn năm ngón tay đã chạm tới tầng kia vách ngăn. Xuyên thấu. Một khắc sau, một cổ đau đớn cực độ cảm tấn công tới. Đồng thời, toàn bộ không gian đường hầm cũng đang chấn động, tựa như tùy thời muốn sụp đổ vậy. Cuối cùng, một cổ cực hạn cự lực đụng. Cái này đụng uyển như thiên thần cảnh hậu kỳ lực lượng. Bây giờ Diệp Thần căn bản không cách nào ngăn cản à. Hắn thân thể nặng nề nện ở long văn trên đá lớn. Đất rung núi chuyển. Nếu không phải một khắc cuối cùng, xích trần thần mạch ánh sáng bùng nổ trình độ cao nhất. Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà cùng lúc đó, bốn phương chấn động.
Một tràng động đất sắp mở. Vực ngoại, một tòa ẩn chứa vô tận vực sâu lực đền. Đền chỗ sâu nhất, một cái ngồi xếp bằng áo bào đen người đàn ông đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt hắn bất ngờ lại kinh hãi. Hắn đã mấy chục ngàn năm không có loại biểu tình này. Hắn thân phận biết bao cao quý. Toàn bộ vực ngoại bản đồ, hắn tay tựa như có thể khống chế hết thảy. Dù là nói cái tay che trời cũng không quá đáng. Mà người đàn ông này chính là Đế Uyên Điện hiện đảm nhiệm điện chủ. Là cái gì để cho cái này tôn quý lại vô thượng người đàn ông như vậy bất ngờ? Mới vừa rồi là ảo giác sao? Vì sao bổn tọa cảm nhận được liền cái tên đó hơi thở? Năm đó bổn tọa nhìn tận mắt hắn tiêu tán trần thế, vĩnh cửu không cách nào bước vào luân hồi. Nhưng mà mới vừa rồi loại cảm giác đó, quá quen thuộc. Hồi lâu, áo bào đen người đàn ông đứng lên, năm ngón tay nhỏ cầm, trong tay lại hội tụ một cái cổ xưa phù văn. Phù văn lưu chuyển, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng lại hội tụ thành một đạo hư ảnh. Điện chủ, có gì phân phó? Hư ảnh kia mở miệng, thanh âm rét lạnh, giống như từ trong địa ngục truyền ra. Áo bào đen người đàn ông con ngươi nặng nề, mở miệng nói, ban đầu luân hồi chi chủ chết, ngươi vậy chính mắt làm chứng, ta xin hỏi ngươi, luân hồi chi chủ có khả năng hay không lại đạp luân hồi, sống lại bước vào vực ngoại và thượng giới? Hư ảnh ngẩng đầu lên, gương mặt cực độ dữ tợn và bất ngờ. Nhưng hắn vẫn kiên quyết nói, điện chủ yên tâm, luân hồi chi chủ thần hồn câu diệt, đừng nói luân hồi, thế gian cũng không thể tồn tại hắn một chút ý thức. Thậm chí còn phân thân cũng không khả năng. Điện chủ hôm nay đột nhiên nhắc tới chuyện này, nhưng có phát hiện cái gì? Áo bào đen người đàn ông lắc đầu một cái, trở về vị trí, lần nữa nhắm mắt lại. Hắn ấn đường lóe lên một cái cổ xưa lại tà ác phù văn. Mà vậy đạo hư ảnh vậy tiêu tán. Phảng phất từ tới không có tồn tại qua. Có lẽ, là ta suy nghĩ nhiều. Cùng thời khắc đó, thượng giới. Một tòa khí thế khoáng đạt lại tràn đầy cao nhất đế uy đền. Đền bên trong, một cái sang trọng hoa lệ quần áo trang sức, ẩn chứa cao nhất đế uy cô gái cũng là đột nhiên mở mắt ra. Nàng chính là thượng giới nữ hoàng. Huyền Cơ Nguyệt. Trước đây không lâu, phân thân cắn trả để cho nàng bị thương nặng mấy phần. Nàng liền bế quan chữa thương. Mà hiện tại, nàng đột nhiên cắt đứt chữa thương. Vậy lãnh ý và uy nghiêm thống khổ, tràn đầy bất ngờ. Tựa như gặp được cái gì cực độ hoảng sợ sự việc. Ngay vừa mới rồi, nàng thần thức tựa như ở nơi này phiến bát ngát trên vùng đất cảm giác được quen thuộc tồn tại. Nàng không dám tin tưởng. Một cái bị nàng tự tay kết thúc vận mạng người đàn ông, tựa hồ trở về. Thậm chí, ở một chớp mắt kia, một loại sợ hãi cực độ cảm bao phủ hết thảy. Giống như ác mộng, Huyền Cơ Nguyệt môi đỏ mỏng khẽ mở, chẳng lẽ là Tuyền Cơ và phân thân đôi đôi xảy ra chuyện, để cho ta suy nghĩ nhiều. Người đàn ông kia làm sao có thể trở về? Hắn như trở về, sợ rằng thượng giới và vực ngoại cũng sẽ nghênh đón một chàng chưa từng có trong lịch sử động đất. Ta lại có cái gì tư cách ngồi ở chỗ này? Chuyện gần nhất tình để cho ta nhiễu loạn suy nghĩ. Thật là buồn cười. Nói xong, Huyền Cơ Nguyệt liền nhắm mắt, quanh thân của nàng giấy lên từng đạo ngọn lửa. Ngọn lửa này quang cực kỳ đặc thù, phảng phất là ánh sao sáng chói. Chính là luân hồi tinh diễm. Mà nàng hoàn toàn không biết, vậy trận nàng cảm thấy sợ hãi chưa từng có trong lịch sử động đất, lại sắp tới. Thượng giới một nơi phế tích. Chiến đấu hơi thở tràn ngập. Mặt đất bị máu tươi nhuộm đỏ, phân bố ma thú hải cốt. Mà vô số thi thể và máu tươi bên trên, đứng một người đàn ông hai tay chắp sau lưng, quanh thân long văn thân đang du động. Hai con người bên trong thậm chí có chín bánh xe huyết nguyệt. Huyết nguyệt đỏ thắm, giống như một tôn sát thần. Trên bầu trời mặt trời tựa như bị một cổ lực lượng thần bí che đậy. Chỉ có huyết nguyệt. Nếu như cẩn thận xem, sẽ phát hiện trên người nam nhân lại không có một giọt máu. Tàn sát vạn ma, không dính một giọt máu, không thể tưởng tượng nổi đến mức tận cùng. Nam tử áo quần bên trên, có, chỉ có nhàn nhạt tinh mang. Yên lặng đến mức tận cùng. Mà người đàn ông này dĩ nhiên chính là Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm lạnh nhạt con ngươi hơi đông lại một cái, tầm mắt đột nhiên bắn về phía một phương hướng.
thằng nhóc này tại sao sẽ đột nhiên chạm tới thượng giới và vực ngoại kết giới? Không nên. Hắn hiện tại cũng không thể bước vào nơi này. Nếu không, những cái kia ẩn núp ở trong bóng tối trùng xấu có thể muốn hưng phấn. Mà ngay lúc này, Nhâm Phi Phàm sau lưng hư không biến dạng, một cái ông già bước ra, đi tới hắn bên người. Ông già tròng mắt ngưng trọng, thanh âm già nua vang lên, người vậy phát hiện. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, có thể để cho thằng nhóc này bất ngờ tiến vào chỗ đó, phỏng đoán cũng chỉ có Thiên Cơ đạo nhân có thể làm được. Bất quá đây cũng tính là thằng nhóc kia một đạo cơ duyên. Dẫu sao chỗ đó, núp ở thần quốc hư không chỗ sâu nhất, tiên hữu người tới. Dõi mắt toàn bộ thần quốc lịch sử, không vượt qua 5 người tiến vào trong đó. Mà mấy người kia, không khỏi cuối cùng trở thành ảnh hưởng toàn bộ thời đại tồn tại. Chỉ là, nếu là bị người phát hiện luân hồi chi chủ lại trở về, sợ rằng đối với thế cục không ổn. Ông già do dự mấy giây, nói thôi, Diệp Thần đã siêu thoát khống chế của chúng ta, hắn tương lai, ta vốn cho là có thể nhìn thấu. Nhưng là càng về sau, ta càng không nhìn thấu. Thậm chí ta đều không cách nào xác định, hắn thật sự là bàn cờ này, vượt qua ngươi chỗ mấu chốt. Nhâm Phi Phàm lộ ra một đạo nụ cười, ánh mắt nhìn về phía vậy phiến biển máu nhàn nhạt nói, Diệp Lão, ngươi biết ta tinh thần thần mạch trung cực nghĩa sâu xa là cái gì không? Ông già lắc đầu một cái, không biết. Nhâm Phi Phàm tiếp tục nói, ta từng đặt chân muôn vàn tinh thần bên trên, vậy từng rơi xuống vu cấm hồn vực sâu, những thứ này đều không phải là ta nhất tài sản quý báu. Đối với ta lại nói, nhất tài sản quý báu là ta từng dẫn động thần mạch, kích hoạt tinh thần mộ đạo, thấy được một cái chớp mắt quang ảnh tương lai. Tương lai cái thằng nhóc đó quá chói mắt. Chói mắt ánh sáng, vạn vật ảm đạm. Bao gồm ta. Ta sẽ không nhìn lầm người. Diệp Thần, đáng chúng ta mong đợi. Hình ảnh quay về. Diệp Thần chật vật đứng lên, hắn vậy bị quy tắc nghiền nát tổn thương, đã phục hồi như cũ mấy phần. Nhưng là đau đớn như cũ. Mới vừa rồi nơi đó rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ là bởi vì ta tu vi không đủ, cưỡng ép đem mình đánh ra. Ai, xem ra ta tu vi còn chưa đủ à, liền như vậy quy luật cũng có thể bị thương nặng. Diệp Thần hoạt động nửa mình dưới, phát hiện cái đó hư không loạn động đã đóng cửa. Còn dư lại chỉ có một phiến hắc ám. Diệp Thần vừa định đụng chạm một tí, nhưng là đột nhiên phát hiện, cái đó long văn đá lớn biến mất. Thay vào đó là một đạo màu xanh quang cầu. Quang cầu hàm chứa thánh khiết ý. Hơn nữa càng kinh ngạc chính là, phía trên lại du động một con rồng văn. Dáng Trần Hàng Long kiếm. Diệp Thần ngay tức thì nghĩ tới điều gì, không do dự nữa, lấy ra luân hồi mộ địa ở giữa dáng Trần Hàng Long kiếm. Một giây kế tiếp, vậy long văn quang cầu tựa như đụng phải cái gì cực hạn hấp dẫn vậy, bao quanh dáng Trần Hàng Long kiếm. Thậm chí Diệp Thần có thể phát hiện vậy long văn lại chảy vào dáng Trần Hàng Long kiếm bên trong. Một thanh kiếm, lại có một phần chia sinh ra ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi. Vô cùng chói mắt. Đây là dáng Trần Hàng Long kiếm hoàn toàn chữa trị ý. Vẫn là nói, vậy hư không loạn trong động quy tắc phá hư long văn đá lớn, hiện ra thứ trọng yếu nhất. Mà vật này, vừa lúc là tu bổ dáng Trần Hàng Long kiếm mấu chốt. Nhâm tiền bối năm đó dáng Trần Hàng Long kiếm, sợ rằng lợi dụng qua hải tộc rất nhiều tài nguyên, lấy hải tộc tính tình cùng với ngày hôm đó bọn họ biểu hiện, nhâm tiền bối năm đó hành động đã thực hiện có thể nói là cực kỳ bá đạo. Lúc này mới sinh ra bọn họ nội tâm chân thật nhất sợ hãi. Như đã nói qua, Thiên Cơ đạo nhân mặc dù không có cầm ta thời gian đầu tiên đưa đến U Minh vùng biển, nhưng là tặng đưa cho ta một cái thiên đại cơ duyên. Diệp Thần muốn lần nữa lấy lại dáng Trần Hàng Long kiếm, nhưng là phát hiện thời khắc này dáng Trần Hàng Long kiếm mà lại ở chống cự mình đụng chạm. Thậm chí có từng cơn long ngâm vang khắp. Chẳng lẽ là bởi vì còn không có và dáng Trần Hàng Long kiếm hoàn toàn kết hợp. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, dù sao đây là dáng Trần Hàng Long kiếm kết quả tốt nhất. Còn như lúc nào hoàn toàn kết hợp, hắn có đầy đủ thời gian đi các loại. Một giây kế tiếp. Dáng Trần Hàng Long kiếm liền trở lại luân hồi mộ địa. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần nhưng là phát hiện 10 hư không loạn động hiện tại ước chừng chỉ còn lại 2 cái. Còn lại cũng đóng cửa. Chắc hẳn một cái trong đó đi thông địa phương hẳn là U Minh vùng biển.
Diệp Thần ánh mắt có thể đạt được, chính là phát hiện một cái trong đó hư không loạn động, xuất hiện một đạo kinh thiên liệt may. Mà kẽ hở một bên, chính là viết U Minh hai chữ. Diệp Thần vừa nghĩ tới Tiểu Hoàng tung tích không rõ, liền chuẩn bị tiến vào trong đó, nhưng là làm một cái chân bước vào, hắn ngay tức thì dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện một cái khác hư không loạn động bên trong lại xuất hiện vô số xiềng xích. Mà đây chút xiềng xích bên trong lại để cho hắn sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Tựa như nhân quả vận mệnh tất cả ở nháy mắt tới giữa. Diệp Thần do dự mấy giây, cuối cùng lại xoay người trực tiếp chui vào một cái khác hư không loạn động bên trong. Mà đang ở bước vào ngay tức thì, một phiến hắc ám bao phủ tới. Diệp Thần thậm chí cảm giác được cực lớn uy áp, để cho hắn không cách nào hô hấp. Thậm chí còn trên người thực lực đều bị một loại đặc thù tồn tại áp chế. Đây là địa phương nào? Diệp Thần nhìn một cái sau lưng cổng vào, an lòng mấy phần. Chỉ muốn cái này hư không chỗ rách không có đóng đóng, hắn tất nhiên còn có thể trở lại chỗ cũ. Nơi này không gian không có giống trước khi chỗ rách như vậy bài xích mình, hẳn vẫn là ở thần quốc biên giới. Chính là không biết cụ thể là vị trí nào. Chung quanh quá mức đen nhánh, Diệp Thần chỉ có thể sử dụng một phiến thần hỏa, cả thế giới tựa như chiếu sáng. Diệp Thần thấy được một phiến rậm rạp chằng chịt xiềng xích. Xiềng xích giống như là mạng nhện vậy hướng bốn phía lan tràn. Mấu chốt xiềng xích bên trên lại vẫn dính vô số phù văn. Phù văn này và lần trước nhìn thấy Đế Uyên Điện tế đàn có chút tương tự, không thuộc về thần quốc. Thần quốc tại sao có thể có một nơi loại địa phương này? Diệp Thần không do dự nữa hướng một cái khóa cuối đi tới. Hắn không xác thực định nơi này sẽ phát sinh cái gì, nhưng là cường đại tò mò khiến hắn. Đột nhiên, Diệp Thần con người có giúp một cái, bởi vì hắn ở một phiến trên vách tường thấy được ba chữ. Thiên Đạo Cung. Mình hiện tại dưới chân đất đai lại là Thiên Đạo Cung. Thiên Cơ đạo nhân để cho mình đi U Minh vùng biển, né tránh Thiên Đạo Cung, lại không nghĩ rằng, mình mượn quỷ dị kia hư không loạn động, đi tới Thiên Đạo Cung. Diệp Thần chưa từng như này khẩn trương qua. Thiên Đạo Cung dùng lớn mạnh như vậy xiềng xích trói buộc nơi đây, chỉ có thể nói minh tầm quan trọng của nơi này. Chẳng lẽ nơi này chính là tù khốn luân hồi mộ địa một phần chia đại năng chỗ? Diệp Thần hô hấp dồn dập, trong tay lại là sử dụng sát kiếm. Hắn theo xiềng xích bước nhanh tiến về trước. Rất nhanh, hắn bước chân dừng lại. Trước mặt hắn là một cái vô số phủ văn phong ấn nhà tù. Nhà tù bên trong, một người vóc dáng uyển chuyển cô gái yên ổn ngồi. Cô gái người mặc màu đỏ váy đầm dài, rộng lớn vạt áo trên thêu phượng hoàng hình vẽ, trắng nõn trên cánh tay mang một ít khói la tím nhẹ tiêu, thiên thiên eo thon, một cái màu đỏ đai quấn quanh thắt lưng. Thắt lưng còn có một chuôi màu đỏ thấm nhỏ kiếm, đen nhánh như suối mái tóc dài hơi phiêu động, vài tia mái tóc hạ xuống gò má. Ngũ quan xinh đẹp hết sức, ấn đường lại là có một đạo tươi đẹp hình vẽ. Cô gái quanh thân bị xiềng xích trói buộc, trong mắt đóng chặt. Cực kỳ xinh đẹp. Nếu như là người bình thường thấy cái này loại nhà tù nhốt một cái như này thiếu nữ, tất nhiên sinh lòng thương tiếc. Nhưng là Diệp Thần không có. Thời khắc này Diệp Thần thân thể đang run rẩy, trong mắt lại đỏ thẫm, phân bố tia máu. Hắn năm ngón tay nắm chặt, nổi gân xanh. Thậm chí bởi vì quá dùng sức, lòng bàn tay lại rịn ra máu. Hắn tại sao kích động như vậy? Bởi vì trước mắt cô gái không phải người khác, chính là hắn ở Côn Lôn hư thức tỉnh một vị đại năng. Thiên Tuyệt huyền nữ Mạc Ngưng Nhi à? Năm đó nếu là không có Mạc Ngưng Nhi ở Côn Lôn hư dùng thuật pháp trấn nhiếp hết thảy, lúc đó Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại Diệp Thần thấy Mạc Ngưng Nhi, làm sao có thể không kích động? Như vậy rậm rạp chằng chịt xiềng xích đi thông phương hướng có phải hay không đại biểu từng vị đại năng? Mà giờ khắc này Mạc Ngưng Nhi hiển nhiên vậy phát hiện có người tới, hừ lạnh một tiếng, Hiên Viên Mạc Tà, người sẽ chết liền tim. Lời còn chưa nói hết, trong mắt của nàng mở ra, nhưng mà, một khắc sau, thanh âm hơi ngừng. Vậy uyển chuyển thân thể liền nơi này dựng lên, môi đỏ mọng khẽ nhếch, một khắc sau nàng vậy trắng nõn tay liền bưng kín môi đỏ mọng, Diệp Thần. Ngươi, một khắc sau, xiềng xích chấn động. Một cái động, tất cả cũng động. Vậy vô tận hắc ám bên trong, vang lên xiềng xích đung đưa tiếng, giống như tử thần lấy mạng khúc.
Mà cùng thời khắc đó, Thiên Đạo Cung, Hiên Viên Mặc Tà tròng mắt mở ra. Đó là một đôi cực độ kinh ngạc tròng mắt. Ngay vừa mới rồi, tù khốn chi địa lại dị động. Này chỉ có thể thuyết minh có người bước vào nơi đó. Làm sao có thể? Hiên Viên Mặc Tà không do dự nữa, quanh thân thả ra vượt qua thiên thần uy áp, không chút do dự mở ra trên đại điện chỗ kia cửa ngầm. Bất kể là ai, cũng không có tư cách phát hiện bí mật của nơi này. Nếu như nói Thiên Đạo Cung trọng yếu nhất chính là cái gì, đó chính là khốn tại chỗ sâu nhất những cái kia dính vô số nhân quả người. Nhà tù bên trong, Diệp Thần bước ra một bước, liền tới đến Mạc Ngưng Nhi trước mặt, mới vừa muốn nói cái gì, Mạc Ngưng Nhi nói thẳng, Diệp Thần, không kịp giải thích. Ngươi mau rời đi nơi này. Xiềng xích chấn động tất nhiên thời gian đầu tiên thức tỉnh Hiên Viên Mặc Tà thậm chí còn Thiên Đạo Cung mạnh hơn tồn tại. Nơi đây là cấm địa, có rất nhiều kích hoạt cơ chế. Đi mau. Mạc Ngưng Nhi dĩ nhiên là phát hiện Diệp Thần tu vi và quanh thân quanh quẩn võ đạo chi khí. Đối với nàng mà nói, Diệp Thần rất mạnh. Nhưng là hơi thở này ở Hiên Viên Mặc Tà trên mình là 10 lần, thậm chí còn 100 lần đáng sợ. Bây giờ Diệp Thần nếu như gặp phải Hiên Viên Mặc Tà, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần con người đông lại một cái, đã cảm giác được có một cái bóng đen đang nhanh chóng hướng bên này tới. Nếu như không phải là nơi này có cấm chế áp chế, đối phương tất nhiên ngay tức thì đến. Hắn không có thời gian. Diệp Thần, chỗ này địa phương, cực kỳ đặc thù. Hắn chỉ có một cổng vào, đó chính là Thiên Đạo Cung Chánh Điện. Ta mặc dù thật cao hứng gặp ngươi lần nữa, nhưng là ngươi hiện tại phải mau rời khỏi. Như chờ ngươi cảnh giới bước vào thiên thần cảnh, cũng hoặc là thực lực đủ. Lại đạp bể Thiên Đạo Cung, một kiếm phá lái vào miệng. Ta mong đợi ngày tới đây, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Ngươi trưởng thành thành bây giờ dáng vẻ, ta thật rất vui vẻ, nhưng là ngươi phải đi lập tức. Còn nữa, làm Thiên Đạo Cung đem chúng ta từ huyết linh tộc chuyển tới nơi này thời điểm. Có một cái ông già tới gặp qua chúng ta. Cái đó ông già nói mình là cái gì tu lão, đến từ cái gì thượng giới, hắn biết còn dư lại một bộ sau phân luân hồi mộ địa đại năng tung tích. Hắn còn nói, nhưng mà lời còn chưa nói hết, một đạo cực hạn kiếm quang hướng Diệp Thần dẫn đầu tấn công tới. Đã không có thời gian suy xét. Chú ý, đi mau. Diệp Thần tự nhiên cũng là cảm nhận được liền cái này cực hạn kiếm quang. Đối phương rất mạnh, dù là nơi đây hạn chế đối phương thực lực. Một kích này vậy đủ để đánh chết mình. Nhà tù bên trong Mạc Ngưng Nhi khẩn trương đến mức tận cùng. Nếu như Diệp Thần chỉ như vậy chết, như vậy bọn họ chờ đợi hy vọng liền hoàn toàn kết thúc. Nhưng mà, thời khắc này Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, vô tận sát ý và chiến ý phun trào. Một khắc sau, Diệp Thần quanh thân, tầng 7 huyết quang lóng lánh, phá thiên lực. Ở trong người cuồng trào, sát kiếm bên trên, ngưng luyện hủy diệt mộ đạo, dòng nước chảy ở kiếm phong bên trên. Một kiếm chém ra, vô số xiềng xích, lại là theo Diệp Thần một kiếm này, mà rung động, phong vân biến sắc, trời long đất lỡ. Đụng, hai cổ cực hạn lực lượng va chạm. Diệp Thần lui về sau dòng dã 3 bước, mà kiếm kia quang vậy tiêu tán ở trước mặt. Thời khắc này Diệp Thần cũng không hơn gì. Hắn có thể cảm giác được trong miệng mùi tanh. Vậy là mùi máu. Nếu như không phải là nơi này cấm chế cổ quái, áp chế hắn phần lớn lực lượng, hắn cũng sẽ không như vậy bị thương nặng. Bất quá mình bị hạn chế, xuất kiếm người kia cũng sẽ không dễ chịu. Chỉ là, đối phương rất nhanh sẽ chạy tới nơi đây. Hắn nếu như lại không rời đi, có thể thật sẽ xảy ra chuyện. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ sâu xa để gặp, một đạo thân ảnh lại xông ra ngoài. Diệp Thần con ngươi co rúm một cái, thân ảnh này không phải người khác, lại là Thiên Cơ đạo nhân khảo nghiệm một trong. Vị kia Thiên Đô đại đế. Đối phương làm sao theo tới? Thiên Đô đại đế trong mắt bình thản, không có bất kỳ một lời, nhưng Diệp Thần biết, đối phương đang vì mình kéo thời gian. Xem ra cái này Thiên Cơ đạo nhân sư chất cầm Thiên Đô đại đế phái để bảo vệ mình. Cùng lúc đó, Hiên Viên Mặc Tà bước chân dừng lại. Nhìn trước mặt mặt không cảm giác Thiên Đô đại đế. Trong mắt hắn cực độ sợ hãi. Thiên Đô đại đế. Rất nhanh, hắn con người híp lại, người trước mắt cũng không phải là vị kia đã sớm rơi xuống Thiên Đô đại đế.
Bất quá là có Thiên Đô Đại Đế một phần chia thực lực tồn tại. Thế gian có thể luyện chế như vậy chỉ có ba người. Một người trong đó chính là mình đã từng là sư phụ Thiên Cơ Đạo Nhân. Hiên Viên Mặc Tà nhìn trước mặt Thiên Đô Đại Đế hừ lạnh một tiếng, bất kể là ai phái ngươi tới, cút. Một khắc sau, Hiên Viên Mặc Tà động. Một chỉ điểm ra, trong ngón tay lượn lờ sáng chói quang, dường như muốn xóa bỏ hết thảy. Mà Thiên Đô Đại Đế cũng không nói nhảm, ánh mắt không có bất kỳ gợn sóng nào, ném ra trường kiếm, là kiếm thành trận, từng trận động trời võ đạo đế ý, hình thành một cái đế quang sáng chói kết giới, ngay tức thì lan tràn ra, phúc đắp lên Hiên Viên Mặc Tà. Nơi này cấm chế đối sanh linh có thực lực áp chế. Đối với Hiên Viên Mặc Tà giống như vậy. Hiên Viên Mặc Tà dù là thực lực vượt qua thiên thần cảnh, ở chỗ này cũng chỉ có thể phát huy thiên thần cảnh hậu kỳ lực lượng. Nhưng mà, Thiên Đô Đại Đế cũng không phải là sinh linh gì. Hắn không chịu nơi này ràng buộc. Hắn có đầy đủ tư cách dung chuyển người trước mặt. Rào. Vô số đế quang tách thả ra, ngập trời thần uy nghiền ép toàn trường, từng cái bạch hồng vậy kiếm khí, từ trên trời dưới đất khắp nơi bùng nổ, toàn bộ cuộn sạch hướng Hiên Viên Mặc Tà. Hiên Viên Mặc Tà hơi kinh ngạc, cũng nghĩ đến cái này cái gọi là Thiên Đô Đại Đế không có bị áp chế. Nhìn cuồng bạo võ đạo ý vận đè xuống, hắn quả đấm quanh quẩn sáng chói ngọn lửa, một quyền hướng Thiên Đô Đại Đế hung hăng đập tới. Một kích này như Thái Sơn áp đỉnh, cơ hồ muốn nghẹt thở. Trong nháy mắt va chạm, Thiên Đô Đại Đế bị đánh bay, ngực cũng là phá mở một cái chỗ rách. Nhưng là một khắc sau liền hoàn toàn khép lại. Lần nữa hướng Hiên Viên Mặc Tà đi. Hắn biết, mình duy nhất phải làm chính là trì hoãn thời gian. Mà giờ khắc này Diệp Thần thu hồi ánh mắt quang, nắm chặt sát kiếm, một kiếm hướng Mạc Ngưng Nhi nhà tù bên trên bổ tới. Hôm nay, hắn không cầu cứu ra tất cả luân hồi mộ địa đại năng. Nhưng có thể cứu một người là một người. Diệt Thiên kiếm quyết và luân hồi huyết mạch kích hoạt đến mức tận cùng, cái này động trời một kiếm. Dù là bị nơi này quy tắc áp chế, cũng có thể chiếm đoạt vạn vật. Diệp Thần, vô dụng. Nơi này tất cả nhà tù, bất kỳ chi tiết, đều là tới từ vực ngoại và thượng giới thần thạch, cứng rắn vô cùng, dù là thiên thần cảnh đỉnh cấp cũng không cách nào dung chuyển. Đụng. Một đạo kinh thiên vang lớn. Cường đại lực phản chấn truyền tới, thậm chí đem Diệp Thần năm ngón tay chấn động ra máu. Sát kiếm rất miễn cưỡng bay ra ngoài. Đinh! Cuối cùng cắm vào mặt đất bên trên. Diệp Thần gặp qua không thiếu cứng rắn vật, nhưng vẫn bị nhà tù trình độ cứng cáp kinh hãi. Mấu chốt hắn phát hiện toàn bộ nhà tù tựa như đo thân chế tạo vậy, thậm chí không có bất kỳ chìa khóa cổng vào. Mạc Ngưng Nhi trong mắt viết đầy nóng nảy, nàng tự nhiên chú ý tới Diệp Thần sau lưng cách đó không xa hư không vết rách. Nàng biết đây là Diệp Thần tới địa phương. Diệp Thần! Bất kỳ lực lượng cũng không phá nổi nơi này, chỉ có Hiên Viên Mặc Tà biết như thế nào mở ra. Hơn nữa, hắn ước chừng có tư cách mở ra ba tòa mà thôi. Bạn người kéo không ở đối phương quá lâu, rời đi bây giờ, vừa vặn. Hoa Hạ không phải có câu cổ ngữ, quân tử báo thù, 10 năm không muộn sao. Diệp Thần nghĩ sâu xa mấy giây, ánh mắt ngưng trọng, hồi lâu, hắn ngẩng đầu lên, nhìn cái này quen thuộc mà vừa xa lạ Mạc Ngưng Nhi. Nói, được. Ta rời đi trước, chờ ta có đầy đủ lực lượng, ta nhất định đem trước mắt xiềng xích bổ ra. Muốn không được bao lâu ta sẽ tới cứu ngươi. Nếu biết các sư tôn cũng khốn tại Thiên Đạo Cung nơi đây, ta nhất định phải đạp bể Thiên Đạo Cung. Hiên Viên Mặc Tà ngăn trở, ta liền đem hắn một kiếm chém chết. Dứt lời, Diệp Thần sâu đậm nhìn một cái Mạc Ngưng Nhi, liền hướng vậy hư không loạn động đi. Hắn không có lựa chọn. Nếu như một vị cố chấp, chính là hại mình, cùng với hại rất nhiều sư tôn. Chỉ có nâng cao thực lực, mới có tư cách. Diệp Thần biết ngày này sẽ không quá xa. Mà đang ở Diệp Thần bước vào hư không loạn động lúc đó, chỉ hoãn Hiên Viên Mặc Tà lại cả người là bị thương Thiên Đô Đại Đế nhanh chóng lui ra, thi triển một loại bí thuật ngay tức thì biến mất ở Hiên Viên Mặc Tà trước mặt. Không tốt. Hiên Viên Mặc Tà trong lòng trầm xuống, một loại dự cảm bất tường hội tụ. Hắn ngay tức thì xuất hiện ở vậy hư không loạn động lối vào. Hắn mơ hồ tới giữa thấy được một người thanh niên hình bóng. Hắn chợt đưa tay ra, vô tận cự lực phun trào, muốn cầm thanh niên kéo ra. Còn là chậm một bước,
hư không loạn động lúc này khép lại. Hết thảy khôi phục yên lặng. Hắn thân thể không có vào hắc ám bên trong, nhìn không rõ lắm. Mặc dù không biết là ai bước vào nơi đây, nhưng đây không phải là một cái rất tốt tin tức. Nơi đây cấm chế đáng sợ, căn bản không có thể có người biến dạng hư không xuất hiện ở nơi này. Thần quốc căn bản không có người có thể làm được. Vậy mới vừa rồi mình nơi gặp lại giải thích như thế nào? Hồi lâu, Hiên Viên Mặc Tà xoay người, ánh mắt rơi vào nhà tù bên trong đóng chặt tròng mắt thiếu nữ áo đỏ trên mình. Hắn bước chân không ngừng đến gần, lạnh như băng tròng mắt ngưng mắt nhìn Mạc Ngưng Nhi, mở miệng nói, mới vừa rồi là ai tiến vào nơi này? Ngươi hẳn thấy chưa? Nhưng mà, Mạc Ngưng Nhi tròng mắt nhưng là hơi hí ra, khá là kinh ngạc nói, Hiên Viên Mặc Tà, ngươi đang nói gì? Ta bị xiềng xích tù khốn, một mực thuộc về bế quan trạng thái, lại làm sao có thể bởi vì bên ngoài sự việc mà phá quan. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Hiên Viên Mặc Tà không có lộ ra bất kỳ thất thố, lộ ra một đạo khá là tà tính nụ cười. Ta biết ngươi sẽ không nói. Ta cũng biết, ta không thể cầm như thế nào. Nhưng là ta có thể rất chính xác nói cho ngươi, bất kỳ vi phạm thiên đạo cùng ý chí người đều sẽ chết. Cái bối cảnh kia ta sẽ tìm được hắn, sau đó giết hắn. Các ngươi cũng đừng nghĩ mưu toan từ nơi này đi ra ngoài. Các ngươi thế giới không có bất kỳ hy vọng nào, chỉ có tuyệt vọng. Mạc Ngưng Nhi, ngươi biết tại sao nơi đây không có ánh sáng sao? Bởi vì ta không muốn để cho các ngươi xem đến quang, các ngươi cũng không xứng có hy vọng. Các ngươi đem vĩnh viễn vây ở chỗ này, hưởng thụ vô tận hắc ám. Một giây kế tiếp. Hiên Viên Mặc Tà trong tay sử dụng một tấm phù văn rơi vào nhà tù bên trên. Ngay tức thì vô số lôi quang lan tràn. Lôi quang theo xiềng xích hướng Mạc Ngưng Nhi chiếm đoạt đi, nhưng mà Mạc Ngưng Nhi trên mặt không có bất kỳ vẻ thống khổ. Có, chỉ có một đạo môi đỏ mỏng phác họa nụ cười. Nàng Mạc Ngưng Nhi, là thiên tuyệt huyền nữ, căn bản không tin Hiên Viên Mặc Tà lời nói. Bởi vì, ngay tại ngày hôm nay, nàng nhìn thấy hy vọng. Đó là luân hồi mộ địa trăm vị đại năng một mực khát vọng hy vọng à. Diệp Thần trở lại chỗ cũ. Hắn trơ mắt nhìn trước mặt hư không loạn động khép lại. Hắn trong lòng có chút thất lạc. Khả năng này là bước vào thần quốc tới nay, nhất đến gần luân hồi mộ địa đại năng thân phận thật sự địa phương. Sợ rằng những cái kia xiềng xích đi thông nhà tù là từng vị đại năng. La Vân Thiên, Lâm Thanh Huyền, Cuồng Vũ Bá Chủ. Lục đạo kiếm thần Phong Thanh Dương. Vân vân. Còn như thiên đạo cung, hắn chung quy muốn bị tiêu diệt. Dưới mắt, từ Mạc Ngưng Nhi trong giọng nói có thể thấy được, Hiên Viên Mạc Tà căn bản không dám động những thứ này sư tôn. Vậy vấn đề tới, thiên đạo cung tại sao phải nắm trong tay những thứ này sư tôn? Duy nhất giải thích, chính là trên người của bọn họ dính mình nhân quả. Người phía sau màn muốn thông qua những thứ này đại năng xóa bỏ mình. Vây khốn thân phận thật sự, có lẽ bọn họ thân phận thật sự lại không thể dạy dỗ mình cái gì. Nhưng, người phía sau màn nhưng không nghĩ tới, cái này thế gian còn có luân hồi mộ địa như vậy kỳ vật. Hắn có thể học tập trăm vị đại năng võ đạo và hết thảy. Thiên Đồ Đại Đế đã tới Diệp Thần bên người, Diệp Thần nhìn hắn vết thương trên người, hỏi cần ta cho ngươi trị khỏi bệnh sao? Lần này cảm ơn. Nhưng mà Thiên Đồ Đại Đế nhưng là lắc đầu một cái. Mặt không cảm giác, phảng phất là thi hành nhiệm vụ máy móc. Hắn chỉ nghe từ Thiên Cơ đạo nhân mệnh lệnh. Thiên Cơ đạo nhân kêu hắn bảo vệ Diệp Thần, vậy chức trách của hắn liền là thủ hộ Diệp Thần. Dù là đốt diệt tự thân. Diệp Thần nhìn trước mắt cái cuối cùng hư không loạn động. Xem ra, đây chính là đi thông U Minh Hải vực địa phương. Ngươi đi theo ta. Diệp Thần vẫy vẫy tay, lập tức mang Thiên Đồ Đại Đế. Nhanh chóng đi U Minh Hải vực hư không loạn động đi. Cái cuối cùng hư không loạn động khép lại. Tựa như ở nơi này thế gian chưa bao giờ xuất hiện qua. Thần quốc, Minh Điện. Mạc Huyết Minh ngồi ở trên đài cao, huyết bào bên trên, lưu chuyển u ám phủ văn. Mà hắn đứng trước mặt chính là thiên đạo cung biến mất thật lâu thiên lang. Mạc Huyết Minh uống một hớp rượu, ánh mắt híp lại, thiên lang, ta cho ngươi đầy đủ thời gian suy xét. Một lần lại một lần. Hiện tại, trong lòng ngươi chắc có đáp án đi. Hôm nay là ngươi sau cùng cơ hội. Gia nhập ta Minh Điện, cũng hoặc là chết.
Thời khắc này Thiên Lang ngưng mắt nhìn Mạc Huyết Minh, hắn đã không có lựa chọn. Hắn rất rõ ràng, đây là hắn chỉ hoãn cực hạn. Lâu như vậy, Hiên Viên Mạc Tà còn không có tìm được nơi này. Chỉ có hai cái có thể, Mạc Huyết Minh đã đạt tới thủ đoạn thông thiên. Cũng hoặc là, Hiên Viên Mạc Tà buông tham mình. Bất kể là cái nào, cũng đối với hắn bất lợi. Thiên ma xâm lược, tai họa lớn buông xuống, thần quốc định trước tiếp theo sẽ không thái bình. Hắn chỉ có thể lựa chọn cười đến cuối cùng tồn tại. Ta lựa chọn cái trước, ta nguyện vì ngươi thần phục. Thiên Lang khàn khàn thanh âm chậm rãi rơi xuống. Hắn trong lòng có hắn ý tưởng, hắn phải còn sống. Mạc Huyết Minh muốn lợi dụng mình, hắn hồi nào không thể lợi dụng Mạc Huyết Minh. Ngươi xác định, Mạc Huyết Minh con ngươi vui mừng, một giây kế tiếp, sử dụng một tấm tràn đầy vô số cổ quái phù văn khế ước. Khế ước này ngươi hẳn biết đi, máu tươi hiến tế, từ nay về sau ngươi chính là ta Minh Điện người. Thiên Lang nhìn trước mắt lơ lửng khế ước, khẽ cắn răng, máu tươi hội tụ, ngay tức thì rơi vào khế ước bên trên. Khế ước khép lại, hết thảy trở về bình tĩnh. Thiên Lang cảm giác được mình trong óc tồn tại một cái bóng, hắn biết không cách nào đuổi. Đó là thuộc về Mạc Huyết Minh nắm trong tay. Một khi phản bội, sẽ có đáng sợ hơn chờ đợi mình. Bất quá Thiên Lang vậy không ý kỵ, Hiên Viên Mạc Tà như muốn cứu mình, mượn thượng giới thuật pháp và quy tắc, tự nhiên có thể phá vỡ khế ước này. Hắn nhìn về phía Mạc Huyết Minh, nhìn như cung kính nói, điện chủ, tiếp theo cần ta làm gì? Mạc Huyết Minh uống một hớp rượu, nhàn nhạt nói chờ. Diệt thế lúc đó, chính là ta Minh Điện quật khởi lúc. Mà giờ khắc này Diệp Thần đã tới U Minh Hải vực cổng vào. Hắn nhìn trước mặt cổng vào, có thể cảm giác được cái này thần quốc biên giới quỷ dị. Sợ rằng U Minh vùng biển bên trong tồn tại không thiếu thiên ma. Cố nhiên cái này thần quốc biên giới không hoàn toàn thuộc về thiên ma lãnh địa. Nhưng bước vào trong đó, hung hiểm không biết. Thiên đô đại đế, chúng ta đi. Diệp Thần không có chút nào lựa chọn bước vào trong đó. Hắn có thể cảm giác được chung quanh cuốn lên trước vô tận ma khí, một cổ cực hạn cảm giác đè nén cuốn tới. Một khắc sau, Diệp Thần linh lực vận chuyển tới trình độ cao nhất. Hắn đang thi triển thiên ma động minh nhãn. Thành tựu 33 thiên hồng mông cổ pháp. Hiện tại hắn và Tiểu Hoàng thuộc về cùng phiến khu vực, cũng có thể thấy rõ. Vô tận ma khí tựa như vào giờ khắc này tiêu tán. Diệp Thần sắc mặt trắng bệch, nhưng là hắn con người bên trong, chiếu ngược vô số mông lung hình ảnh. Hình ảnh bên trong có thuộc về hắn câu trả lời. Hắn ở trong hình thấy được bị thương Tiểu Hoàng, Ô Mang, còn có cái đó một mực âm thầm trợ giúp mình thần bí thiếu nữ. Trọng yếu hơn chính là, hắn thấy được một tòa hòn đảo. Hòn đảo bên trong bị một chuôi thông thiên cự kiếm cắm vào. Bên trên cự kiếm, có đế uyên hai chữ. Lúc nào đế uyên điện vậy dắt kéo vào. Diệp Thần không nói nhảm nữa, hướng hòn đảo đi. Mờ tối vùng biển, sóng cuồng cuộn sạch, gió tanh đập vào mặt, không biết cất giấu nhiều ít hung hiểm. Diệp Thần ở trên mặt biển bay vút, tốc độ cực hạn nghiền ép hư không, phát ra từng cơn âm bạo tiếng, rất miễn cưỡng ở trên mặt biển để lại một cái sâu đậm hồng câu. Thiên đồ đại đế theo thật sát hắn phía sau, ánh mắt trống rỗng động, giống như một cái pho tượng. Ở U Minh Hải vực nổi bật hạ, hai người tựa như con kiến vậy nhỏ bé. Bình bịch bịch, tránh hành vào gian, Diệp Thần chợt nghe trước mặt truyền tới tiếng đánh nhau. Ngưng thần vừa thấy, nhưng gặp mười mấy thiên ma, rậm rạp chằng chịt, đang vây công trước một cái cô gái đồ trắng. Phụ nữ kia cắn chặt hàm răng, cầm kiếm nghênh kích, khổ khổ chống đỡ. Cái này U Minh vùng biển vẫn còn có người ngoài. Người ngoại lai, tội gì vùng vẫy. Buông binh khí xuống, cho một mình ngươi thống khoái. Hi hi, như thế mới mẻ máu thịt, nếu như luyện hóa, nhất định có thiên đại chỗ tốt. Một đám thiên ma ánh mắt lãnh khốc, ra tay như tia chớp, từng chiêu trực thủ chỗ hiểm, ti ti lũ lũ ma khí không ngừng trào đáng trước. Phụ nữ kia rơi vào khổ chiến, mắt xem sẽ bị xé nát. Bạch Nhi. Diệp Thần thấy phụ nữ kia, nhất thời thất kinh, lại là Bạch Nhi. Diệp công tử. Bạch Nhi thấy Diệp Thần, trong mắt mừng rỡ không thôi. Lại có người ngoại lai xông vào. Một đám thiên ma cao mày,
xem Diệp Thần hơi thở, cũng chỉ hỗn độn cảnh, không đủ gây sợ hãi. Nhưng Diệp Thần sau lưng, vậy một đầu thi khôi, hơi thở nhưng có điểm không đúng. Thiên thần cảnh 6 tầng thiên. Tất cả thiên ma ánh mắt khóa chặt, thật là không dám tin tưởng mình ánh mắt. Một đầu thi khôi, lại có thể có thiên thần cảnh 6 tầng thiên tu vi. Cái này không thể nào. Đây là cái gì thi khôi, làm sao sẽ lớn mạnh như vậy? Cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả thiên ma đồng loạt bay ngược. Nguy hiểm. Cực hạn nguy hiểm. Bọn họ từ vậy thi khôi trên mình, cảm nhận được liền sát khí ngập trời, đơn giản là muốn nghiền ép hết thảy, tuyệt đối không phải bọn họ có thể ngăn cản. Rút lui. Ngay chớp mắt, mười mấy thiên ma quyết định thật nhanh, nhanh chóng đi bên ngoài chạy trốn đi. Động thủ. Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt phất phất tay. Ừ. Thiên Đồ Đại Đế cứng ngắc gật đầu một cái, ném ra một thanh trường kiếm, bàn tay lộn một cái, Lạc Kiếm thành trận, một cái sáng chói kiếm trận, nhất thời ở trên mặt biển bày. Xuy xuy xuy. Hạ một sát, từng đạo kiếm khí, mang vô cùng bén sát khí, thậm chí tràn ra một chút đế uy, điên cuồng chém chết ra. Phốc xích. Phốc xích. Phốc xích. Kiếm khí kích động, chấn động chảm thiên. Vậy mười mấy thiên ma, ngay tức thì gặp phải kiếm khí chém chết, kêu thảm thiết liền liền, đánh mất ở trong nước biển, lâm vào là một cái cổ thi thể lạnh như băng. Bọn họ cho dù chết, cũng sẽ không đoán được cái này thi khôi lai lịch. Diệp công tử, người cái này thi khôi. Bạch Nhi cũng là kinh hãi, cho tới bây giờ không gặp qua đáng sợ như vậy con rối, lại có thiên thần cảnh 6 tầng thiên thực lực. Hơn nữa tựa hồ còn nắm giữ vô cùng lợi hại võ đạo thần thông, giết người như chém cỏ, đơn giản là vô địch. Nàng tự nhiên sẽ không nghĩ tới, cái này thi khôi dính liền thượng cổ Thiên Đô Đại Đế hơi thở, ẩn hàm thần đế oai, thực lực khủng bố tới cực điểm. Diệp Thần không có trả lời, không muốn bại lộ Thiên Đô Đại Đế quá nhiều tin tức, hỏi ngược lại nói, Bạch Nhi, người tại sao lại ở chỗ này? Diệp công tử, nhà ta cung chủ xảy ra chuyện. Ta cảm ứng được nguy cơ, đặc biệt chạy tới nơi đây. Bạch Nhi móc ra ngọc bội, trên ngọc bội huyết quang, vẫn hung ác nguy hiểm. Ta do dự hồi lâu vẫn là dự định tiến vào U Minh vùng biển tìm cung chủ, lại không nghĩ rằng đụng phải thiên ma, thiếu chút nữa thì bị giết chết, thật may có Diệp công tử cứu giúp. Bạch Nhi thi lễ một cái, rất là cảm kích. Nàng đối với Diệp Thần cảm thấy vậy hơi thay đổi. Trước kia có lẽ có chút khinh thường. Nhưng là hiện tại nàng rất rõ ràng, có thể cứu cung chủ, có thể chỉ có trước mắt người đàn ông này. Không sao, chúng ta mau đi cứu người đi. Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng, thần bí thiếu nữ là vì tìm tiểu hoàng mới tiến vào U Minh vùng biển, hắn đã thiếu cô gái này một cái thiên đại ân huệ. Hơn nữa tiểu hoàng và thần bí kia thiếu nữ chung một chỗ, tìm được thần bí thiếu nữ, thì chẳng khác nào tìm được tiểu hoàng. Nhưng mà, ta hiện tại không biết cung chủ ở nơi nào. Phải tốn chút thời gian suy diễn mới được. Bạch Nhi một mặt không biết làm sao, nàng đại khái có thể cảm nhận được Ngụy Dĩnh hơi thở, nhưng không biết vị trí cụ thể, muốn điều tra rõ ràng nói, sợ rằng phải hoa chút thời gian, cẩn thận suy diễn một phen mới được. Không thời gian, ngươi theo ta tới. Diệp Thần ngoắc tay, dẫn đầu đi về trước bay vút đi. Diệp công tử, ngươi biết cung chủ vị trí. Bạch Nhi nhất thời kinh ngạc. Ừ. Diệp Thần khẽ gật đầu, cũng không có giải thích quá nhiều. Hắn ở trước đây không lâu, hơi vận dụng thiên ma động minh nhãn, đại khái tra lộ ra tiểu hoàng và thần bí kia thiếu nữ vị trí, mặc dù chỉ là đại khái điều tra, nhưng lại hao phí không thiếu tâm huyết. Hiện tại thời gian gấp, hắn chỉ muốn nhanh lên một chút đi cứu người. Dẫu sao, tiểu hoàng và thần bí kia thiếu nữ, vô cùng có thể bị vây khốn. Sống chết không biết. Mà đảo trên có đế uyên điện lưu lại cự kiếm, sau lưng hiển nhiên cất giấu thiên đại nguy hiểm. Nếu như trì hoãn tiếp nữa, sợ rằng tiểu hoàng và thần bí kia thiếu nữ đều phải chết. Hiu hiu hiu. Diệp Thần, Bạch Nhi, Thiên Đồ Đại Đế ba đạo thân ảnh, ở trên mặt biển bạo cướp mà qua. Thiên Đồ Đại Đế vô cùng khí tức mạnh mẽ, trong phảng phất tràn ngập ra, vùng biển chỗ tối ẩn núp thiên ma, đều không dám ra ngoài ngăn trở. Đại tế ti đại nhân, lại có người ngoại lai xông vào. Mà một chỗ khác, một cái thiên ma đệ tử hướng Kỵ Đô Ma Quân bẩm báo tình huống. Thời khắc này Kỵ Đô Ma Quân, đang một tòa hoang vu trên đảo nhỏ chữa thương.
và Ngụy Dĩnh đánh một trận, hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, liền lãnh địa đều bị phá hủy, hình dáng đặc biệt chật vật. Nhìn chằm chằm bọn họ, Kỵ Đô Ma Quân giọng trầm thấp, bị thương dưới, hắn vậy không có đầy đủ tinh lực đi đối phó những biến hóa này. Ừ, Thiên Ma đệ tử cung kính lui ra. Hàn sư huynh, ngươi nên xuất hiện liền chứ? Kỵ Đô Ma Quân ánh mắt âm sâm, so với người ngoại lai, hắn càng lo lắng Hàn Trường Sinh. Hắn và Hàn Trường Sinh ân oán, chân thực quá mức sâu nặng, đã đến nước lửa không dung bước. Lần này hắn trọng thương trong người, Hàn Trường Sinh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm một thuở cơ hội. Một khi Hàn Trường Sinh hạ xuống, sợ rằng hắn thì phải đại họa trước mắt. Nhưng bấm ngón tay tính toán, Kỵ Đô Ma Quân nhưng kinh ngạc phát hiện, hắn cũng không có cảm nhận được tai họa hơi thở. Trong sâu thẳm, hắn không có phát hiện một chút họa khí. Ngụy Dĩnh, Tiểu Hoàng, người ngoại lai, những thứ này đột nhiên xông vào con cờ, có thể sẽ đánh loạn toàn bộ bàn cờ. Có chút ý tứ. Kỵ Đô Ma Quân nheo mắt lại, ánh mắt nhìn về rất xa bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì. Cấm hồn đảo, hắc vụ tràn ngập. Vô cùng vô tận tà khí, vô cùng vô tận hung ác hơi thở, ở trên đảo quanh quẩn không tiêu tan. Cho dù là ban ngày, nơi này cũng không có một chút ánh mặt trời, mờ tối tới cực điểm. Chỉ có hòn đảo trung ương, vậy một chuôi thông thiên cự kiếm, lóe lên cuồn cuộn ánh sáng, mạnh mẽ đế khí uy đè, cuồn cuộn bao phủ bát hoang, tựa hồ muốn chấn áp hết thảy kẻ địch. Dưới áp lực to lớn, Ngụy Dĩnh và Tiểu Hoàng cũng ngất đi, bọn họ vốn là bị trọng thương, nơi nào chống đỡ được đế kiếm hơi thở, trực tiếp ngất xỉu. Cung chủ, Ô Mang gấp giọng kêu gọi, nhưng không có được bất kỳ đáp lại. Ùm ùm. Nhưng vào lúc này, hòn đảo trung ương đế uyên cự kiếm, phát ra một hồi vô cùng kinh khủng chấn động. Một đạo thân ảnh già nua, dần dần ở kiếm trên đỉnh nổi lên. Đây là một cái người mặc kim bào ông già, cả người khí thế bừng bừng, tu vi lại có thể đạt tới thiên thần cảnh tầng 8 thiên. Khí tức thật là mạnh. Duy nhất thanh tỉnh cự thú Ô Mang nhất thời khiếp sợ. Thiên thần cảnh tầng 8 trời, thật sự là không thể tưởng tượng nổi khủng bố cảnh giới. Khoảng cách thiên thần cảnh đỉnh cấp, trong truyền thuyết thần đế, chỉ có một bước xa. Cái này kim bào ông già, thực lực so với Ngụy Dĩnh, Kỵ Đô Ma Quân, cũng lợi hại hơn. Ô Mang trong mắt tràn đầy kinh hãi dị, nó cho tới bây giờ không gặp qua như thế cao thủ cường đại. Ung ung, kim bào ông già đứng ở kiếm trên đỉnh, và to lớn đế kiếm so sánh, hắn thân thể lộ vẻ được đặc biệt nhỏ bé. Nhưng hắn khí thế, nhưng nghiền ép thiên địa, đế kiếm cũng không thể so sánh. Vô tận phong lôi thô bạo, vô tận thần quang uy nghiêm, ở hắn quanh thân quanh quẩn. Ô Mang cả người phát run, chỉ muốn cái này kim bào ông già ra tay, không có bất kỳ huyền niệm gì, nó và Ngụy Dĩnh, còn có Tiểu Hoàng ba cái, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền cặn bã cũng không biết còn lại. Thiên thần cảnh tầng 8 trời, đích thực quá đáng sợ, muốn chống lại, trừ phi Ngụy Dĩnh và Tiểu Hoàng khôi phục thực lực. Nhưng đương thời giây phút, hai người cũng bị thương nặng, không có lực phản kháng chút nào. Chạy mau! Ô Mang tâm đảm câu liệt, chỉ sợ bị kim bào ông già phát hiện, lật đật mang Ngụy Dĩnh và Tiểu Hoàng, trốn đi xa xa một cái hang núi. Ừ, có ba con kiến hôi xông vào. Kim bào ông già hơi thở bao phủ bát hoang, ngay tức thì bắt được Ngụy Dĩnh ba người hơi thở. Thôi, mấy con kiến hôi, tùy bọn họ đi đi, tránh sự muốn chặt. Kim bào ông già híp mắt, nhìn về bầu trời phương xa. Hắn cảm nhận được, hắn cả đời hận nhất kẻ địch, Kỵ Đô Ma Quân, hiện tại đã kinh bị trọng thương, là hắn giết chết lớn thời cơ tốt. Phản đồ tàn dư, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Kim bào ông già chữ chữ như sấm, thanh âm ảo ảo, xa xa truyền ra ngoài. Ung ung, ở thanh âm hắn chấn động hạ, u minh vùng biển trên kích thích ngập trời gợn sóng. Vô số thiên ma núp trong bóng tối, run lẩy bẩy. Hàn Trường Sinh, ngươi rốt cuộc đã tới. Hoang vu trên đảo nhỏ, Kỵ Đô Ma Quân đứng chắp tay, nhìn cấm hồn đảo phương hướng. Cấm hồn đảo, đứng ở cự kiếm lên ông già, chính là Đế Uyên Điện trưởng lão, Hàn Trường Sinh. Lúc này, Ô Mang đã mang Ngụy Dĩnh và Tiểu Hoàng, đi tới trong sơn động né tránh. Nó ngước nhìn Hàn Trường Sinh bóng người, sợ hãi tới cực điểm. Chỉ cần Hàn Trường Sinh ra tay,
bọn họ ba cái hẳn phải chết. Thật may, Ngụy Dĩnh và Tiểu Hoàng dưới trọng thương, hơi thở yếu ớt, Hàn Trường Sinh không có phát hiện khác thường, chỉ cho là phổ thông con kiến hôi, căn bản không có để ở trong lòng. Vèo! Hàn Trường Sinh thân thể bạo cướp, như sấm vậy nghiền bạo hư không, ngay tức thì vọt ra khỏi cấm hồn đảo, phải đi chém chết kỵ đô ma quân. Ngay tại lúc này, Diệp Thần, Bạch Nhi, Thiên Đô Đại Đế ba người, vậy vừa vặn chạy tới, đối diện đụng phải Hàn Trường Sinh. Phốc xích! Bạch Nhi há mồm phun ra máu tươi, thân thể đạn đại bác vậy bay ngược, rơi xuống ở biển sâu bên trong. Hàn Trường Sinh khí tức trên người, chân thực quá kinh khủng, chỉ là một chút xíu uy áp, liền bị thương nặng Bạch Nhi, để cho nàng mất đi sức chiến đấu. Thiên thần cảnh tầng 8 thiên. Diệp Thần ánh mắt co rúm một cái, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Thiên thần cảnh tầng 8 trời, đây là khái niệm gì, đơn giản là nhật nguyệt thiên địa, vũ trụ tinh thần, không thể với cao, không thể ngửa mặt trông lên. Coi như là già thiên ma đế, cũng chỉ có thiên thần cảnh 7 tầng thiên mà thôi. Cái này kim bảo ông già, lại có thể so già thiên ma đế còn lợi hại hơn. Bất quá, già thiên ma đế đi vực ngoại, nhất định có thiên đại tạo hóa cơ duyên, cùng hắn hạ xuống lần nữa, hắn thực lực, sợ rằng sẽ đạt tới thượng cổ thần đế bước, không phải người bình thường có thể so sánh. Người này, là đế uyên điện trưởng lão. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Hàn Trường Sinh, nhất thời cảm nhận được liền đế uyên điện hơi thở. Lấy hắn thực lực trước mắt, có thể trong nháy mắt giết thiên thần cảnh 4 tầng thiên. Khổ chiến dưới, có thể chiến thắng 5-6 tầng thiên. Nếu như vận dụng hàng loạt lá bài tẩy, phỏng đoán có thể đang bình thường thiên thần cảnh 7 tầng thiên thủ hạ miễn cưỡng chống đỡ một hồi. Nhưng đụng phải thiên thần cảnh tầng 8 trời, cơ hồ không có khả năng chiến thắng. Này cùng cấp bậc cao thủ, đích thực quá đáng sợ, khoảng cách thần đế cảnh giới, chỉ có một bước xa, lật tay tới giữa là có thể nghiền bạo hư không, chấn áp tinh thần, đơn giản là không cách nào tưởng tượng mạnh mẽ. Ồ, ngươi trên mình. Hàn Trường Sinh nhìn Diệp Thần, già nua trên khuôn mặt, nhất thời lộ ra to lớn kinh ngạc. Hắn cảm nhận được, ở Diệp Thần trên mình, có rất nhiều nhân quả hơi thở, và đế uyên điện có thiên ti vạn lũ liên lạc. Chính là ngươi, hủy diệt chúng ta ở cửu thiên thần long điện bố trí tế đàn. Hàn Trường Sinh cặp mắt trợn to, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ban đầu ở cửu thiên thần long điện, Diệp Thần và già thiên ma đế, huyết long, bị kẹt trong lòng đất tế đàn, sau đó phá khốn ra, tế đàn vậy bị phá hủy. Cho nên, Diệp Thần trên mình, mang theo tế đàn nhân quả. Hàn Trường Sinh nhìn một cái, liền nhìn ra sau lưng ân oán. Ban đầu tế đàn bị hủy, toàn bộ đế uyên điện sơn môn, cũng xuất hiện tai nạn khí tượng. Hủy diệt tế đàn người, nhất định là một cái thiên đại uy hiếp. Nếu thời gian dài, có thể sẽ làm đế uyên điện tiêu diệt. Hàn Trường Sinh hoàn toàn không nghĩ tới, lại có thể sẽ ở chỗ này đụng phải hô ứng nhân quả người. Hắn thân thể liên tiếp lui về phía sau, gương mặt hiện đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Một cái hỗn độn cảnh sơ kỳ con kiến hôi, lại có lớn như vậy nhân quả khí tượng, đây là chuyện gì xảy ra? Hàn Trường Sinh không dám tin tưởng. Xem Diệp Thần hơi thở, cũng chỉ hỗn độn cảnh mà thôi, ở đế uyên điện trong mắt, con kiến hôi tồn tại. Chỉ cần hắn nguyện ý, một ngón tay là có thể bóp chết. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là này cùng con kiến hôi, lại có thể để cho đế uyên điện sơn môn, xuất hiện bị tiêu diệt họa xem, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Hàn Trường Sinh ánh mắt lóe lên, nếu như nói có cái gì địa phương kỳ quái, chính là Diệp Thần bên người thi khôi, hơi thở khá là mạnh mẽ, ước chừng đạt tới thiên thần cảnh 6 tầng thiên. Nhưng thi khôi lợi hại hơn nữa. Vậy dẫu sao chỉ là thi khôi, thuộc về ngoại vật, không thể nào ngất trời. Thôi, chỉ cần giết ngươi, hết thảy nhân quả, đều có thể tận diệt. Hàn Trường Sinh chấn định lại, chỉ cần cầm người giết, cái gì nhân quả họa khí, tự nhiên cũng có thể tiêu trừ. Suy, vung tay lên, trời biển u tới giữa, vô số quý thủy tinh khí, hung ác ma khí, ngưng tụ thành một cái màu u lam trường kiếm. Hàn Trường Sinh tay cầm trường kiếm. Cả người hơi thở bùng nổ, từng luồng quỷ dị phù văn, từ trên thân kiếm tràn ra tới. Những phù văn này, mang thiên hình tội phạt hơi thở, để cho người nhìn một cái, liền cảm thấy vô số thiên tai, vô số nhân họa, vô số ách nan,
cuồn cuộn bao phủ xuống. Ồ, là thiên hình đại pháp thì. Diệp Thần hơi kinh hãi. Những phù văn này, hắn là đã gặp. Ban đầu giải cứu bất diệt Long Đế, ở tù Long Phong thiên hình đài trên, hắn liền xem qua những phù văn này, mang theo vô cùng lợi hại tội phạt hơi thở, kết nối với cổ đại hung thanh thị Trúc Long, cũng có thể nghiền ép. Hưu. Hàn Trường Sinh vung lên kiếm, một món hồi vụ vậy kiếm khí, mang bạo nghịch thiên tai hơi thở, hung hăng hướng Diệp Thần chém tới. Thời khắc này hắn, phảng phất là nắm giữ trời phạt lôi phạt đế hoàng, khí thế mạnh mẽ tới cực điểm. Diệp Thần trong mắt co rúm một cái, Hàn Trường Sinh một kiếm này, chỉ là đơn giản một kiếm, cũng không có gì biến hóa phức tạp. Nhưng chính là như thế đơn giản một kiếm, lại để cho hắn cảm nhận được liền ngập trời áp lực. Thiên thần cảnh tầng 8 trời, thật sự là quá lợi hại, quá nghịch thiên, đơn giản là không thể chiến thắng. Diệt Thiên Kiếm Quyết. Diệp Thần không dám thờ ơ, tầng 7 huyết quang bùng nổ, sát kiếm huy động, một đạo cực hạn kiếm quang, mang hung mãnh khí tức hủy diệt, gào thét giết ra. Đối mặt này nhóm cao thủ, hắn trực tiếp vận dụng Diệt Thiên Kiếm Quyết. Chanh! Diệt Thiên Kiếm Quang, Thiên Hình Kiếm Khí, va chạm nhau, nổ lên một đạo khí lãng khổng lồ, sau đó đôi đôi tiêu tán. Diệp Thần chỉ cảm thấy hơi thở phun trào, ngũ tạng lục phủ đều tựa như bị chấn bể, áp lực quá lớn. Ồ, lại có thể chặn lại ta tiện tay một kiếm, cái này không thể nào. Hàn Trường Sinh sắc mặt kinh hãi, hắn là thực lực gì, ước chừng thiên thần cảnh tầng 8 trời, muốn giết một cái hỗn độn cảnh con kiến hôi, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện tại, kiếm khí của hắn, lại có thể bị Diệp Thần chặn lại. Thậm chí, đối phương còn thật tốt đứng. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hô! Diệp Thần thở hào hển, mặc dù không có bị thương, nhưng ở Hàn Trường Sinh kiếm khí uy lực còn lại chấn áp xuống, hắn cũng là khí huyết sôi trào, đặc biệt không dễ chịu. Hắn thực lực trước mắt, và thiên thần cảnh tầng 8 thiên tướng so, chênh lệch vẫn là quá lớn, đơn giản là trời đất phân nê, có thể tiếp lấy một kiếm, đã là vô cùng lợi hại chiến tích. Có chút ý tứ. Hàn Trường Sinh híp mắt, nếu như cho ngươi chút thời gian, sau này ngươi thành tựu, tuyệt đối có thể vượt qua ta. Khó trách ngươi đối với ta Đế Uyên Điện uy hiếp, lại có thể lớn đến tình cảnh này, thậm chí dẫn phát tai họa khí tượng. Nguyên lai ngươi võ đạo nội tình, lại có thể thâm hậu như vậy, có thể ngăn trở ta một kiếm. Bất quá, ngày hôm nay đụng phải ta, vậy coi là ngươi vận khí không tốt. Chịu chết đi. Hàn Trường Sinh quát to một tiếng, lại lần nữa khua kiếm chém ra. Vô số thiên hình phù văn, xen lẫn cuồn cuộn lôi phạt hơi thở, chấn động tiêu vũ, lăng không chém về phía Diệp Thần đầu. Ở kiếm khí bao phủ hạ, Diệp Thần hô hấp trệ chất, lại có thể ngay cả thở khí cũng khó khăn, nhất thời lâm vào hung hiểm. Chú ý! Một bên Thiên Đô Đại Đế, thanh âm trầm thấp khàn khàn, ngang nhiên khua kiếm chạy tới. Hắn khua kiếm động tác, đặc biệt cứng ngắc, nhưng kiếm thế đặc biệt trầm hậu, như Thái Sơn cự nhạc, không thể dung chuyển. Chanh! Hàn Trường Sinh chém xuống một kiếm, rất miễn cưỡng bị hắn chặn lại. Tổn thương ta Thái Sư Thúc, đáng chết! Thiên Đô Đại Đế trống rỗng động trong ánh mắt, bỗng nhiên bùng nổ sát khí, ném ra trường kiếm, kinh lực vừa phun, kiếm như phi hồng vậy giết ra, nhắm thẳng vào Hàn Trường Sinh ấn đường. Hắn tuy là con rối, nhưng dẫu sao dính liền thượng cổ thần đế nhân quả, đã sản sinh ra một món đơn giản linh trí, biết hộ chủ giết địch. Cái này ngự kiếm thủ đoạn. Hàn Trường Sinh một hồi kinh ngạc, Thiên Đô Đại Đế ngự kiếm thủ đoạn, để cho hắn nhớ lại một người. Thậm chí, Thiên Đô Đại Đế gương mặt ngũ quan, cũng để cho hắn cảm thấy hết sức quen thuộc, tựa hồ trước kia gặp qua. Suy, phi kiếm giết tới. Hàn Trường Sinh bắn ra chỉ, đem Thiên Đô Đại Đế trường kiếm đánh lui, thân thể sừng sững không nhúc nhích. Hắn thực lực, ước chừng so Thiên Đô Đại Đế cao hơn 2 tầng. Thiên Đô Đại Đế ngự kiếm thủ đoạn, mặc dù tinh thâm, nhưng muốn dung chuyển hắn, vậy cơ hồ không thể nào. Thái Sư Thúc, để ta ở lại cản hắn, ngươi mau vào đi cứu người. Thiên Đô Đại Đế ngưng âm thành tuyến, lặng lẽ truyền tới Diệp Thần trong tai. Hàn Trường Sinh thực lực, đích thực quá đáng sợ, coi như hai người liên thủ, cũng không có khả năng chiến thắng. Tình hình bây giờ, chỉ có để cho hắn trì hoãn thời gian, Diệp Thần lên đảo đi cứu người.
Dù sao, Diệp Thần chuyến này mục đích chỉ là vì cứu người, cũng không phải là nói muốn chém giết Hàn Trường Sinh. Chỉ cần cầm người cứu ra, là có thể đại công cáo thành. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng rét một cái, nếu để cho Thiên Đô Đại Đế độc chiến Hàn Trường Sinh, sợ rằng có bị tiêu diệt nguy hiểm. Nhưng đương thời giây phút, cũng không quản được nhiều như vậy. Được, ta biết. Diệp Thần âm thầm đáp ứng. Lạc kiếm thành trận, vạn kiếm quy tông, chư thiên kiếm khí, chém chết hết thảy. Thiên Đồ Đại Đế ánh mắt bỗng nhiên đoạn tuyệt, tay nặn kiếm quyết, trường kiếm ô minh một tiếng, như bạch long vậy kích động lên trời, chợt bạo rơi xuống, hung hăng rơi vào trên mặt biển. Nguyên bản sóng lớn phập phồng mặt biển, theo hắn trường kiếm rơi xuống, lại có thể ngay tức thì bình tĩnh. Sóng biển chỉ tức, gió bão ngừng nghỉ, một cái kiếm thật lớn trận, nhất thời nổi lên. Lạc kiếm thành trận, vạn kiếm quy tông, ngươi là Thiên Đồ Đại Đế. Hàn Trường Sinh con ngươi co rúm một cái, thấy cái này là kiếm thành trận thủ đoạn, hắn rốt cuộc nhớ tới. Thiên Đồ Đại Đế. Đây là Thiên Đồ Đại Đế thủ đoạn. Ngươi cái này thì khôi, lại có thể dính liền Thiên Đồ Đại Đế hơi thở, lấy được Thiên Đồ Đại Đế truyền thừa, khó trách như vậy lợi hại. Hàn Trường Sinh sắc mặt nhất thời ngưng trọng, thời đại thượng cổ, Thiên Đồ Đại Đế lấy gần như nghịch thiên kiếm trận thủ đoạn, chém giết không biết nhiều ít ngày ma, nhiều ít cường giả. Hắn cũng là uy danh quán nhĩ. Giờ phút này thấy Thiên Đồ Đại Đế kiếm trận, Hàn Trường Sinh kiêng kỵ sâu đậm. Xuy xuy xuy, Thiên Đồ Đại Đế hai tay nặn quyết, liền gặp vô số kiếm khí, từ kiếm trận bên trong bạo giết ra, như bay lên trời mưa xối xả, hung hăng chém về phía Hàn Trường Sinh. Mới vừa bình tĩnh nước biển, theo kiếm khí chém chết, nhất thời bị khơi dậy ngập trời đợt sóng, ùng ùng sóng lớn vang lớn, không ngừng chấn động. Ở kiếm khí nổ động hạ, từng đạo kinh thiên thủy trụ, thẳng sông lên trời cao. Ở giữa thiên địa, nước biển tràn ngập, sóng lớn cuốn trời, bạo gió gào thét, một phiến ngày tận thế cảnh tượng. Hàn Trường Sinh ánh mắt nặng nề, liền thấy từng cái kiếm khí, mang thượng cổ thần đế uy nghiêm, phá không bạo giết tới. Thiên hình ngũ tuyệt trận, thủy tuyệt, giết. Trong lúc nguy cấp, Hàn Trường Sinh quát to một tiếng, bàn chân đạp một cái. Vô số quý thủy tinh khí, ở dưới chân hắn nổ tung, ngay tức thì hóa thành một cái màu u lam trận pháp. Trận pháp này, một nổi lên, liền có vô số đáng sợ tai nạn tuyết nạn lụt, băng xương băng vũ, mang cuồn cuộn thiên tai hơi thở, điên cuồng tràn ngập ra. Còn có từng tia thần bí hồng mông hơi thở, từ trên trận pháp tản mát ra. 33 thiên hồng mông cổ pháp, lại là 33 thiên hồng mông cổ pháp. Diệp Thần vừa nhìn thấy Hàn Trường Sinh thần thông, con người nhất thời co rúm một cái. Cái này thiên hình ngũ tuyệt trận, chính là 33 thiên hồng mông cổ pháp một trong. Tù Long Phong lên thiên hình đài, còn có các loại hình phạt quy luật, cũng xuất xứ từ cái này thiên hình ngũ tuyệt trận. Thiên hình ngũ tuyệt, là chỉ địa tuyệt, thủy tuyệt, hỏa tuyệt, phong tuyệt, lôi tuyệt, bao hàm địa thủy hỏa phong lôi 5 loại thiên tai tuyệt hỏa, mỗi một loại đều có đồ thán sinh linh. Tiêu diệt sơn hà, phục thi hàng trăm triệu lực sát thương. Cái này một tí, Hàn Trường Sinh sử dụng thiên hình ngũ tuyệt bên trong thủy tuyệt trận, liền gặp vô số băng tai, vô số tai nạn tuyết, vô số hàn xương, ngay tức thì bao phủ thiên địa. Chu vi ngàn dặm nước biển, rất miễn cưỡng bị đông thành cục băng. Chung quanh nhiệt độ, kịch liệt hạ xuống. Thiên Đồ Đại Đế chém đánh ra kiếm khí, lại có thể rất miễn cưỡng bị đông thành tượng đá, rào rào rớt xuống. Kiếm khí không có thực chất, chỉ là một món hơi thở. Nhưng cái này cái thủy tuyệt trận, lại có thể lợi hại đến tình cảnh này, liền kiếm khí cũng có thể đông, đơn giản là nghịch thiên. Thái sư thúc, ta mau không chịu nổi, mau ra tay. Thiên Đồ Đại Đế gầm thét liền liền. Ở thủy tuyệt trận nghiền ép hạ, hắn còn rối thân thể, cũng ở đây rắc rắc vang dội, tựa hồ cũng phải bị đông thành tượng đá. Phá! Một tiếng gào thét. Thiên Đồ Đại Đế cuồng khí bùng nổ, cả người nơi có khí tức, tất cả đế uy, toàn bộ thả ra. Xuy xuy xuy, vô số đạo kiếm khí, phóng lên cao. Thiên Đồ Đại Đế lại không cất giữ, kiếm trận thần thông thi triển đến trình độ cao nhất. Ngập trời kiếm khí, đột phá thủy tuyệt băng tai họa giam cầm, hung hăng chém về phía Hàn Trường Sinh. Đa tạ, Diệp Thần cắn răng, cực võ, thần tránh. Thân thể một cái lóe lên. Ngay tức thì vọt tới cấm hồn đảo trên.
Hắn biết Thiên Đồ Đại Đế đang liều mạng, chỉ có như vậy, mới có thể cho hắn tranh thủ được lên đảo cơ hội. Chính là hỗn độn cảnh, lại dám leo lên cấm hồn đảo, tự tìm cái chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 156.